Quan Âm truyền thuyết. Xưa thật là xưa, ở thành Lạc Dương, quan lại thì tham ô, thanh thiếu niên thì hư hỏng. Quan Âm có ý định muốn giáo hóa họ, nên biến thành một người đàn bà nhà quê, tay cầm một cái hộp gấm. Trong hộp có một tấm kính bằng đồng đen quý báu, đem đến chợ Lạc Dương bán. Có người tới hỏi giá, người đàn bà nhà quê đáp: "Tấm kính của tôi đây là một bảo vật rất quý hiếm trên thế gian này, giá là 1.000 lượng bạc ròng, dư 1 hào không lấy, thiếu 1 hào không bán, không bớt, không trừ, già trẻ lớn bé, ai muốn mua cũng được. Người nào có mắt tin đời, hãy mau đem tiền tới mua, bỏ lỡ cơ hội này thì về sau có 10.800.000 lượng bạc cũng không được." Có một thiếu niên muốn kiếm chuyện nên chỏ mồm vô hỏi: "Tấm kính bằng đồng có chút xíu mà đòi giá cao quá vậy, thật là nói thách quá cỡ. Đâu bà nói cho tôi nghe thử, tấm kính này có cái gì là hay?" Người đàn bà nhà quê trả lời: "Tấm kính của tôi có nhiều cái hay lắm chứ. Thứ nhất, nó có thể soi được tâm người thiện hay ác. Thứ hai, nó có thể chiếu ra tất cả quá khứ và vị lai nữa. Tốt thì chiếu ra tốt, xấu thì chiếu ra xấu, không sai một ly một tí nào. Quý vị nghĩ xem, với 2 đặc điểm ấy, không lẽ tấm kính này không đáng giá 1.000 lượng bạc hay sao?" Người thiếu niên kia nói: "Bà nội ơi, bà nói xạo vừa thôi chứ. Thế gian này làm gì có một bảo vật như thế, chúng tôi không tin đâu. Trừ khi nào bà cho chúng tôi soi thử một cái." Quan Âm đáp: "Soi một cái thì được, nhưng theo lệ thì mượn kính soi phải trả tôi 3 đồng. Thiếu niên nọ bèn móc túi ra 3 đồng trao cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm lấy kính trong hộp ra, cầm trong tay và nói với thiếu niên nọ: "Soi đi, nhưng phải nhớ không được suy nghĩ loạn xạ lung tung, phải tập trung tinh thần mà soi một cách nghiêm chỉnh, có thế kết quả mới rõ ràng được." Thiếu niên nghe lời Bồ Tát, soi một cách nghiêm chỉnh, quả nhiên trong kính hiện ra một cách rõ rệt từng cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện quá khứ chiếu xong lại hiện ra đủ thứ các chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, cho tới đoạn cuối là thiếu niên chết rồi sẽ đọa vào đường súc sinh, đầu thai thành một con chó cái. Thiếu niên soi xong, kinh hãi không cùng, không ngờ rằng thành tích xấu xa hư hỏng của mình lại hiện lên hết trong kính, và hắn càng hoảng kinh hơn nữa khi thấy kiếp tới mình sẽ biến thành một con chó cái. May mà những điều hắn thấy, người khác lại không trông thấy, người khác chỉ thấy mặt trái của kính hoàn toàn trống rỗng, không có gì trên ấy cả. Quan Âm lấy lại kính và hỏi: "Sao? Đáng giá 3 đồng bạc không?" Thiếu niên nọ xuất mồ hôi trán, mặt mày tái mét, trả lời liên thanh: Đáng. Người xung quanh hỏi hắn đã thấy được những gì. Hắn sợ làm trò cười cho thiên hạ, không dám trả lời sự thật nên chỉ lầu bầu: "Mấy người đừng hỏi tôi, cứ bỏ ra 3 đồng mà tự soi lấy, đảm bảo mấy người sẽ vừa ý." Cuối cùng, người hiếu kỳ rất đông, nghe lời thiếu niên nọ nên tranh nhau thử món đồ chơi mới này. Người này bỏ ra 3 đồng, người kia cũng móc ra 3 đồng, thay phiên nhau mà soi kính. Người nào chưa được soi thì dành soi trước, nhưng một khi soi rồi thì không khóc thê thảm, cũng nhíu mày nhăn mặt, tâm sự trùng trùng. Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Quan Âm cười thật tươi, đứng thủ đằng trước, nhưng cũng không nói lên một tiếng. Từ giờ thìn đến giờ dậu, thấm thoát 3.000 người đã soi kính rồi. Trong số 3.000 người ấy, 9/10 soi xong thì mặt mày buồn hiu, không tới lấy 1/10 còn lại là vui vẻ, hân hoan. Tri phủ thành Lạc Dương thời ấy là một tên quan rất tham ô, chỉ chạy theo danh lợi, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ làm sao để thăng quan tiến chức.
nghe nói ngoài đường có người bắn kính báu, soi một cái là thấy ngay chuyện hên xui, họa phúc của mình. Ông rất muốn thử soi một phen, xem mình rồi sẽ được chức quan lớn tới đâu và phát tài giàu đến chừng nào. Nghĩ thế, ông cũng chạy ra chợ. Khi ông chạy tới, thì Quan Âm cũng vừa đang thu xếp để trở về. Nhưng người mới đến là quan tri phủ đại nhân, đâu có thể không ngó ngàng đến, nên Quan Âm lại lấy kính ra để ông soi cho kỹ càng. Lần này, Quan Âm để cho ông soi tha hồ, không gấp gáp, và quan tri phủ mới soi đã kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra dầm dề. Trong kính bắt đầu xuất hiện từng cảnh một. Lúc ông ăn hối lộ, vi phạm luật pháp, vu oan giá họa hại người, kết án vô tội. Về sau, bị oan hồn uổng tử báo thù, chết bất đắc kỳ tử, đọa xuống địa ngục, chịu đủ các cực hình tàn khốc. Sau đó, lại tái sinh làm lợn, được nuôi cho mập, rồi vào tay đồ tể cắt mổ. Tri phủ càng nhìn càng sợ hãi, trong tâm dần dần có chút tỉnh ngộ. Lúc ấy, người đàn bà nhà quê đã lấy lại tấm kính cất vào hộp và thở dài. Một bảo vật như thế chỉ có 1000 lượng bạc, rẻ thế mà chỉ có người soi chứ chẳng có người mua. Thế mới biết là ở thành Lạc Dương này thật ra không ai có mắt tin đời. Nói xong, bèn cầm hộp đứng lên, sửa soạn rời đi. Khi Quan Âm đứng dậy, thì đột nhiên khuôn mặt người đàn bà nhà quê biến mất, nhường chỗ cho pháp tướng của Bồ Tát. Lúc ấy, những người đứng nhìn, mỗi người thấy Bồ Tát một cách khác nhau. Người ác thì thấy người đàn bà nhà quê kia biến thành một hung thần vô cùng bạo ác, nhìn thấy là kinh hồn bạc vía. Người bình thường thì thấy ngài lộ vẻ giận dữ nhưng cũng đủ khiến họ phải hết hồn. Chỉ có người hiền mới thấy ngài mang khuôn mặt dịu hiền, từ ái, gần gũi. Rõ ràng là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai nấy đều kinh dị, định thần nhìn kỹ thì không còn thấy người đàn bà nhà quê bán kính ở đâu nữa. Tri phủ như người mê chợt tỉnh, lập tức quỳ xuống đất cáo bạch. Trượng thừa Bồ Tát đến giáo hóa, hạ quan đã biết lỗi rồi. Nghe tri phủ nói thế, mọi người mới vỡ lẽ ra, người đàn bà bán kính vừa rồi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ đó, những kẻ chuyên làm ác đều tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành. Những người làm quan đều trở nên thanh liêm, dân chúng cũng theo đó mà trở nên thuần hậu. Sau đó, ba tánh thành Lạc Dương mới dùng số tiền mà Quan Âm đã bỏ lại xây lên một cái miếu thờ Quan Âm, và tượng của ngài được tạc theo mắt thấy của họ, nghĩa là có 3 mặt. Một mặt Quan Âm từ bi hiền hậu, một mặt vô cùng giận dữ và một mặt hung tợn, trong tay cầm một tấm kính báu soi sáng cả đại thiên thế giới. Bức tượng này trong Phật giáo gọi là Quan Âm Du Hí Tam Muội, và người phàm thì gọi là Quan Âm Ba Mặt. Câu chuyện Hòa Thượng Nhất Phong. Cuối đời Đường, đầu nhà Tống, chuyện Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ người hiền lương thoát khỏi bàn tay gian ác hãm hại được lưu truyền rộng rãi trong khắp khu vực thành Cô Tô. Người hiền lương nói trên tên là Yêu Nhất Phong, chủ một cửa tiệm tạp hóa. Đó là một người thành thật, lương thiện, tốt bụng. Đối với người khác thì vui vẻ tử tế, không bao giờ so bì tị nạnh, không tranh giành hơn thua. Vì thế người ta thường gọi ông là người hiền. Ông thâm tín Phật giáo, trong nhà hay ngoài tiệm đều có thờ Quan Âm Bồ Tát. Mỗi ngày sớm chiều thành tâm lễ bái, rảnh thì ngồi trước bàn thờ tụng kinh niệm Phật, không ngày nào sao nhãn. Tuy Yêu Nhất Phong là người tốt, nhưng có một bà vợ đẹp lại rất dâm đãng. Bà thừa lúc chồng đi xa buôn hàng để thông gian với một tên vô lại ở ngay bên cạnh nhà, tên là Khang Thất. Những chuyện tình cảm lăng nhăng như vậy thường không qua mắt ai. Vì thế, người ngoài ai cũng biết, chỉ trừ có Yêu Nhất Phong thật thà khờ khạo là trước sau không hề hay biết gì cả.
Mọi người ai cũng than thở và bất bình giùm ông. Họ nói rằng, ai cũng nói là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, mà sao cái người tốt bụng này đã không có quả báo thiện thì thôi, đằng này còn phải chịu ác báo. Huống chi ông lại là người tin Phật, không lẽ Bồ Tát không linh ứng hay sao? Không phải là Bồ Tát không linh ứng, vì đúng lúc đó Quan Âm vừa đến Cô Tô. Không những ngài biết hết chuyện nhà của Yêu Nhất Phong, mà còn biết sau này Yêu Nhất Phong còn phải chịu nhiều tai ách nữa. Hôm ấy, Yêu Nhất Phong lại đi ra khỏi tỉnh để buôn hàng. Ban đêm, bỗng nhiên nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong nhà của mình. Tay ngài cầm ngọc như ý, trên đỉnh đầu lại có một con rồng xanh. Ngài đặt viên ngọc như ý lên đỉnh đầu Yêu Nhất Phong và nói, Yêu Nhất Phong, nghe ta nói đây, không lâu nữa ông sẽ gặp đại họa. Ta thấy ông là người chân thành tin Phật, không nhẫn tâm để cho ông bị tai nạn, nên tới đây cứu ông. Ta dạy cho ông 4 câu kệ, xin ông hãy nhớ cho kỹ. Gặp cầu chớ dừng tàu, gặp dầu trét lên đầu, đấu thóc 3 thăng gạo, ruồi xanh bu bút đầu. Bằng bất cứ giá nào, ông cũng không quên được 4 câu kệ này. Quan Âm nói xong liền biến mất. Yêu Nhất Phong giật mình thức giấc, những gì xảy ra trong mộng còn rành rành trước mắt. Nghĩ tới sự Bồ Tát ứng mộng để cứu mình, Nhất Phong vừa mừng rỡ vừa kinh sợ, biết rằng điều Bồ Tát nói tất nhiên không thể sai. Ông vội quỳ xuống đất, nhìn lên không trung, khấu đầu lễ lại, rồi tuân theo lời dặn dò của Bồ Tát. Ông nhẩm đi nhẩm lại 4 câu kệ cho tới thuộc lòng như cháo, ghi khắc trong đầu, không làm sao quên được. Hôm sau, ông đáp tàu ra đi. Mới khởi hành thì sóng yên gió thuận, tiết trời quang đãng. Nhưng đến khoảng chừng nửa ngày thì đột nhiên mây đen giăng mịt, sấm chớp ngang trời, mưa như trút nước. Cũng vừa đúng lúc ấy, tàu hướng tới một cái cầu trước mặt. Người phù lái tàu sợ ướt, nghĩ rằng gặp cái cầu này thật đúng lúc, tốt nhất là dừng tàu ở dưới cầu để trốn mưa, nên tính gác mái chèo đậu lại ngay ở đấy. Còn Nhất Phong thì lúc nào cũng nghĩ tới 4 câu kệ của Bồ Tát dạy. Tuy không mấy gì hiểu nghĩa, nay thấy tàu muốn dừng lại dưới một cái cầu, thì câu gặp cầu chớ dừng tàu chợt lóe lên trong óc, khiến ông lập tức nhận ra, vội lớn tiếng la người phù lái tàu. Không thể dừng lại ở đây, mau chèo tiếp. Tuy ông không hiểu rõ tại sao gặp cầu lại không được dừng tàu, nhưng ông cứ làm theo đúng lời Bồ Tát dạy thì không thể sai lầm. Ông không cần biết người phu lái chịu hay không chịu, cứ bắt buộc ông ta phải chèo tiếp để ra khỏi gầm cầu. Khi tàu rời khỏi gầm cầu, không tới một tầm tên bắn, thì một tiếng rầm, long trời lở đất đập vào tai họ chát chúa, những ngọn sóng tung tóe lên tới trời. Người phu lái tàu cùng Yêu Nhất Phong quay đầu nhìn lại, thì thấy cái cầu mình mới đi ngang đã sập xuống quá nữa. Nếu tàu ngừng lại, tránh mưa ở dưới ấy thì có lẽ giờ này đã bị đập nát. Người phu tàu líu lưỡi lại vì sợ hãi. Ghê quá, nếu không có ông Hối phải chèo tiếp thì giờ này chết toi rồi. Ông Phong ơi, ông có phải là thần tiên không mà biết trước vậy? Yêu Nhất Phong bèn kể lại chuyện Bồ Tát ứng mộng cho phu lái tàu biết. Người này cũng cảm tạ ơn đức của Bồ Tát, nên từ đấy cũng trở thành một Phật tử thuần thành. Yêu Nhất Phong đến thị trấn nọ, buôn xong hàng hóa rồi lên đường trở về. Mỗi lần đi về như vậy phải tính vắng nhà 2 tháng trời. Trong suốt 2 tháng trời ấy, vợ ông cùng tên du đảng Khang Thất đã sống những ngày trăng hoa nóng bỏng. Khi Nhất Phong về nhà thì trời đã hoàng hôn. Nhờ có Bồ Tát báo mộng sập cầu cứu ông, nên việc đầu tiên sau khi vào nhà là đến trước bàn thờ Quan Âm Bồ Tát chí thành đảnh lễ bái tạ. Lễ xong đứng dậy, đột nhiên cây đèn lưu ly treo trên xà nhà bị đứt dây rơi xuống. Ông bị dầu bắn lên khắp cả người, và bị dầu bắn lên người như thế nên ông lập tức nhớ đến câu kệ thứ 2, gặp dầu trét lên đầu. Thế là còn bao nhiêu dầu trong đèn, ông bèn đổ cả lên đầu lên tóc. Lễ Phật xong,
ông mới gặp vợ, hỏi han việc nhà và sau khi ăn cơm, hai vợ chồng vào thay quần áo đi ngủ. Tên du đảng Khang Thất biết rằng Yêu Nhất Phong đã về rồi. Trong 2 tháng vừa qua, hắn đã cùng người đàn bà kia mặn nồng trăng gió với nhau, 1 phút cũng không muốn rời. Nay Yêu Nhất Phong trở lại rồi, thì đêm nay hắn không thể qua nhà người đàn bà để cùng nhau mây mưa, về sau cũng sẽ khó mà tiếp tục gian díu với nhau lâu dài. Đêm hôm ấy, hắn không ngủ được, cứ trăng qua trở lại, lửa ghen thiêu đốt tâm can. Càng nghĩ càng căm giận, hận là không thể tức khắc xông qua nhà bên cạnh bắt con dâm phụ ấy về với mình. Ý nghĩ giết người manh nha trong đầu từ đấy. Hắn nghĩ rằng giải pháp gọn nhất là giết Quách Yêu Nhất Phong đi, giấu thi thể để phi tang, rồi sau đó mới có thể cùng tình phụ ăn ở với nhau lâu dài được. Nghĩ xong là làm, hắn xuống bếp lấy một con dao nhọn và bén, trèo tường qua nhà hàng xóm, lẻn vào phòng ngủ của Yêu Nhất Phong. Trong phòng tối đen như mực, Khang Thất cầm dao mò mẫm đến trước giường, nhưng hắn không thể phân biệt ai là Yêu Nhất Phong, ai là người đàn bà. Hắn lại nghĩ, trong đêm tối không nên giết lầm người. Đàn bà vốn thường hay xoa dầu thơm lên đầu, nên phân biệt hai người có lẽ cũng dễ thôi. Hắn đưa mũi đánh hơi, thấy rằng cái người ngủ phía ngoài có mùi dầu sực nức, thì chắc chắn đây là người đàn bà rồi. Vậy người nằm trong ắt phải là Yêu Nhất Phong. Tức thời, hắn vung dao lên chém mạnh xuống, chỉ nghe phập một tiếng, đầu người dâm phụ bị chẻ làm 2 mảnh. Yêu Nhất Phong nghe tiếng chém thì giật mình thức giấc, hô hoáng lên rầm rĩ, khoác áo vào ngồi dậy đốt đèn. Tên sát nhân Khang Thất biết mình giết lầm người, vội vàng trèo qua cửa sổ chạy trốn mất. Yêu Nhất Phong thấy đầu vợ bị bửa ra thành 2 mảnh thì thương tâm quá, khóc rống lên, tìm kiếm khắp nơi mà hung thủ thì đã biệt tâm biệt tích. Ông bèn sai người đi liền đêm ấy báo cho nhạc phụ biết tin dữ. Khi nhạc phụ tới nhà Yêu Nhất Phong xem xét thì không cần biết trắng đen phải trái ra sao, nhất định buộc tội Yêu Nhất Phong giết vợ, lồng lộng tra tấn con rể. Cửa ngoài vẫn đóng, cửa nhà không mở, ngay trên giường My xảy ra án mạng, không phải My giết thì còn ai vào đây? Yêu Nhất Phong tình ngay lý gian, có miệng mà không cãi được. Hôm sau, người nhạc phụ ra nha môn trình cáo, vị quan huyện đến điều tra rồi cũng nghi rằng hung thủ chính là Yêu Nhất Phong. Đây là một vị quan huyện rất hà khắc, ưa dùng hình phạt tàn khốc để bắt tù nhân khai tội, nên cho tra tấn Yêu Nhất Phong trong lúc thẩm vấn. Yêu Nhất Phong là một thương nhân, một chủ tiệm, làm sao chịu nổi cuộc tra tấn đau đớn ấy. Chỉ biết tự than rằng kiếp trước đã gây tội, vận mệnh đã an bài như thế rồi, thôi thì cứ nhận tội oan, dẫu có chết cũng còn đỡ khổ hơn là sống mà phải chịu đọa đày như vậy. Quyết định như thế rồi, ông bèn nhận tội. Quan huyện thấy Yêu Nhất Phong đã nhận tội rồi, bèn một mặt cho giam ông vào ngục tối, một mặt chuẩn bị phát thảo tờ công văn để xử án tử hình. Ngờ đâu, khi ông cầm bút lông lên, vừa tính đặt xuống giấy, thì đột nhiên có vài con ruồi xanh bay tới, vây chặt lấy đầu bút, khiến cho ông không thể nào đặt bút xuống. Ông đưa tay xua ruồi, nhưng vừa tính hạ bút, thì chúng lại bay tới, bu lấy đầu bút. Cứ nhiều lần như thế nên tờ công văn không sao viết được. Vị quan huyện cảm thấy kỳ quái, bèn nghĩ rằng ruồi xanh bu vào đầu bút không cho ông viết công văn để xử tội, phải chăng có oan tình chi đây? Ông bèn cho mời vị quan cố vấn đến thỉnh ý. Quan cố vấn nói, để tôi vào ngục hỏi lại Yêu Nhất Phong, rồi sau đó hãy tính. Quan cố vấn vào ngục, thấy Yêu Nhất Phong ngồi bình tâm niệm Phật lại càng thấy quái lạ, bèn hỏi. Ông đã khai rồi, tội giết người đã định, niệm Phật có ích gì? Nhất Phong đáp, tôi không chịu nổi tra khảo nên phải nhận tội, chứ sự thật oan cho tôi lắm, tôi không hề giết người. Bồ Tát nói sẽ cứu tôi nên tôi niệm Phật cầu Ngài đến cứu, vì Bồ Tát tuyệt đối không bao giờ gạt người. Tới đây,
Ông kể lại chuyện được Bồ Tát báo mộng và đem bốn câu kệ lặp lại cho quan cố vấn nghe. Quan cố vấn nghe rồi vô cùng kinh dị, nghĩ thầm: ruồi xanh bu bút đầu, phải chăng là ứng cho chuyện quan huyện mới gặp vừa rồi chăng? Vậy thì câu thứ ba, đấu thóc ba thăng gạo, có nghĩa là gì? Ông suy nghĩ nghiền ngẫm, trở đi trở lại vấn đề trong đầu, nhưng vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng, bỗng nhiên ông đại ngộ. Một đấu là 10 thăng, nếu một đấu thóc mà chỉ cho có 3 thăng gạo, thì phải chăng còn lại 7 thăng cám? Chữ cám, khang, bỏ bộ mễ, gạo, còn lại là họ Khang. 7 là thất, vậy phải chăng tên hung thủ là Khang Thất? Nghĩ thế xong, ông bèn hỏi Yêu Nhất Phong, ở chỗ ông có ai tên là Khang Thất, Khang Bảy gì không? Ông có quen ai tên đó không? Yêu Nhất Phong đáp, có người tên đó, mà tôi cũng biết ông ta nữa. Đó là người hàng xóm bên tay trái của nhà tôi, đúng tên là Khang Thất. Quan cố vấn gật đầu bỏ đi, đem hết câu chuyện trình lại cho quan huyện nghe. Hôm sau, tên gian phu Khang Thất bị bắt đem lên nha môn và bị tra tấn ngay tại chỗ. Khang Thất bèn khai thật mọi sự, Yêu Nhất Phong được xử trắng án. Qua tai nạn bất ngờ nói trên và tuy được xử trắng án, thoát được họa bị xử tử hình, nhưng Yêu Nhất Phong cảm thấy thế sự biến đổi vô thường, chán nản cùng cực. Bèn đem tài sản ra bố thí hết cho người nghèo và quyết định đến Hàng Châu vào chùa Linh Ẩn xuất gia. Ông đi bộ suốt cả đoạn đường. Một hôm đến Gia Hưng nghỉ lại trong một lữ điếm. Trong đêm sâu, ông mơ hồ nghe ai gọi tên mình. Mở mắt ra thì thấy vợ mình cùng Khang Thất, hai người mỗi người ôm cái đầu lâu đẫm máu xông tới đòi mạng. Nhất Phong sợ quá, run bần bật, vội vàng nhắm nghiền đôi mắt niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau không nghe động tĩnh gì nữa, bèn mở mắt ra nhìn, không thấy hai con quỷ đâu, mà lại thấy một vị Bồ Tát đứng trên một chiếc lá sen. Bên cạnh có một cậu bé trai chân trần đứng chắp tay hướng về Bồ Tát như thể đang lễ bái. Chỉ trong chớp mắt, cảnh ấy cũng biến mất luôn. Lúc ấy, Nhất Phong mới biết là mình nằm mộng. Nhớ lại chuyện vừa qua, biết rằng Quan Âm Bồ Tát đã một lần nữa hiển linh để cứu mình. Ông thấy mình quả thực có phúc nên càng quyết định xuất gia tu hành. Hôm sau, ông rời huyện Gia Hưng, tiếp tục nhắm hướng Hàng Châu, mau lẹ tiến bước. Tới gần Hồ Gia Trang, thấy có một đám người đang đứng vây xung quanh một cánh đồng. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, ông bèn nhanh chân tiến đến gần xem. Thì ra, có một người nông phu họ Vương. Trong lúc cuốc đất, cuốc phải một pho tượng Phật cao cỡ 1.5 feet. Pho tượng này làm bằng ngói lưu ly màu xanh ngọc bích, điêu khắc rất tinh vi đẹp mắt. Mọi người tranh nhau nhìn ngắm nên mới tụ lại vây quanh đông đảo như vậy. Nhưng tượng Phật này là Phật nào? Yêu Nhất Phong chen vào nhìn. Nhìn kỹ càng rồi thì mới nhận ra, tuy rằng tượng Phật có tướng người nam nhưng mắt mũi diện mục thì đích thị là Quan Âm Bồ Tát. Ông hân hoan thấy rằng giữa Bồ Tát và mình quả thật có duyên nên đã gặp Ngài mấy lần. Vì thế, ông vui vẻ nói với mọi người rằng: quý vị ở đây thật có phúc nên hôm nay được gặp Bồ Tát. Quý vị hãy mau thỉnh Bồ Tát về ngôi chùa nào trong thành mà cúng dường. Bồ Tát sẽ hộ trì cho quý vị được bình an và năm nào gặt hái cũng được mùa. Người nông phu họ Vương hỏi: ông nói đây là Bồ Tát, vậy chứ tôi hỏi ông có biết đây là Bồ Tát nào không chứ? Chúng tôi nhìn mãi mà không biết. Yêu Nhất Phong nói: đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mọi người nghe thế nhao nhao lên cãi: không phải, pháp tượng của Quan Âm Bồ Tát như thế nào chúng tôi đây ai cũng đã từng nhìn thấy, không phải là lối ăn mặc như thế này, là người nữ chứ không phải người nam. Còn tượng này là tướng người nam, làm sao là Quan Âm Bồ Tát được? Nhất Phong nói:
Sau khi đắc đạo rồi, vì muốn cứu độ người đời và đi khắp vũ trụ, nên Bồ Tát tùy thời tùy nơi mà ứng hóa, có khi thân nam, có khi thân nữ, có khi già, có khi trẻ, không nhất định, có khi lại còn ứng hóa đủ thứ thân để cảnh cáo thế gian. Sao quý vị lại còn nghi ngờ? Sau đó, ông đem chuyện mình hai lần gặp Bồ Tát hiển linh kể cho mọi người nghe, lúc ấy mọi người mới chịu tin và đem pháp tượng Bồ Tát vào chùa thờ phụng. Vì tượng Bồ Tát này từ lũng cầy xuất hiện nên mọi người đặt tên là lũng kiến Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm thấy trong lũng cầy. Yêu Nhất Phong đi suốt ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Có một vị thiền sư pháp hiệu là Nguyên Tịch, thấy ông Chí Thành muốn xuất gia nên thâu nhận ông làm đệ tử. Từ đó, Nhất Phong xuống tóc xuất gia làm tăng, theo chúng mà tu hành, người ta gọi ông là Nhất Phong Hòa Thượng. Nhất Phong mới xả bỏ phàm trần nên tuy có nhiều thiện căn, nhưng vì đã lăn lộn nhiều trong thế gian nên trong tâm hãy còn nhiều tạp niệm, lục căn chưa thanh tịnh. Lúc mới học ngồi thiền, ông không cách nào định tâm được. Thường thường hễ ngồi xuống lại thấy hồn ma khang thất cùng vợ mình bưng đầu lâu đẫm máu đến phá quấy. Buổi thiền tọa hôm ấy, hai hồn ma lại về quấy nhiễu, nhưng lần này hung tợn hơn. Khang thất dẫn đầu một đoàn quỷ sứ không đầu ào ào ùa tới, khiến Nhất Phong hồn phi phách tán, vội niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau, ông thấy một vị Bồ Tát xuất hiện trước mặt. Vị Bồ Tát này có cái cổ màu xanh, một đầu mà ba khuôn mặt, mặt chính ở giữa là mặt từ bi của vị Bồ Tát, mặt tay phải là mặt sư tử, mặt tay trái là mặt heo. Đầu ngài đội mũ báu, trên mũ có hóa thân của vô lượng thọ Phật. Ngài có tới bốn cánh tay, tay thứ nhất bên phải cầm tích trượng, tay thứ hai cầm hoa sen, tay thứ nhất bên trái cầm bánh xe, tay thứ hai cầm loa ốc. Ngài mặc áo bằng da cọp, tua ren là những con rắn đen, đứng trên một tòa sen tám lá, tay đeo vòng anh lạc, xung quanh có hào quang, trông rất là uy dũng. Vị Bồ Tát cổ xanh này tóm lấy những con quỷ không đầu mà ăn, chỉ trong thoáng chốc là ăn trọn hết bầy quỷ. Ăn xong, Ngài dùng tích trượng khỏ Nhất Phong Hòa Thượng một cái. Nhất Phong chợt thấy tâm mình trở nên minh mẫn sáng suốt, từ đó trong tâm không còn cấu nhiễm, trần duyên cắt tuyệt. Ngày hôm sau, Nhất Phong Hòa Thượng đem chuyện đêm qua trình lên Nguyên Tịch Thiền Sư. Thiền Sư nói, đêm qua ông thấy thanh cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Bồ Tát Quán Tự Tại cổ xanh, chính là Quan Âm Bồ Tát dưới hình tướng của Minh Vương. Ông hãy thành tâm trì niệm danh hiệu vị Bồ Tát này thì có thể thoát khỏi mọi sự sợ hãi khủng bố. Nói xong, Ngài lấy ra một quyển kinh Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni trao cho Nhất Phong, dặn ông khi nào còn gặp cảnh khủng bố thì đọc tụng kinh này để giải trừ. Hòa Thượng Nhất Phong tu hành tại chùa Linh Ẩn một cách chí thành, công hạnh tinh tiến, vài năm sau trở thành một vị cao tăng nổi danh. Ngài đi khắp nơi đảnh lễ các danh sơn, vì nhớ ân sâu của Đức Quan Âm đã nhiều lần cứu hộ cho mình, nên cứ thấy những tảng đá lạ ở danh sơn nào đều lấy để tạc tôn tượng của Ngài Quan Âm lưu truyền cho hậu thế. Ngài đã bốn lần thấy được Quan Âm Bồ Tát hiển hóa, một lần thấy trong mộng thị hiện trên đầu có con rồng xanh, một lần thấy Ngài đứng trên một chiếc lá sen, một lần thấy pháp tượng của Ngài giữa một luống cày và một lần thấy Quan Âm cổ xanh. Vì thế, những bức tượng Ngài khắc, nếu không là Thanh Long Quan Âm thì cũng Lũng Kiến Quan Âm, nếu không là Nhất Diệp Quan Âm, hoặc Đồng Tử Bái Quan Âm thì cũng là Thanh Cảnh Quan Âm. Về sau, Nhất Phong Hòa Thượng đi triều bái ở Nam Hải, đứng trên bờ bất ngờ nhìn thấy trong sóng to một pho tượng Quan Âm bằng lưu ly dài một xích ba thốn,
toàn thân trong suốt, bảy báu trang nghiêm. Nhất Phong Hòa Thượng cung kính cẩn thận vớt pho tượng lên đem về chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu thờ phụng. Bức tượng này được đặt tên là Lưu Ly Quan Âm. Cũng vì tượng này đã bồng bềnh trên sóng nên cũng có tên Thổn Lai Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm bồng bềnh trôi đến. Cho đến ngày nay, chuyện Nhất Phong Hòa Thượng được Quan Âm Bồ Tát cứu độ rồi xuất gia tu hành thành một vị cao tăng, suốt đời có những kỳ duyên hạnh ngộ với Ngài Quan Âm Bồ Tát vẫn còn được lưu truyền. Quý vị vừa nghe xong phần 1 truyền thuyết Quan Âm. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp phần 2 ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Quan Âm truyền thuyết phần 2. Hòa Thượng Trúc Thiền, Hòa Thượng Đức Quan Âm Bồ Tát. Năm đồng trị đời nhà Thanh, có một vị cao tăng ở Phổ Đà Sơn. Hòa Thượng Trúc Thiền từ bé đã thích học vẽ, học vẽ tới mức nét vẽ tinh vi tuyệt diệu. Có một năm nọ, Hòa Thượng Trúc Thiền bị đương gia Hòa Thượng phái lên kinh thành thỉnh kinh Phật về. Tới kinh thành vừa đúng lúc trống điểm canh năm, trong cung chuông cảnh dương, trống long phụng cũng vừa gióng lên, hoàng thượng lâm triều. Hòa Thượng Trúc Thiền bèn theo bác quan văn võ đi vào cung triều kiến. Hoàng đế biết được đạo tràng Phổ Đà Sơn gửi Hòa Thượng Trúc Thiền đến thỉnh kinh, vô cùng hoan hỷ, truyền chỉ mở yến tiệc ở khắp các điện làm lễ tiếp phong. Giữa buổi tiệc, có một vị tiểu thái giám đem tới một cuộn giấy lụa trắng dâng lên Hòa Thượng Trúc Thiền, bảo rằng lão Phật gia, tức Từ Hy Thái Hậu, từ lâu ngưỡng mộ danh tiếng của Phổ Đà Sơn, đặc biệt tuyên chỉ muốn Hòa Thượng phải vẽ cho bà một bức hình Ngài Quan Âm cao 1 trượng 2. Hòa Thượng về đến Phổ Đà Sơn không dám trễ nải, lập tức mài mực sửa soạn vẽ tranh. Khi Ngài trải cuộn giấy trắng ra đo thì ngạc nhiên đứng sững, tại sao vậy? Vì cuộn giấy lụa bề dài tổng cộng chỉ có 1 trượng, làm cách nào để vẽ một hình Ngài Quan Âm 1 trượng 2 đây? Cuộn giấy lụa này lại tự tay lão Phật gia ban tặng, làm sao tùy tiện đem đi đổi? Tuy nói rằng kỹ thuật của Hòa Thượng Trúc Thiền rất cao siêu và Ngài là người cực kỳ thông minh trí tuệ, nhưng đến lúc này cũng phải bó tay. Hòa Thượng bèn định tâm tỉnh lại, tĩnh tọa trên bồ đoàn, nhắm mắt khấn nguyện rằng: xin Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, giả như đệ tử không vẽ được bảo tượng thì khó mà phụng chỉ vua ban, làm sao tránh khỏi tổn hại thanh danh của Phổ Đà Sơn. Đạo tràng của Bồ Tát đây, xin Bồ Tát cho đệ tử linh cảm để vẽ được một bức tranh cao 1 trượng 2 trên tấm giấy chỉ dài có 1 trượng. Ngài cứ khấn nguyện như thế mãi, từ từ thấm mệt. Đột nhiên, bảo tướng trang nghiêm của Đức Quan Âm Bồ Tát hiện ra trước mặt Ngài, thoát nhiên biến thành hình dáng của một cô gái bán cá, chậm chậm bước tới, tay cầm giỏ tre, trong giỏ có một con cá đang nhảy tưng tưng. Hòa Thượng Trúc Thiền chào đón nói: cô thí chủ à, cô bán cho tôi con cá này đi. Cô gái bán cá đáp: ông là thầy tu, mua cá làm gì? Mua cá phóng sinh. Nếu như mua cá phóng sinh thì tôi xin tặng ông con cá này. Cô gái vừa nói vừa khom lưng xuống để lấy con cá từ trong giỏ ra. Ngay giây phút ấy, cô gái bán cá giữ nguyên vị thế không động đậy nữa. Hòa Thượng bắt đầu cảm thấy bối rối, tại sao lại nói cho tôi con cá rồi lại cứ đứng khom lưng không động đậy nữa. Ngài vừa nhìn vừa suy nghĩ, bỗng nhiên tâm trí như khai mở, giật mình thức giấc, trước mắt không còn thấy cô gái bán cá nào hết. Tuyệt diệu, Hòa Thượng tán thán không ngừng. Vừa rồi, chính là Bồ Tát ứng mộng dạy rằng chỉ cần vẽ hình Ngài Quan Âm với hình dáng một cô gái bán cá đang đứng khom lưng cầm giỏ, thì cuộn giấy 1 trượng dư sức họa hình Ngài Quan Âm cao 1 trượng 2. Hòa Thượng Trúc Thiền lập tức thắp một ngọn nến lớn, trải dài cuộn giấy, vùng bút thoăn phát vẽ.
Ngày hôm sau, một bức hình Ngài Quan Âm rất khác thường được trình lên lão Phật gia. Bức hình vẽ Ngài Quan Âm, đầu phủ khăn tơ trắng, eo thắt dây vải, cúi đầu khom lưng chăm chú nhìn một con cá chép trong giỏ, dáng vẻ giản dị thanh tao, linh động như người sống. Từ Hy Thái Hậu nhìn bức hình không ngớt tán thán, tự tay cầm bút đề lên bốn chữ Ngư Lam Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm cầm giỏ cá, truyền chỉ sao lại bức hình ấy để ban hành trong dân gian cho các chùa viện và bách tính có thể đem về thờ phụng, lại còn ban thưởng cho Hòa Thượng Trúc Thiền một bộ cà sa đỏ thắm và cho Ngài đặt ân vào cung, không phải hành đại lễ nữa. Câu chuyện Bà Lão Mù Bán Dầu. Xưa thật là xưa, Đông Hải là một vùng đất liền, và trên vùng đất liền ấy có một tòa đô thành rất lớn tên là Đông Kinh. Tương truyền rằng vua của thành Đông Kinh là một hôn quân vô đạo đã giày xéo đất nước, khiến Đông Kinh trở thành một quốc gia vô cùng hỗn loạn, đạo đức suy đồi, phong khí bại hoại. Thổ thần của vùng đất ấy bèn đem tình cảnh này trình tâu lên thiên đình, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi cơn thịnh nộ, cho rằng đất Đông Kinh không còn cứu vãn được nữa. Thôi thì chi bằng lấy quyết định tối hậu là nhận chìm ngôi thành này xuống đáy biển sâu. Ngài Quan Âm nghe tin này vội vàng đến can gián. Một đô thị to lớn như thành Đông Kinh không thể nào không có một người tốt. Nếu phá hủy toàn bộ mà không phân biệt trắng đen thì thật là không ổn thỏa chút nào. Ngài bằng lòng đến thành Đông Kinh quan sát điều tra xem thử, vì không muốn người tốt bị họa lây. Quan Âm Bồ Tát đến thành Đông Kinh, hóa thành một bà lão mù lòa, tại ngã tư đường mở một quán bán dầu. Ngài lấy nhánh dương liễu từ trong tịnh bình ra, rảy một vài giọt nước tiên. Thế là vại dầu lập tức đầy ắp một thứ dầu thượng hảo hạng màu vàng trong vắt. Ngoài cửa tiệm còn treo một tấm bảng ghi rằng: một bình nhỏ 3 đồng, 3 bình lớn 1 đồng. Người trong thành Đông Kinh đọc tấm bảng ấy đều cảm thấy buồn cười. Nếu chỉ có 1 đồng mà mua được đến 3 bình dầu lớn thì ai tội gì mà bỏ ra 3 đồng mua 1 bình dầu nhỏ. Thế là người mua dầu dồn dập kéo tới, múc 3 bình dầu lớn, vứt xuống 1 đồng rồi bỏ đi. Thậm chí có kẻ thấy chủ quán là một bà lão mù lòa cứ thế ngang nhiên đến múc dầu mà chẳng thèm trả tiền. Ngày nào người mua dầu cũng lũ lượt kéo đến, không ngừng. May mà dầu trong vại của bà lão mù múc hoài không hết, múc xong vại lại đầy như cũ, múc tới múc lui mà mực dầu không chút suy xuyển. Tình trạng này cứ thế mà kéo dài trong nhiều ngày. Khách đến mua dầu ai cũng tham lam, đến nỗi Ngài Quan Âm vô cùng thất vọng. Một hôm, có một anh chàng rất trẻ tuổi, làm nghề bán đậu phụ, đến trả 3 đồng tiền mà chỉ múc có 1 bình dầu nhỏ, rồi còn nói: bà lão ơi, cháu múc dầu rồi bây giờ đi đây, bà nhớ thâu tiền nhé. Quan Âm Bồ Tát vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội gọi anh chàng lại: này cậu em, người ta ai cũng trả 1 đồng múc 3 bình dầu lớn, còn sao cậu lại trả 3 đồng mà chỉ múc có 1 bình nhỏ thôi vậy? Anh chàng bán đậu phụ thưa: bà lão tuổi đã già nua, mắt lại mù lòa, thật là bất tiện, mà còn mở quán bán dầu không phải là chuyện dễ. 3 đồng 1 bình dầu, giá đã phải chăng lắm rồi, làm sao cháu có thể đành đoạn lợi dụng bà cho được? Quan Âm Bồ Tát nói: người ta làm được, tại sao cậu không làm được? Anh chàng bán đậu phụ đáp: mẹ cháu có nói, làm người phải có lương tâm, không nên bắt chước kẻ ác làm điều bất lương. Thì ra anh chàng bán đậu phụ còn là một người con hiếu thảo. Ngài Quan Âm lại càng hoan hỷ hơn, bèn nói nhỏ với anh chàng: nói cho cậu biết, thành Đông Kinh sắp sụp đổ. Anh chàng bán đậu phụ nghe thế thì giật bắn người, mở to cặp mắt ngây dại nhìn bà lão đăm đăm không chịu tin. Quan Âm Bồ Tát nói: tôi nói thật đấy, tôi thấy cậu là người lương thiện tốt bụng nên mới báo trước cho cậu biết.
cậu hãy nhớ kỹ, ngày nào con sư tử đá trước cửa nha môn trào máu miệng là ngày ấy thành Đông Kinh sẽ sụp đổ. Lúc ấy, cậu hãy mau mau nhắm hướng đông mà chạy, hãy nhớ kỹ lấy, đừng quên. Từ ngày ấy trở đi, sáng nào anh chàng bán đậu phụ cũng chạy đến cửa nha môn nhìn con sư tử đá. Và cũng từ ngày ấy trở đi, quán bán dầu của bà lão mù tại ngã tư đường cũng không còn nữa. Một buổi sáng nọ, anh chàng bán đậu phụ lại chạy đi nhìn con sư tử đá thì gặp một người chuyên làm đồ tể chuyên mổ lợn. Đồ tể hỏi, sao sáng nào cũng thấy cậu chạy tới đây nhìn con sư tử đá vậy? Anh chàng bán đậu phụ là một người thật thà nên đem lời báo trước của bà lão mù ra kể lại cho đồ tể nghe. Cái gì? Mồm con sư tử đá trào máu. Cái cậu này sao ngốc quá là ngốc. Đồ tể vừa cười ha hả vừa bỏ đi. Hôm sau, đồ tể muốn phá anh chàng bán đậu phụ một phen nên trời còn tờ mờ sáng đã đem máu lợn mới giết bôi lên mồm con sư tử đá. Chẳng bao lâu sau, anh chàng bán đậu phụ cũng vừa đến nơi, thấy mồm con sư tử đá có máu, vội vàng cắm đầu chạy về nhà, vừa chạy vừa la. Làng xóm ơi, thành Đông Kinh sắp sụp đổ, hãy chạy mau. Người trong thành cho rằng anh chàng này khùng, nên chẳng một ai buồn để ý đến. Anh chàng bán đậu phụ chạy một mạch tới nhà, cổng mẹ già nhằm hướng đông mà chạy. Chạy mới được một đoạn đường thì nghe rầm một tiếng, quả nhiên thành Đông Kinh sụp đổ. Chạy được vài bước thì đất ở phía sau cũng theo những bước ấy mà sụp đổ xuống. Anh chàng chạy không ngừng thì đất ở phía sau sụp đổ cũng không ngừng. Cứ thế mà chạy thôi là chạy. Tới một lúc anh chàng bán đậu phụ chạy không nổi nữa, đành đặt mẹ già xuống để nghỉ ngơi thở một chút. Kỳ lạ thay, anh chàng ngừng lại nghỉ thì phía sau cũng không nghe tiếng sụp đổ nữa. Anh chàng bán đậu phụ quay đầu lại thì thấy sau lưng mình cả một mặt biển mênh mông, thành Đông Kinh phồn hoa nay không còn nữa. Hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ bèn cất nhà ở ngay chỗ đã dừng chân nghỉ ngơi. Từ từ vùng đất này cũng trở nên phồn thịnh. Vì hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ ngừng chân nghỉ ngơi rồi mặt biển mới định lại nên chỗ này có tên là Định Hải. Còn chỗ anh chàng bán đậu phụ đặt mẹ già xuống nghỉ chân ban đầu có tên là Phóng Nương Tim, có nghĩa là mũi đặt mẹ xuống. Sau này người ta đổi thành Hoàng Dương Tim. Câu chuyện Mã Đầu Quan Âm. Một hôm Quan Âm Bồ Tát đến chân núi Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn ở trong địa phận của tỉnh An Huy. Sở dĩ mang tên Cửu Hoa Sơn là vì dãy núi này có tổng cộng là 9 đỉnh núi và đỉnh nào cũng giống y như một đóa hoa sen. 9 đỉnh núi đâm vào tận mây xanh giống như 9 đóa hoa sen xanh nở rộ trong không trung. Ngài Quan Âm ngước lên nhìn thẳng núi cảnh Cửu Hoa không khỏi lấy làm ưa thích. Quan Âm Bồ Tát hóa thành một vị tăng hành cước, thong thả bước lên núi. Mới cất bước, Ngài chợt nghe tiếng tụng kinh. Ngài đưa mắt nhìn thì thấy trong một thung lũng có một vị tăng Tây Tạng đang ngồi kết già phu, đối mặt vào tường mà tụng Bát Nhã Tâm Kinh một cách thành kính. Nhìn thấy vị tăng Tây Tạng đang tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Quan Âm Bồ Tát cảm thấy tâm mình bị chấn động. Câu mở đầu của Bát Nhã Tâm Kinh là lúc Bồ Tát quán tự tại hành Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách thâm sâu, quán chiếu thấy năm uẩn là không, thoát khỏi tất cả mọi khổ ách. Quán âm, đó có nghĩa là quán sát âm thanh của tiếng kêu cầu mà tìm đến để cứu khổ. Vị tăng Tây Tạng này ngồi kiết già tụng tâm kinh trong thung lũng chắc hẳn phải có nguyên do gì đây. Ông tụng tâm kinh hiển nhiên là muốn cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát độ cho thoát khỏi khổ ách. Ngài Quan Âm nghĩ, hôm nay đến Cửu Hoa Sơn có lẽ là có chút nhân duyên với vị tăng Tây Tạng này chăng? Ta nên đến xem lai lịch của vị tăng Tây Tạng này như thế nào. Ngài Quan Âm bèn thi triển chút thần thông để nhìn vào quá khứ của vị tăng Tây Tạng. Thì ra
Vị tăng này là hoàng tử của Tân Quốc ở Tây Tạng, tên là Cầu Na Bạc Đà. Sinh ra là đã có túc căn, từ nhỏ đã chán ghét mọi điều thế tục vinh hoa. Về sau còn thẳng thừng lìa bỏ vương cung, trốn thành đi tu. Ngài rất thông minh, trí huệ sâu sắc, căn cơ giác ngộ rất cao, nghiên cứu đến chỗ thâm áo của kinh điển Phật giáo. Công phu tu hành tinh chuyên, chẳng bao lâu lầu thông tam tạng, thâm nhập đại thừa. Ngài phát đại nguyện hoằng dương đại thừa Phật giáo ở Trung Độ, Trung Hoa, nên vừa đi vừa khất thực hướng về phía đông, vào đến nội địa Trung Quốc giảng Hoa Nghiêm Kinh cho dân chúng ở Trung Độ. Nhưng có biết đâu, vì Ngài không biết nói tiếng Trung Hoa, nên khi Ngài tuyên giảng Hoa Nghiêm Kinh, chả ai nghe hiểu Ngài muốn nói gì cả, khiến cho Ngài đau lòng và xấu hổ, bèn trốn vào núi Cửu Hoa, đối diện với vách tường tĩnh tọa, hy vọng được Ngài Quan Âm giúp đỡ bằng cách đến chỉ giáo cho mình. Vừa khéo đúng lúc ấy, Ngài Quan Âm đến Cửu Hoa Sơn và biết được chuyện của Ngài. Thấy Cầu Na Bạc Đà thành tâm và cương quyết như thế, Quan Âm Bồ Tát càng thêm tán thán. Vị tăng Tây Tạng này thật có quyết tâm, nghị lực kiên cường, nếu ta không đến giúp đỡ ông thì ai giúp ông bây giờ? Ngài Quan Âm bèn ẩn thân đi, quyết định đến chỉ dẫn cho vị tăng Tây Tạng. Lúc trời vừa tối, Cầu Na Bạc Đà vẫn tiếp tục ngồi thiền nhập định như mọi ngày. Bỗng nhiên, Ngài thấy trên tường đá trước mặt hiện ra một vùng ánh sáng chói cả mắt. Một hồi lâu sau, trong vùng ánh sáng ấy hiện ra một đóa hoa sen, và trên đóa hoa sen ấy hiện lên pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát, và ngay trên đầu Bồ Tát có một con ngựa báu xuất hiện. Cầu Na Bạc Đà nhìn pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát, thấy Bồ Tát thật sự đến bên mình, trong lòng vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc vạn phần, vội vàng chắp tay lễ bái, khấu đầu cảm tạ, đem tâm sự của mình ra bạch với Bồ Tát và cầu xin Bồ Tát khai thị, chỉ dẫn cho mình phải làm sao. Quan Âm Bồ Tát từ bi, nhìn Cầu Na Bạc Đà nhưng không nói lời nào, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Sau Ngài nhẹ nhẹ ngước lên thì thấy trên đầu Ngài con ngựa báu đang dậm bốn vó rồi chạy trong không trung không ngừng. Pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát lập tức biến mất. Cầu Na Bạc Đà nhìn ngựa báu hốt nhiên đại ngộ, nghĩ rằng Bồ Tát để cho ngựa chạy không ngừng trong không trung, phải chăng là để chỉ đạo cho ta một cách rõ ràng rằng muốn thông thạo tiếng Trung Hoa phải làm như con ngựa báu, tức là chạy không ngừng, chu du bốn phương và chuyên tâm học hành. Phải rồi, ta phải lập tức lìa bỏ chốn thâm sơn này, đến đại địa của Trung Độ. Hôm sau, Cầu Na Bạc Đà xuống núi. Xuống núi rồi, Ngài đi vân du ở khắp nơi, quan sát và học tập một cách nghiêm chỉnh. Sau 9 năm bôn ba gian khổ, Ngài đã thông thạo tiếng Hán. Nhờ thế, Ngài thực hiện được nguyện ước của mình, nghĩa là tuyên giảng Đại Thừa Phật Pháp ở Trung Độ một cách sâu rộng. Mọi người đã có thể hiểu lời của Ngài để tin phục và lĩnh hội. Phật Pháp Đại Thừa cuối cùng rồi cũng được lưu hành ở Trung Bộ. Sau 9 năm, Cầu Na Bạc Đà lên núi Cửu Hoa trở lại, tới chỗ mà năm nào mình đã đối diện với vách đá tĩnh tọa và được Quan Âm Bồ Tát đến chỉ đạo, xây lên một cái miếu Quan Âm nhỏ, trong đó khắc một pháp tượng của Quan Âm Bồ Tát. Pháp tượng này không khác gì những pháp tượng khác, nhưng chỉ có điều là ở trên đầu Ngài có một con ngựa báu. Vì thế, người sau gọi hình tướng này là Quan Âm Nhiều Đầu hay là Mã Đầu Minh Vương, cũng là tôn xưng giáo chủ của súc sinh. Nhưng khi pháp tượng Ngài Quan Âm được khắc xong, thì có một số tín đồ địa phương cảm thấy thắc mắc, bảo rằng một bức tượng Bồ Tát Quan Âm đẹp như thế mà trên đầu lại có thêm một con ngựa. Đặt súc sinh lên trên đầu Bồ Tát có phải là tỏ ra bất kính với Ngài không? Thế là mọi người nhao nhao đến chất vấn Ngài Cầu Na Bạc Đà. Cầu Na Bạc Đà kể lại cho đại chúng nghe chuyện 9 năm về trước, Ngài Quan Âm đã hiển hóa lên con ngựa báu chạy trong không trung để chỉ đạo cho mình, rồi nói tiếp. Chúng sinh chia làm sáu nẻo, phân làm sáu loài, tức là những con đường thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi
muốn cứu độ tất cả chúng sinh trong sáu nẻo nên mới hiện ra sáu loại pháp tướng. Đường địa ngục khổ nhất nên Ngài hiện thân Quan Âm Thiền Thủ Thiên Nhãn, tượng trưng cho Đại Bi Tướng, truyền rằng đó là giáo chủ của địa ngục. Loài súc sinh hùng mạnh hiểm ác nên Ngài hiện thân Quan Âm Mã Đầu, tượng trưng cho Sư Tử Vô Ý Tướng, là giáo chủ của loài súc sinh. Đường Atula đa nghi và hiếu chiến, Ngài hiện thân Quan Âm 11 mặt, tượng trưng cho Đại Quang Phổ Chiếu Tướng, là giáo chủ loài Atula. Đường Nhân thì có thể nói theo sự hay lý, nhìn theo sự thì họ kiêu mạn nên được gọi là thiên nhân, nhìn theo lý thì họ có Phật tính nên được gọi là trượng phu. Do đó, Ngài hiện thân chuẩn đề Quan Âm, tượng trưng cho thiên nhân trượng phu tướng, là giáo chủ của loài người. Đường Thiên có Đại Phạm Vương, nên Ngài hiện thân Như Ý Luân Quan Âm, tượng trưng cho Đại Phạm Thâm Viễn Tướng, giáo chủ loài thiên. Ngoài sáu tướng này, Quan Âm Bồ Tát còn có thể tùy cơ ứng hóa mà biến đủ các loại hình tướng khác nhau. Quan Âm Thập Nhất Diện có 11 mặt, ba mặt ở giữa là mặt của Bồ Tát, ba mặt bên trái hung bạo giận dữ, ba mặt bên phải giống như Bồ Tát tùy từ bi hòa ái, giống ba mặt trước nhưng có răng nanh trắng chĩa lên. Mặt sau là mặt bạo nộ đại tiếu và trên đỉnh là mặt Phật. Mỗi mặt có đội mũ báu, trên mũ báu có tượng A Di Đà Phật. Ngài Quan Âm chuẩn đề thì có ba mặt và 18 cánh tay, lại còn có Như Ý Đà Quan Âm, Lục Tý Kim Thân. Nói tới Thiền Thủ Thiên Nhãn Quan Âm, lại Quan Âm truyền thuyết. Xưa thật là xưa, ở thành Lạc Dương, quan lại thì tham ô, thanh thiếu niên thì hư hỏng. Quan Âm có ý định muốn giáo hóa họ nên biến thành một người đàn bà nhà quê, tay cầm một cái hộp gấm, trong hộp có một tấm kính bằng đồng đen quý báu, đem đến chợ Lạc Dương bán. Có người tới hỏi giá, người đàn bà nhà quê đáp: "Tấm kính của tôi đây là một bảo vật rất quý hiếm trên thế gian này, giá là 1.000 lượng bạc ròng, dư 1 hào không lấy, thiếu 1 hào không bán, không bớt, không trừ, già trẻ lớn bé, ai muốn mua cũng được. Người nào có mắt tin đời, hãy mau đem tiền tới mua, bỏ lỡ cơ hội này thì về sau có 10.800.000 lượng bạc cũng không được." Có một thiếu niên muốn kiếm chuyện nên chỏ mồm vô hỏi: "Tấm kính bằng đồng có chút xíu mà đòi giá cao quá vậy, thật là nói thách quá cỡ. Đâu, bà nói cho tôi nghe thử, tấm kính này có cái gì là hay?" Người đàn bà nhà quê trả lời: "Tấm kính của tôi có nhiều cái hay lắm chứ. Thứ nhất, nó có thể soi được tâm người thiện hay ác. Thứ hai, nó có thể chiếu ra tất cả quá khứ và vị lai nữa. Tốt thì chiếu ra tốt, xấu thì chiếu ra xấu, không sai một ly một tí nào. Quý vị nghĩ xem, với hai đặc điểm ấy, không lẽ tấm kính này không đáng giá 1.000 lượng bạc hay sao?" Người thiếu niên kia nói: "Bà nội ơi, bà nói xạo vừa thôi chứ. Thế gian này làm gì có một bảo vật như thế, chúng tôi không tin đâu. Trừ khi nào bà cho chúng tôi soi thử một cái." Quan Âm đáp: "Soi một cái thì được, nhưng theo lệ thì mượn kính soi phải trả tôi 3 đồng. Thiếu niên nọ bèn móc túi ra 3 đồng trao cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm lấy kính trong hộp ra, cầm trong tay và nói với thiếu niên nọ: "Soi đi, nhưng phải nhớ không được suy nghĩ loạn xạ lung tung, phải tập trung tinh thần mà soi một cách nghiêm chỉnh, có thế kết quả mới rõ ràng được." Thiếu niên nghe lời Bồ Tát soi một cách nghiêm chỉnh, quả nhiên trong kính hiện ra một cách rõ rệt từng cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện quá khứ chiếu xong lại hiện ra đủ thứ các chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, cho tới đoạn cuối là thiếu niên chết rồi sẽ đọa vào đường súc sinh đầu thai thành một con chó cái.
Thiếu niên soi xong, kinh hãi không cùng, không ngờ rằng thành tích xấu xa hư hỏng của mình lại hiện lên hết trong kính. Và hắn càng hoảng kinh hơn nữa khi thấy kiếp tới mình sẽ biến thành một con chó cái. May mà những điều hắn thấy, người khác lại không trông thấy. Người khác chỉ thấy mặt trái của kính hoàn toàn trống rỗng, không có gì trên ấy cả. Quan Âm lấy lại kính và hỏi: "Sao, đáng giá 3 đồng bạc không?" Thiếu niên nọ xuất mồ hôi trán, mặt mày tái mét, trả lời liên thanh: "Đáng, đáng, đáng." Người xung quanh hỏi hắn đã thấy được những gì. Hắn sợ làm trò cười cho thiên hạ, không dám trả lời sự thật nên chỉ lầu bầu: "Mấy người đừng hỏi tôi, cứ bỏ ra 3 đồng mà tự soi lấy, đảm bảo mấy người sẽ vừa ý." Cuối cùng, người hiếu kỳ rất đông, nghe lời thiếu niên nọ nên tranh nhau thử món đồ chơi mới này. Người này bỏ ra 3 đồng, người kia cũng móc ra 3 đồng, thay phiên nhau mà soi kính. Người nào chưa được soi thì giành soi trước, nhưng một khi soi rồi thì không khóc thê thảm, cũng nhíu mày nhăn mặt, tâm sự trùng trùng. Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Quan Âm cười thật tươi, đứng thủ đằng trước, nhưng cũng không nói lên một tiếng. Từ giờ thìn đến giờ dậu, thấm thoát 3.000 người đã soi kính rồi. Trong số 3.000 người ấy, 9 phần 10 soi xong thì mặt mày buồn hiu, không tới lấy 1 phần 10 còn lại là vui vẻ hân hoan. Tri phủ Thành Lạc Dương thời ấy là một tên quan rất tham ô, chỉ chạy theo danh lợi, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ làm sao để thăng quan tiến chức. Nghe nói ngoài đường có người bán kính báu, soi một cái là thấy ngay chuyện hên xui, họa phúc của mình. Ông rất muốn thử soi một phen xem mình rồi sẽ được chức quan lớn tới đâu và phát tài giàu đến chừng nào. Nghĩ thế, ông cũng chạy ra chợ. Khi ông chạy tới thì Quan Âm cũng vừa đang thu xếp để trở về. Nhưng người mới đến là quan tri phủ đại nhân, đâu có thể không ngó ngàng đến, nên Quan Âm lại lấy kính ra để ông soi cho kỹ càng. Lần này Quan Âm để cho ông soi tha hồ, không gấp gáp, và quan tri phủ mới soi đã kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra dầm dề. Trong kính bắt đầu xuất hiện từng cảnh một. Lúc ông ăn hối lộ, vi phạm luật pháp, vu oan giá họa hại người, kết án vô tội. Về sau, bị oan hồn uổng tử báo thù, chết bất đắc kỳ tử, đọa xuống địa ngục, chịu đủ các cực hình tàn khốc. Sau đó, lại tái sinh làm lợn, được nuôi cho mập, rồi vào tay đồ tể cắt mổ. Tri phủ càng nhìn càng sợ hãi, trong tâm dần dần có chút tỉnh ngộ. Lúc ấy, người đàn bà nhà quê đã lấy lại tấm kính cất vào hộp và thở dài. Một bảo vật như thế chỉ có 1.000 lượng bạc, rẻ thế mà chỉ có người soi chứ chẳng có người mua. Thế mới biết là ở Thành Lạc Dương này thật ra không ai có mắt tin đời. Nói xong, bèn cầm hộp đứng lên, sửa soạn rời đi. Khi Quan Âm đứng dậy, thì đột nhiên khuôn mặt người đàn bà nhà quê biến mất, nhường chỗ cho pháp tướng của Bồ Tát. Lúc ấy, những người đứng nhìn, mỗi người thấy Bồ Tát một cách khác nhau. Người ác thì thấy người đàn bà nhà quê kia biến thành một hung thần vô cùng bạo ác, nhìn thấy là kinh hồn bạc vía. Người bình thường thì thấy ngài lộ vẻ giận dữ nhưng cũng đủ khiến họ phải hết hồn. Chỉ có người hiền mới thấy ngài mang khuôn mặt dịu hiền, từ ái gần gũi. Rõ ràng là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai nấy đều kinh dị, định thần nhìn kỹ thì không còn thấy người đàn bà nhà quê bán kính ở đâu nữa. Tri phủ như người mê chợt tỉnh, lập tức quỳ xuống đất cáo bạch: "Trượng thừa Bồ Tát đến giáo hóa, hạ quan đã biết lỗi rồi." Nghe tri phủ nói thế, mọi người mới vỡ lẽ ra, người đàn bà bán kính vừa rồi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ đó, những kẻ chuyên làm ác đều tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành.
những người làm quan đều trở nên thanh liêm, dân chúng cũng theo đó mà trở nên thuần hậu. Sau đó, bá tánh thành Lạc Dương mới dùng số tiền mà Quan Âm đã bỏ lại xây lên một cái miếu thờ Quan Âm, và tượng của ngài được tạc theo mắt thấy của họ, nghĩa là có ba mặt: một mặt Quan Âm từ bi hiền hậu, một mặt vô cùng giận dữ, và một mặt hung tợn, trong tay cầm một tấm kính báu soi sáng cả đại thiên thế giới. Bức tượng này trong Phật giáo gọi là Quan Âm Du Hí Tam Muội, và người phàm thì gọi là Quan Âm Ba Mặt. Câu chuyện Hòa Thượng Nhất Phong. Cuối đời Đường, đầu nhà Tống, chuyện Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ người hiền lương thoát khỏi bàn tay gian ác hãm hại được lưu truyền rộng rãi trong khắp khu vực thành Cô Tô. Người hiền lương nói trên tên là Yêu Nhất Phong, chủ một cửa tiệm tạp hóa. Đó là một người thành thật, lương thiện, tốt bụng, đối với người khác thì vui vẻ tử tế, không bao giờ so bì tị nạnh, không tranh giành hơn thua. Vì thế, người ta thường gọi ông là người hiền. Ông thâm tín Phật giáo, trong nhà hay ngoài tiệm đều có thờ Quan Âm Bồ Tát. Mỗi ngày sớm chiều thành tâm lễ bái, rảnh thì ngồi trước bàn thờ tụng kinh niệm Phật, không ngày nào sao nhãn. Tuy Yêu Nhất Phong là người tốt, nhưng có một bà vợ đẹp lại rất dâm đãng. Bà thừa lúc chồng đi xa buôn hàng để thông gian với một tên vô lại ở ngay bên cạnh nhà, tên là Khang Thất. Những chuyện tình cảm lăng nhăng như vậy thường không qua mắt ai. Vì thế, người ngoài ai cũng biết, chỉ trừ có Yêu Nhất Phong thật thà khờ khạo là trước sau không hề hay biết gì cả. Mọi người ai cũng than thở và bất bình giùm ông. Họ nói rằng, ai cũng nói là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, mà sao cái người tốt bụng này đã không có quả báo thiện thì thôi, đằng này còn phải chịu ác báo. Huống chi ông lại là người tin Phật, không lẽ Bồ Tát không linh ứng hay sao? Không phải là Bồ Tát không linh ứng, vì đúng lúc đó Quan Âm vừa đến Cô Tô. Không những ngài biết hết chuyện nhà của Yêu Nhất Phong, mà còn biết sau này Yêu Nhất Phong còn phải chịu nhiều tai ách nữa. Hôm ấy, Yêu Nhất Phong lại đi ra khỏi tỉnh để buôn hàng. Ban đêm, bỗng nhiên nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong nhà của mình. Tay ngài cầm ngọc như ý, trên đỉnh đầu lại có một con rồng xanh. Ngài đặt viên ngọc như ý lên đỉnh đầu Yêu Nhất Phong và nói: Yêu Nhất Phong, nghe ta nói đây, không lâu nữa ông sẽ gặp đại họa. Ta thấy ông là người chân thành tin Phật, không nhẫn tâm để cho ông bị tai nạn, nên tới đây cứu ông. Ta dạy cho ông 4 câu kệ, xin ông hãy nhớ cho kỹ. Gặp cầu chớ dừng tàu, gặp dầu trét lên đầu, đấu thóc 3 thăng gạo, ruồi xanh bu bút đầu. Bằng bất cứ giá nào, ông cũng không quên được 4 câu kệ này. Quan Âm nói xong liền biến mất. Yêu Nhất Phong giật mình thức giấc, những gì xảy ra trong mộng còn rành rành trước mắt. Nghĩ tới sự Bồ Tát ứng mộng để cứu mình, Nhất Phong vừa mừng rỡ vừa kinh sợ, biết rằng điều Bồ Tát nói tất nhiên không thể sai. Ông vội quỳ xuống đất, nhìn lên không trung, khấu đầu lễ lại, rồi tuân theo lời dặn dò của Bồ Tát. Ông nhẩm đi nhẩm lại 4 câu kệ cho tới thuộc lòng như cháo, ghi khắc trong đầu, không làm sao quên được. Hôm sau, ông đáp tàu ra đi. Mới khởi hành thì sóng yên gió thuận, tiết trời quang đãng. Nhưng đến khoảng chừng nửa ngày thì đột nhiên mây đen giăng mịt, sấm chớp ngang trời, mưa như trút nước. Cũng vừa đúng lúc ấy, tàu hướng tới một cái cầu trước mặt. Người phu lái tàu sợ ướt, nghĩ rằng gặp cái cầu này thật đúng lúc, tốt nhất là dừng tàu ở dưới cầu để trốn mưa, nên tính gác mái chèo đậu lại ngay ở đấy. Còn Nhất Phong thì lúc nào cũng nghĩ tới 4 câu kệ của Bồ Tát dạy. Tuy không mấy gì hiểu nghĩa, nay thấy tàu muốn dừng lại dưới một cái cầu thì câu gặp cầu chớ dừng tàu chợt lóe lên trong óc, khiến ông lập tức nhận ra, vội lớn tiếng la người phu lái tàu:
không thể dừng lại ở đây, mau chèo tiếp. Tuy ông không hiểu rõ tại sao gặp cầu lại không được dừng tàu, nhưng ông cứ làm theo đúng lời Bồ Tát dạy thì không thể sai lầm. Ông không cần biết người phu lái chịu hay không chịu, cứ bắt buộc ông ta phải chèo tiếp để ra khỏi gầm cầu. Khi tàu rời khỏi gầm cầu, không tới một tầm tên bắn, thì một tiếng rầm, long trời lở đất đập vào tai họ chát chúa, những ngọn sóng tung tóe lên tới trời. Người phu lái tàu cùng Yêu Nhất Phong quay đầu nhìn lại thì thấy cái cầu mình mới đi ngang đã sập xuống quá nữa. Nếu tàu ngừng lại tránh mưa ở dưới ấy thì có lẽ giờ này đã bị đập nát. Người phu tàu líu lưỡi lại vì sợ hãi. Ghê quá, ghê quá. Nếu không có ông Hối phải chèo tiếp thì giờ này chết toi rồi. Ông Phong ơi, ông có phải là thần tiên không mà biết trước vậy? Yêu Nhất Phong bèn kể lại chuyện Bồ Tát ứng mộng cho phu lái tàu biết. Người này cũng cảm tạ ơn đức của Bồ Tát nên từ đấy cũng trở thành một Phật tử thuần thành. Yêu Nhất Phong đến thị trấn nọ, buông xong hàng hóa rồi lên đường trở về. Mỗi lần đi về như vậy phải tính vắng nhà 2 tháng trời. Trong suốt 2 tháng trời ấy, vợ ông cùng tên du đảng Khang Thất đã sống những ngày trăng hoa nóng bỏng. Khi Nhất Phong về nhà thì trời đã hoàng hôn. Nhờ có Bồ Tát báo mộng sập cầu cứu ông nên việc đầu tiên sau khi vào nhà là đến trước bàn thờ Quan Âm Bồ Tát chí thành đảnh lễ bái tạ. Lễ xong đứng dậy, đột nhiên cây đèn lưu ly treo trên xà nhà bị đứt dây rơi xuống. Ông bị dầu bắn lên khắp cả người và bị dầu bắn lên người như thế nên ông lập tức nhớ đến câu kệ thứ hai, gặp dầu trét lên đầu. Thế là còn bao nhiêu dầu trong đèn, ông bèn đổ cả lên đầu lên tóc. Lễ Phật xong, ông mới gặp vợ, hỏi han việc nhà và sau khi ăn cơm, hai vợ chồng vào thay quần áo đi ngủ. Tên du đảng Khang Thất biết rằng Yêu Nhất Phong đã về rồi. Trong 2 tháng vừa qua, hắn đã cùng người đàn bà kia mặn nồng trăng gió với nhau, 1 phút cũng không muốn rời. Nay Yêu Nhất Phong trở lại rồi, thì đêm nay hắn không thể qua nhà người đàn bà để cùng nhau mây mưa, về sau cũng sẽ khó mà tiếp tục gian díu với nhau lâu dài. Đêm hôm ấy, hắn không ngủ được, cứ trăng qua trở lại, lửa ghen thiêu đốt tâm can. Càng nghĩ, càng căm giận, hận là không thể tức khắc xông qua nhà bên cạnh bắt con dâm phụ ấy về với mình. Ý nghĩ giết người manh nha trong đầu từ đấy. Hắn nghĩ rằng giải pháp gọn nhất là giết Quách Yêu Nhất Phong đi, giấu thi thể để phi tang, rồi sau đó mới có thể cùng tình phụ ăn ở với nhau lâu dài được. Nghĩ xong là làm, hắn xuống bếp lấy một con dao nhọn và bén, trèo tường qua nhà hàng xóm, lẻn vào phòng ngủ của Yêu Nhất Phong. Trong phòng tối đen như mực, Khang Thất cầm dao mò mẫm đến trước giường, nhưng hắn không thể phân biệt ai là Yêu Nhất Phong, ai là người đàn bà. Hắn lại nghĩ, trong đêm tối không nên giết lầm người. Đàn bà vốn thường hay xoa dầu thơm lên đầu nên phân biệt 2 người có lẽ cũng dễ thôi. Hắn đưa mũi đánh hơi, thấy rằng cái người ngủ phía ngoài có mùi dầu sực nức thì chắc chắn đây là người đàn bà rồi. Vậy người nằm trong ắt phải là Yêu Nhất Phong. Tức thời hắn vung dao lên chém mạnh xuống, chỉ nghe phập một tiếng, đầu người dâm phụ bị chẻ làm 2 mảnh. Yêu Nhất Phong nghe tiếng chém thì giật mình thức giấc, hô hoáng lên rầm rĩ, khoác áo vào ngồi dậy đốt đèn. Tên sát nhân Khang Thất biết mình giết lầm người, vội vàng trèo qua cửa sổ chạy trốn mất. Yêu Nhất Phong thấy đầu vợ bị bửa ra thành 2 mảnh thì thương tâm quá, khóc rống lên, tìm kiếm khắp nơi mà hung thủ thì đã biệt tâm biệt tích. Ông bèn sai người đi liền đêm ấy báo cho nhạc phụ biết tin dữ. Khi nhạc phụ tới nhà Yêu Nhất Phong xem xét thì không cần biết trắng đen phải trái ra sao, nhất định buộc tội Yêu Nhất Phong giết vợ, lồng lộng tra tấn con rể. Cửa ngoài vẫn đóng, cửa nhà không mở, ngay trên giường mi xảy ra án mạng, không phải mi giết thì còn ai vào đây? Yêu Nhất Phong tình ngay lý gian, có miệng mà không cãi được. Hôm sau, người nhạc phụ ra nha môn trình cáo,
Vị quan huyện đến điều tra rồi cũng nghi rằng hung thủ chính là Yêu Nhất Phong. Đây là một vị quan huyện rất hà khắc, ưa dùng hình phạt tàn khốc để bắt tù nhân khai tội, nên cho tra tấn Yêu Nhất Phong trong lúc thẩm vấn. Yêu Nhất Phong là một thương nhân, một chủ tiệm, làm sao chịu nổi cuộc tra tấn đau đớn ấy, chỉ biết tự than rằng kiếp trước đã gây tội, vận mệnh đã an bài như thế rồi, thôi thì cứ nhận tội oan, dẫu có chết cũng còn đỡ khổ hơn là sống mà phải chịu đọa đày như vậy. Quyết định như thế rồi, ông bèn nhận tội. Quan huyện thấy Yêu Nhất Phong đã nhận tội rồi, bèn một mặt cho giam ông vào ngục tối, một mặt chuẩn bị phát thảo tờ công văn để xử án tử hình. Ngờ đâu khi ông cầm bút lông lên vừa tính đặt xuống giấy thì đột nhiên có vài con ruồi xanh bay tới vây chặt lấy đầu bút, khiến cho ông không thể nào đặt bút xuống. Ông đưa tay xua ruồi, nhưng vừa tính hạ bút thì chúng lại bay tới bu lấy đầu bút. Cứ nhiều lần như thế nên tờ công văn không sao viết được. Vị quan huyện cảm thấy kỳ quái, bèn nghĩ rằng ruồi xanh bu vào đầu bút không cho ông viết công văn để xử tội, phải chăng có oan tình chi đây? Ông bèn cho mời vị quan cố vấn đến thỉnh ý. Quan cố vấn nói, để tôi vào ngục hỏi lại Yêu Nhất Phong, rồi sau đó hãy tính. Quan cố vấn vào ngục, thấy Yêu Nhất Phong ngồi bình tâm niệm Phật lại càng thấy quái lạ, bèn hỏi, ông đã khai rồi, tội giết người đã định, niệm Phật có ích gì? Nhất Phong đáp, tôi không chịu nổi tra khảo nên phải nhận tội, chứ sự thật oan cho tôi lắm, tôi không hề giết người. Bồ Tát nói sẽ cứu tôi nên tôi niệm Phật cầu Ngài đến cứu, vì Bồ Tát tuyệt đối không bao giờ gạt người. Tới đây, ông kể lại chuyện được Bồ Tát báo mộng và đem bốn câu kệ lặp lại cho quan cố vấn nghe. Quan cố vấn nghe rồi vô cùng kinh dị, nghĩ thầm, ruồi xanh bu bút đầu, phải chăng là ứng cho chuyện quan huyện mới gặp vừa rồi chăng? Vậy thì câu thứ ba, đấu thóc ba thăng gạo có nghĩa là gì? Ông suy nghĩ nghiền ngẫm, trở đi trở lại vấn đề trong đầu nhưng vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng, bỗng nhiên ông đại ngộ, một đấu là 10 thăng, nếu một đấu thóc mà chỉ cho có 3 thăng gạo thì phải chăng còn lại 7 thăng cám? Chữ cám, khan, bỏ bộ mễ, gạo, còn lại là họ Khan. 7 là thất, vậy phải chăng tên hung thủ là Khan Thất? Nghĩ thế xong, ông bèn hỏi Yêu Nhất Phong, ở chỗ ông có ai tên là Khan Thất, Khan 7 gì không? Ông có quen ai tên đó không? Yêu Nhất Phong đáp, có người tên đó, mà tôi cũng biết ông ta nữa, đó là người hàng xóm bên tay trái của nhà tôi, đúng tên là Khan Thất. Quan cố vấn gật đầu bỏ đi, đem hết câu chuyện trình lại cho quan huyện nghe. Hôm sau, tên gian phu Khan Thất bị bắt đem lên nha môn và bị tra tấn ngay tại chỗ. Khan Thất bèn khai thật mọi sự, Yêu Nhất Phong được xử trắng án. Qua tai nạn bất ngờ nói trên và tuy được xử trắng án, thoát được họa bị xử tử hình, nhưng Yêu Nhất Phong cảm thấy thế sự biến đổi vô thường, chán nản cùng cực. Bèn đem tài sản ra bố thí hết cho người nghèo và quyết định đến Hàng Châu vào chùa Linh Ẩn xuất gia. Ông đi bộ suốt cả đoạn đường. Một hôm đến Gia Hưng nghỉ lại trong một lữ điếm. Trong đêm sâu, ông mơ hồ nghe ai gọi tên mình. Mở mắt ra thì thấy vợ mình cùng Khan Thất, hai người, mỗi người ôm cái đầu lâu đẫm máu, xông tới đòi mạng. Nhất Phong sợ quá, run bần bật, vội vàng nhắm nghiền đôi mắt, niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau, không nghe động tĩnh gì nữa, bèn mở mắt ra nhìn. Không thấy hai con quỷ đâu mà lại thấy một vị Bồ Tát đứng trên một chiếc lá sen. Bên cạnh có một cậu bé trai chân trần đứng chắp tay hướng về Bồ Tát như thể đang lễ bái. Chỉ trong chớp mắt, cảnh ấy cũng biến mất luôn. Lúc ấy, Nhất Phong mới biết là mình nằm mộng. Nhớ lại chuyện vừa qua, biết rằng Quan Âm Bồ Tát đã một lần nữa hiển linh để cứu mình.
Ông thấy mình quả thực có phúc nên càng quyết định xuất gia tu hành. Hôm sau, ông rời huyện Gia Hưng, tiếp tục nhắm hướng Hàng Châu mau lẹ tiến bước. Tới gần hồ Gia Trang, thấy có một đám người đang đứng vây xung quanh một cánh đồng. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, ông bèn nhanh chân tiến đến gần xem. Thì ra có một người nông phu họ Vương, trong lúc cuốc đất, cuốc phải một pho tượng Phật cao cỡ 1.5 feet. Pho tượng này làm bằng ngói lưu ly màu xanh ngọc bích, điêu khắc rất tinh vi đẹp mắt. Mọi người tranh nhau nhìn ngắm nên mới tụ lại vây quanh đông đảo như vậy. Nhưng tượng Phật này là Phật nào? Yêu Nhất Phong chen vào nhìn, nhìn kỹ càng rồi thì mới nhận ra, tuy rằng tượng Phật có tướng người nam nhưng mắt mũi diện mục thì đích thị là Quan Âm Bồ Tát. Ông hân hoan thấy rằng giữa Bồ Tát và mình quả thật có duyên nên đã gặp Ngài mấy lần. Vì thế, ông vui vẻ nói với mọi người rằng: quý vị ở đây thật có phúc nên hôm nay được gặp Bồ Tát. Quý vị hãy mau thỉnh Bồ Tát về ngôi chùa nào trong thành mà cúng dường. Bồ Tát sẽ hộ trì cho quý vị được bình an và năm nào gặt hái cũng được mùa. Người nông phu họ Vương hỏi: ông nói đây là Bồ Tát, vậy chứ tôi hỏi ông có biết đây là Bồ Tát nào không chứ? Chúng tôi nhìn mãi mà không biết. Yêu Nhất Phong nói: đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mọi người nghe thế nhao nhao lên cãi: không phải, không phải, pháp tượng của Quan Âm Bồ Tát như thế nào chúng tôi đây ai cũng đã từng nhìn thấy, không phải là lối ăn mặc như thế này, là người nữ chứ không phải người nam. Còn tượng này là tướng người nam, làm sao là Quan Âm Bồ Tát được? Nhất Phong nói: sau khi đắc đạo rồi, vì muốn cứu độ người đời và đi khắp vũ trụ nên Bồ Tát tùy thời tùy nơi mà ứng hóa, có khi thân nam, có khi thân nữ, có khi già, có khi trẻ, không nhất định, có khi lại còn ứng hóa đủ thứ thân để cảnh cáo thế gian. Sao quý vị lại còn nghi ngờ? Sau đó, ông đem chuyện mình hai lần gặp Bồ Tát hiển linh kể cho mọi người nghe. Lúc ấy, mọi người mới chịu tin và đem pháp tượng Bồ Tát vào chùa thờ phụng. Vì tượng Bồ Tát này từ lũng cày xuất hiện nên mọi người đặt tên là Lũng Kiến Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm thấy trong lũng cày. Yêu Nhất Phong đi suốt ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Có một vị thiền sư pháp hiệu là Nguyên Tịch, thấy ông chí thành muốn xuất gia nên thâu nhận ông làm đệ tử. Từ đó, Nhất Phong xuống tóc xuất gia làm tăng, theo chúng mà tu hành, người ta gọi ông là Nhất Phong Hòa Thượng. Nhất Phong mới xả bỏ phàm trần nên tuy có nhiều thiện căn, nhưng vì đã lăn lộn nhiều trong thế gian nên trong tâm hãy còn nhiều tạp niệm, lục căn chưa thanh tịnh. Lúc mới học ngồi thiền, ông không cách nào định tâm được, thường thường hễ ngồi xuống lại thấy hồn ma khang thất cùng vợ mình bưng đầu lâu đẫm máu đến phá quấy. Buổi thiền tọa hôm ấy, hai hồn ma lại về quấy nhiễu, nhưng lần này hung tợn hơn. Khang thất dẫn đầu một đoàn quỷ sứ không đầu ào ào ùa tới, khiến Nhất Phong hồn phi phách tán, vội niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau, ông thấy một vị Bồ Tát xuất hiện trước mặt. Vị Bồ Tát này có cái cổ màu xanh, một đầu mà ba khuôn mặt, mặt chính ở giữa là mặt từ bi của vị Bồ Tát, mặt tay phải là mặt sư tử, mặt tay trái là mặt heo. Đầu ngài đội mũ báu, trên mũ có hóa thân của vô lượng thọ Phật. Ngài có tới 4 cánh tay, tay thứ nhất bên phải cầm tích trượng, tay thứ hai cầm hoa sen, tay thứ nhất bên trái cầm bánh xe, tay thứ hai cầm loa ốc. Ngài mặc áo bằng da cọp, tua ren là những con rắn đen, đứng trên một tòa sen 8 lá, tay đeo vòng anh lạc, xung quanh có hào quang, trông rất là uy dũng. Vị Bồ Tát cổ xanh này tóm lấy những con quỷ không đầu mà ăn, chỉ trong thoáng chốc là ăn trọn hết 7 quỷ. Ăn xong, Ngài dùng tích trượng khỏ Nhất Phong Hòa Thượng một cái.
Nhất Phong chợt thấy tâm mình trở nên minh mẫn sáng suốt, từ đó trong tâm không còn cấu nhiễm, trần duyên cắt tuyệt. Ngày hôm sau, Nhất Phong Hòa Thượng đem chuyện đêm qua trình lên Nguyên Tịch Thiền Sư. Thiền Sư nói, đêm qua ông thấy thanh cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Bồ Tát Quán Tự Tại Cổ Sanh, chính là Quan Âm Bồ Tát dưới hình tướng của Minh Vương. Ông hãy thành tâm trì niệm danh hiệu vị Bồ Tát này thì có thể thoát khỏi mọi sự sợ hãi khủng bố. Nói xong, Ngài lấy ra một quyển kinh Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni trao cho Nhất Phong, dặn ông khi nào còn gặp cảnh khủng bố thì đọc tụng kinh này để giải trừ. Hòa Thượng Nhất Phong tu hành tại chùa Linh Ẩn một cách chí thành, công hạnh tinh tiến, vài năm sau trở thành một vị cao tăng nổi danh. Ngài đi khắp nơi đảnh lễ các danh sơn, vì nhớ ân sâu của Đức Quan Âm đã nhiều lần cứu hộ cho mình, nên cứ thấy những tảng đá lạ ở danh sơn nào đều lấy để tạc tôn tượng của Ngài Quan Âm lưu truyền cho hậu thế. Ngài đã 4 lần thấy được Quan Âm Bồ Tát hiển hóa, 1 lần thấy trong mộng thị hiện trên đầu có con rồng xanh, 1 lần thấy Ngài đứng trên một chiếc lá sen, 1 lần thấy pháp tượng của Ngài giữa một luống cày và 1 lần thấy Quan Âm cổ xanh. Vì thế, những bức tượng Ngài khắc, nếu không là Thanh Long Quan Âm thì cũng Lũng Kiến Quan Âm, nếu không là Nhất Diệp Quan Âm, hoặc Đồng Tử Bái Quan Âm thì cũng là Thanh Cảnh Quan Âm. Về sau, Nhất Phong Hòa Thượng đi triều bái ở Nam Hải, đứng trên bờ bất ngờ nhìn thấy trong sóng to một pho tượng Quan Âm bằng lưu ly dài 1 xích 3 thốn, toàn thân trong suốt, 7 báo trang nghiêm. Nhất Phong Hòa Thượng cung kính cẩn thận vớt pho tượng lên đem về chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu thờ phụng. Bức tượng này được đặt tên là Lưu Ly Quan Âm. Cũng vì tượng này đã bồng bềnh trên sóng nên cũng có tên Thổn Lai Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm bồng bềnh trôi đến. Cho đến ngày nay, chuyện Nhất Phong Hòa Thượng được Quan Âm Bồ Tát cứu độ rồi xuất gia tu hành thành một vị cao tăng, suốt đời có những kỳ duyên hạnh ngộ với Ngài Quan Âm Bồ Tát vẫn còn được lưu truyền. Quý vị vừa nghe xong phần 1, truyền thuyết Quan Âm. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp phần 2 ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Quan Âm truyền thuyết phần 2. Hòa Thượng Trúc Thiền, Hòa Thượng Đức Quan Âm Bồ Tát. Năm Đồng Trị đời nhà Thanh, có một vị cao tăng ở Phổ Đà Sơn. Hòa Thượng Trúc Thiền từ bé đã thích học vẽ, học vẽ tới mức nét vẽ tinh vi tuyệt diệu. Có một năm nọ, Hòa Thượng Trúc Thiền bị đương gia Hòa Thượng phái lên kinh thành thỉnh kinh Phật về. Tới kinh thành vừa đúng lúc trống điểm canh năm, trong cung chuông cảnh dương, trống long phụng cũng vừa gióng lên, hoàng thượng lâm triều. Hòa thượng Trúc Thiền bèn theo bác quan văn võ đi vào cung triều kiến. Hoàng đế biết được đạo tràng Phổ Đà Sơn gửi hòa thượng Trúc Thiền đến thỉnh kinh, vô cùng hoan hỷ, truyền chỉ mở yến tiệc ở khắp các điện làm lễ tiếp phong. Giữa buổi tiệc, có một vị tiểu thái giám đem tới một cuộn giấy lụa trắng dâng lên Hòa Thượng Trúc Thiền, bảo rằng lão Phật gia, tức Từ Hy Thái Hậu, từ lâu ngưỡng mộ danh tiếng của Phổ Đà Sơn, đặc biệt tuyên chỉ muốn Hòa Thượng phải vẽ cho bà một bức hình Ngài Quan Âm cao 1 trượng 2. Hòa Thượng về đến Phổ Đà Sơn không dám trễ nải, lập tức mài mực sửa soạn vẽ tranh. Khi Ngài trải cuộn giấy trắng ra đo thì ngạc nhiên đứng sững, tại sao vậy? Vì cuộn giấy lụa bề dài tổng cộng chỉ có 1 trượng, làm cách nào để vẽ một hình Ngài Quan Âm 1 trượng 2 đây? Cuộn giấy lụa này lại tự tay lão Phật gia ban tặng, làm sao tùy tiện đem đi đổi? Tuy nói rằng kỹ thuật của Hòa Thượng Trúc Thiền rất cao siêu và Ngài là người cực kỳ thông minh trí tuệ, nhưng đến lúc này cũng phải bó tay.
Hòa thượng bèn định tâm tỉnh lại, tĩnh tọa trên bồ đoàn, nhắm mắt khấn nguyện rằng: Xin Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, giả như đệ tử không vẽ được bảo tượng thì khó mà phụng chỉ vua ban, làm sao tránh khỏi tổn hại thanh danh của Phổ Đà Sơn, đạo tràng của Bồ Tát đây. Xin Bồ Tát cho đệ tử linh cảm để vẽ được một bức tranh cao 1 trượng 2 trên tấm giấy chỉ dài có 1 trượng. Ngài cứ khấn nguyện như thế mãi, từ từ thấm mệt. Đột nhiên, bảo tướng trang nghiêm của Đức Quan Âm Bồ Tát hiện ra trước mặt Ngài, thoát nhiên biến thành hình dáng của một cô gái bán cá, chậm chậm bước tới, tay cầm giỏ tre, trong giỏ có một con cá đang nhảy tưng tưng. Hòa thượng Trúc Thiền chào đón nói: Cô thí chủ à, cô bán cho tôi con cá này đi. Cô gái bán cá đáp: Ông là thầy tu, mua cá làm gì? Mua cá phóng sinh. Nếu như mua cá phóng sinh thì tôi xin tặng ông con cá này. Cô gái vừa nói vừa khom lưng xuống để lấy con cá từ trong giỏ ra. Ngay giây phút ấy, cô gái bán cá giữ nguyên vị thế không động đậy nữa. Hòa thượng bắt đầu cảm thấy bối rối. Tại sao lại nói cho tôi con cá rồi lại cứ đứng khom lưng không động đậy nữa? Ngài vừa nhìn vừa suy nghĩ, bỗng nhiên tâm trí như khai mở, giật mình thức giấc, trước mắt không còn thấy cô gái bán cá nào hết. Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Hòa thượng tán thán không ngừng. Vừa rồi chính là Bồ Tát ứng mộng dạy rằng chỉ cần vẽ hình Ngài Quan Âm với hình dáng một cô gái bán cá đang đứng khom lưng cầm giỏ thì cuộn giấy 1 trượng dư sức họa hình Ngài Quan Âm cao 1 trượng 2. Hòa thượng Trúc Thiền lập tức thắp một ngọn nến lớn, trải dài cuộn giấy, vùng bút thăng phát vẽ. Ngày hôm sau, một bức hình Ngài Quan Âm rất khác thường được trình lên lão Phật gia. Bức hình vẽ Ngài Quan Âm, đầu phủ khăn tơ trắng, eo thắt dây vải, cúi đầu khom lưng chăm chú nhìn một con cá chép trong giỏ, dáng vẻ giản dị thanh tao, linh động như người sống. Từ Hy Thái Hậu nhìn bức hình không ngớt tán thán, tự tay cầm bút đề lên 4 chữ Ngư Lam Quan Âm. Có nghĩa là Quan Âm cầm giỏ cá, truyền chỉ sao lại bức hình ấy để ban hành trong dân gian cho các chùa viện và bách tính có thể đem về thờ phụng, lại còn ban thưởng cho Hòa thượng Trúc Thiền một bộ cà sa đỏ thắm và cho Ngài đặt ân vào cung, không phải hành đại lễ nữa. Câu chuyện Bà Lão Mù Bán Dầu. Xưa thật là xưa, Đông Hải là một vùng đất liền, và trên vùng đất liền ấy có một tòa đô thành rất lớn tên là Đông Kinh. Tương truyền rằng vua của thành Đông Kinh là một hôn quân vô đạo đã giày xéo đất nước, khiến Đông Kinh trở thành một quốc gia vô cùng hỗn loạn, đạo đức suy đồi, phong khí bại hoại. Thổ thần của vùng đất ấy bèn đem tình cảnh này trình tâu lên thiên đình, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi cơn thịnh nộ, cho rằng đất Đông Kinh không còn cứu vãn được nữa. Thôi thì chi bằng lấy quyết định tối hậu là nhận chìm ngôi thành này xuống đáy biển sâu. Ngài Quan Âm nghe tin này vội vàng đến can gián. Một đô thị to lớn như thành Đông Kinh không thể nào không có một người tốt. Nếu phá hủy toàn bộ mà không phân biệt trắng đen thì thật là không ổn thỏa chút nào. Ngài bằng lòng đến thành Đông Kinh quan sát điều tra xem thử, vì không muốn người tốt bị họa lây. Quan Âm Bồ Tát đến thành Đông Kinh, hóa thành một bà lão mù lòa, tại ngã tư đường mở một quán bán dầu. Ngài lấy nhánh dương liễu từ trong tịnh bình ra, rảy một vài giọt nước tiên, thế là vại dầu lập tức đầy ắp một thứ dầu thượng hảo hạng màu vàng trong vắt. Ngoài cửa tiệm còn treo một tấm bảng ghi rằng: Một bình nhỏ 3 đồng, 3 bình lớn 1 đồng. Người trong thành Đông Kinh đọc tấm bảng ấy đều cảm thấy buồn cười. Nếu chỉ có 1 đồng mà mua được đến 3 bình dầu lớn thì ai tội gì mà bỏ ra 3 đồng mua 1 bình dầu nhỏ. Thế là người mua dầu dồn dập kéo tới, múc 3 bình dầu lớn, vứt xuống 1 đồng rồi bỏ đi. Thậm chí có kẻ thấy chủ quán là một bà lão mù lòa cứ thế ngang nhiên đến múc dầu mà chẳng thèm trả tiền.
Ngày nào người mua dầu cũng lũ lượt kéo đến, không ngừng. May mà dầu trong vại của bà lão mù múc hoài không hết, múc xong vại lại đầy như cũ, múc tới múc lui mà mực dầu không chút suy suyển. Tình trạng này cứ thế mà kéo dài trong nhiều ngày. Khách đến mua dầu ai cũng tham lam, đến nỗi ngài Quan Âm vô cùng thất vọng. Một hôm, có một anh chàng rất trẻ tuổi, làm nghề bán đậu phụ, đến trả 3 đồng tiền mà chỉ múc có 1 bình dầu nhỏ, rồi còn nói: "Bà lão ơi, cháu múc dầu rồi bây giờ đi đây, bà nhớ thâu tiền nhé." Quan Âm Bồ Tát vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội gọi anh chàng lại: "Này cậu em, người ta ai cũng trả 1 đồng múc 3 bình dầu lớn, còn sao cậu lại trả 3 đồng mà chỉ múc có 1 bình nhỏ thôi vậy?" Anh chàng bán đậu phụ thưa: "Bà lão tuổi đã già nua, mắt lại mù lòa, thật là bất tiện, mà còn mở quán bán dầu không phải là chuyện dễ. 3 đồng 1 bình dầu, giá đã phải chăng lắm rồi, làm sao cháu có thể đành đoạn lợi dụng bà cho được?" Quan Âm Bồ Tát nói: "Người ta làm được, tại sao cậu không làm được?" Anh chàng bán đậu phụ đáp: "Mẹ cháu có nói, làm người phải có lương tâm, không nên bắt chước kẻ ác làm điều bất lương." Thì ra, anh chàng bán đậu phụ còn là một người con hiếu thảo. Ngài Quan Âm lại càng hoan hỷ hơn, bèn nói nhỏ với anh chàng: "Nói cho cậu biết, thành Đông Kinh sắp sụp đổ." Anh chàng bán đậu phụ nghe thế thì giật bắn người, mở to cặp mắt ngây dại nhìn bà lão đăm đăm không chịu tin. Quan Âm Bồ Tát nói: "Tôi nói thật đấy, tôi thấy cậu là người lương thiện tốt bụng nên mới báo trước cho cậu biết. Cậu hãy nhớ kỹ, ngày nào con sư tử đá trước cửa nha môn trào máu miệng là ngày ấy thành Đông Kinh sẽ sụp đổ. Lúc ấy cậu hãy mau mau nhắm hướng đông mà chạy, hãy nhớ kỹ lấy, đừng quên." Từ ngày ấy trở đi, sáng nào anh chàng bán đậu phụ cũng chạy đến cửa nha môn nhìn con sư tử đá. Và cũng từ ngày ấy trở đi, quán bán dầu của bà lão mù tại ngã tư đường cũng không còn nữa. Một buổi sáng nọ, anh chàng bán đậu phụ lại chạy đi nhìn con sư tử đá thì gặp một người chuyên làm đồ tể chuyên mổ lợn. Đồ tể hỏi: "Sao sáng nào cũng thấy cậu chạy tới đây nhìn con sư tử đá vậy?" Anh chàng bán đậu phụ là một người thật thà nên đem lời báo trước của bà lão mù ra kể lại cho đồ tể nghe. "Cái gì? Mồm con sư tử đá trào máu? Cái cậu này sao ngốc quá là ngốc." Đồ tể vừa cười ha hả vừa bỏ đi. Hôm sau, đồ tể muốn phá anh chàng bán đậu phụ một phen nên trời còn tờ mờ sáng đã đem máu lợn mới giết bôi lên mồm con sư tử đá. Chẳng bao lâu sau, anh chàng bán đậu phụ cũng vừa đến nơi, thấy mồm con sư tử đá có máu, vội vàng cắm đầu chạy về nhà, vừa chạy vừa la: "Làng xóm ơi, thành Đông Kinh sắp sụp đổ, hãy chạy mau." Người trong thành cho rằng anh chàng này khùng, nên chẳng một ai buồn để ý đến. Anh chàng bán đậu phụ chạy một mạch tới nhà, cổng mẹ già nhằm hướng đông mà chạy. Chạy mới được một đoạn đường thì nghe rầm một tiếng, quả nhiên thành Đông Kinh sụp đổ. Chạy được vài bước thì đất ở phía sau cũng theo những bước ấy mà sụp đổ xuống. Anh chàng chạy không ngừng thì đất ở phía sau sụp đổ cũng không ngừng. Cứ thế mà chạy thôi là chạy. Tới một lúc, anh chàng bán đậu phụ chạy không nổi nữa, đành đặt mẹ già xuống để nghỉ ngơi thở một chút. Kỳ lạ thay, anh chàng ngừng lại nghỉ thì phía sau cũng không nghe tiếng sụp đổ nữa. Anh chàng bán đậu phụ quay đầu lại thì thấy sau lưng mình cả một mặt biển mênh mông, thành Đông Kinh phồn hoa nay không còn nữa. Hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ bèn cất nhà ở ngay chỗ đã dừng chân nghỉ ngơi. Từ từ vùng đất này cũng trở nên phồn thịnh. Vì hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ ngừng chân nghỉ ngơi rồi mặt biển mới định lại nên chỗ này có tên là Định Hải. Còn chỗ anh chàng bán đậu phụ đặt mẹ già xuống nghỉ chân ban đầu có tên là Phóng Nương Tim, có nghĩa là mũi đặt mẹ xuống. Sau này người ta đổi thành Hoàng Dương Tim. Câu chuyện Mã Đầu Quan Âm.
Một hôm, Quan Âm Bồ Tát đến chân núi Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn ở trong địa phận của tỉnh An Huy, sở dĩ mang tên Cửu Hoa Sơn là vì dãy núi này có tổng cộng là 9 đỉnh núi và đỉnh nào cũng giống y như một đóa hoa sen. 9 đỉnh núi đâm vào tận mây xanh giống như 9 đóa hoa sen xanh nở rộ trong không trung. Ngài Quan Âm ngước lên nhìn thẳng núi cảnh Cửu Hoa không khỏi lấy làm ưa thích. Quan Âm Bồ Tát hóa thành một vị tăng hành cước thong thả bước lên núi. Mới cất bước, Ngài chợt nghe tiếng tụng kinh. Ngài đưa mắt nhìn thì thấy trong một thung lũng có một vị tăng Tây Tạng đang ngồi kết già phu, đối mặt vào tường mà tụng Bát Nhã Tâm Kinh một cách thành kính. Nhìn thấy vị tăng Tây Tạng đang tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Quan Âm Bồ Tát cảm thấy tâm mình bị chấn động. Câu mở đầu của Bát Nhã Tâm Kinh là lúc Bồ Tát quán tự tại hành Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách thâm sâu, quán chiếu thấy năm uẩn là không, thoát khỏi tất cả mọi khổ ách. Quán âm, đó có nghĩa là quán sát âm thanh của tiếng kêu cầu mà tìm đến để cứu khổ. Vị tăng Tây Tạng này ngồi kiết già tụng tâm kinh trong thung lũng chắc hẳn phải có nguyên do gì đây. Ông tụng tâm kinh hiển nhiên là muốn cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát độ cho thoát khỏi khổ ách. Ngài Quan Âm nghĩ, hôm nay đến Cửu Hoa Sơn có lẽ là có chút nhân duyên với vị tăng Tây Tạng này chăng? Ta nên đến xem lai lịch của vị tăng Tây Tạng này như thế nào. Ngài Quan Âm bèn thi triển chút thần thông để nhìn vào quá khứ của vị tăng Tây Tạng. Thì ra, vị tăng này là hoàng tử của Tân Quốc ở Tây Tạng, tên là Cầu Na Bạc Đà. Sinh ra là đã có túc căn, từ nhỏ đã chán ghét mọi điều thế tục vinh hoa. Về sau còn thẳng thừng lìa bỏ vương cung, trốn thành đi tu. Ngài rất thông minh, trí huệ sâu sắc, căn cơ giác ngộ rất cao, nghiên cứu đến chỗ thâm áo của kinh điển Phật giáo. Công phu tu hành tinh chuyên, chẳng bao lâu lầu thông tam tạng, thâm nhập Đại Thừa. Ngài phát đại nguyện hoằng dương Đại Thừa Phật giáo ở Trung Độ, Trung Hoa, nên vừa đi vừa khất thực hướng về phía đông, vào đến nội địa Trung Quốc giảng Hoa Nghiêm Kinh cho dân chúng ở Trung Độ. Nhưng có biết đâu, vì Ngài không biết nói tiếng Trung Hoa, nên khi Ngài tuyên giảng Hoa Nghiêm Kinh, chả ai nghe hiểu Ngài muốn nói gì cả, khiến cho Ngài đau lòng và xấu hổ, bèn trốn vào núi Cửu Hoa, đối diện với vách tường tĩnh tọa, hy vọng được Ngài Quan Âm giúp đỡ bằng cách đến chỉ giáo cho mình. Vừa khéo đúng lúc ấy, Ngài Quan Âm đến Cửu Hoa Sơn và biết được chuyện của Ngài. Thấy Cầu Na Bạc Đà thành tâm và cương quyết như thế, Quan Âm Bồ Tát càng thêm tán thán. Vị tăng Tây Tạng này thật có quyết tâm, nghị lực kiên cường, nếu ta không đến giúp đỡ ông thì ai giúp ông bây giờ? Ngài Quan Âm bèn ẩn thân đi, quyết định đến chỉ dẫn cho vị tăng Tây Tạng. Lúc trời vừa tối, Cầu Na Bạc Đà vẫn tiếp tục ngồi thiền nhập định như mọi ngày. Bỗng nhiên, Ngài thấy trên tường đá trước mặt hiện ra một vùng ánh sáng chói cả mắt. Một hồi lâu sau, trong vùng ánh sáng ấy hiện ra một đóa hoa sen, và trên đóa hoa sen ấy hiện lên pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát, và ngay trên đầu Bồ Tát có một con ngựa báu xuất hiện. Cầu Na Bạc Đà nhìn pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát, thấy Bồ Tát thật sự đến bên mình, trong lòng vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc vạn phần, vội vàng chắp tay lễ bái, khấu đầu cảm tạ, đem tâm sự của mình ra bạch với Bồ Tát và cầu xin Bồ Tát khai thị, chỉ dẫn cho mình phải làm sao. Quan Âm Bồ Tát từ bi, nhìn Cầu Na Bạc Đà nhưng không nói lời nào, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Sau Ngài nhẹ nhẹ ngước lên thì thấy trên đầu Ngài con ngựa báu đang dậm bốn vó rồi chạy trong không trung không ngừng. Pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát lập tức biến mất. Cầu Na Bạc Đà nhìn ngựa báu hốt nhiên đại ngộ, nghĩ rằng Bồ Tát để cho ngựa chạy không ngừng trong không trung phải chăng là để chỉ đạo cho ta một cách rõ ràng rằng muốn thông thạo tiếng Trung Hoa phải làm như con ngựa báu, tức là chạy không ngừng, chu du bốn phương và chuyên tâm học hành. Phải rồi, ta phải lập tức lìa bỏ chốn thâm sơn này đến đại địa của Trung Độ. Hôm sau, Cầu Na Bạc Đà xuống núi.
Xuống núi rồi, ngài đi vân du ở khắp nơi, quan sát và học tập một cách nghiêm chỉnh. Sau 9 năm bôn ba gian khổ, ngài đã thông thạo tiếng Hán. Nhờ thế, ngài thực hiện được nguyện ước của mình, nghĩa là tuyên giảng Đại Thừa Phật Pháp ở Trung Độ một cách sâu rộng. Mọi người đã có thể hiểu lời của ngài để tin phục và lĩnh hội. Phật Pháp Đại Thừa cuối cùng rồi cũng được lưu hành ở Trung Bộ. Sau 9 năm, cầu Na Bạc Đà lên núi Cửu Hoa trở lại, tới chỗ mà năm nào mình đã đối diện với vách đá tĩnh tọa và được Quan Âm Bồ Tát đến chỉ đạo, xây lên một cái miếu Quan Âm nhỏ, trong đó khắc một pháp tượng của Quan Âm Bồ Tát. Pháp tượng này không khác gì những pháp tượng khác, nhưng chỉ có điều là ở trên đầu ngài có một con ngựa báu, vì thế người sau gọi hình tướng này là Quan Âm nhiều đầu hay là Mã Đầu Minh Vương, cũng là tôn xưng giáo chủ của súc sinh. Nhưng khi pháp tượng ngài Quan Âm được khắc xong thì có một số tín đồ địa phương cảm thấy thắc mắc, bảo rằng: một bức tượng Bồ Tát Quan Âm đẹp như thế mà trên đầu lại có thêm một con ngựa, đặt súc sinh lên trên đầu Bồ Tát có phải là tỏ ra bất kính với ngài không? Thế là mọi người nhao nhao đến chất vấn ngài Cầu Na Bạc Đà. Cầu Na Bạc Đà kể lại cho đại chúng nghe chuyện 9 năm về trước, ngài Quan Âm đã hiển hóa lên con ngựa báu chạy trong không trung để chỉ đạo cho mình, rồi nói tiếp: chúng sinh chia làm 6 nẻo, phân làm 6 loài, tức là những con đường thiên nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi muốn cứu độ tất cả chúng sinh trong 6 nẻo nên mới hiện ra 6 loại pháp tướng. Đường địa ngục khổ nhất nên ngài hiện thân Quan Âm Thiền Thủ Thiên Nhãn, tượng trưng cho đại bi tướng, truyền rằng đó là giáo chủ của địa ngục. Loài súc sinh hùng mạnh hiểm ác nên ngài hiện thân Quan Âm Mã Đầu, tượng trưng cho sư tử vô ý tướng, là giáo chủ của loài súc sinh. Đường Atula đa nghi và hiếu chiến, ngài hiện thân Quan Âm 11 mặt, tượng trưng cho đại quan phổ chiếu tướng, là giáo chủ loài Atula. Đường nhân thì có thể nói theo sự hay lý, nhìn theo sự thì họ kiêu mạn nên được gọi là thiên nhân, nhìn theo lý thì họ có Phật tính nên được gọi là trượng phu. Do đó, ngài hiện thân chuẩn đề Quan Âm, tượng trưng cho thiên nhân trượng phu tướng, là giáo chủ của loài người. Đường thiên có đại phạm vương, nên ngài hiện thân như ý luân Quan Âm, tượng trưng cho đại phạm thâm viễn tướng, giáo chủ loài thiên. Ngoài 6 tướng này, Quan Âm Bồ Tát còn có thể tùy cơ ứng hóa mà biến đủ các loại hình tướng khác nhau. Quan Âm thập nhất diện có 11 mặt, 3 mặt ở giữa là mặt của Bồ Tát, 3 mặt bên trái hung bạo giận dữ, 3 mặt bên phải giống như Bồ Tát, tùy từ bi hòa ái, giống 3 mặt trước nhưng có răng nanh trắng chĩa lên. Mặt sau là mặt bạo nộ đại tiếu và trên đỉnh là mặt Phật. Mỗi mặt có đội mũ báu, trên mũ báu có tượng A-di-đà Phật. Ngài Quan Âm chuẩn đề thì có 3 mặt và 18 cánh tay, lại còn có Như Ý Đà Quan Âm, Lục Tý Kim Thân. Nói tới Thiền Thủ Thiền Nhãn Quan Âm, lại cả Quan Âm truyền thuyết. Xưa thật là xưa, ở thành Lạc Dương, quan lại thì tham ô, thanh thiếu niên thì hư hỏng. Quan Âm có ý định muốn giáo hóa họ nên biến thành một người đàn bà nhà quê, tay cầm một cái hộp gấm, trong hộp có một tấm kính bằng đồng đen quý báu, đem đến chợ Lạc Dương bán. Có người tới hỏi giá, người đàn bà nhà quê đáp: tấm kính của tôi đây là một bảo vật rất quý hiếm trên thế gian này, giá là 1.000 lượng bạc ròng, dư 1 hào không lấy, thiếu 1 hào không bán, không bớt, không trừ, già trẻ lớn bé, ai muốn mua cũng được. Người nào có mắt tin đời, hãy mau đem tiền tới mua, bỏ lỡ cơ hội này thì về sau có 10.800.000 lượng bạc cũng không được. Có một thiếu niên muốn kiếm chuyện nên chỏ mồm vô hỏi: tấm kính bằng đồng có chút xíu mà đòi giá cao quá vậy, thật là nói thách quá cỡ. Đâu, bà nói cho tôi nghe thử, tấm kính này có cái gì là hay?
Người đàn bà nhà quê trả lời: tấm kính của tôi có nhiều cái hay lắm chứ. Thứ nhất, nó có thể soi được tâm người thiện hay ác. Thứ hai, nó có thể chiếu ra tất cả quá khứ và vị lai nữa. Tốt thì chiếu ra tốt, xấu thì chiếu ra xấu, không sai một ly một tí nào. Quý vị nghĩ xem, với hai đặc điểm ấy, không lẽ tấm kính này không đáng giá 1.000 lượng bạc hay sao? Người thiếu niên kia nói: bà nội ơi, bà nói xạo vừa thôi chứ. Thế gian này làm gì có một bảo vật như thế, chúng tôi không tin đâu. Trừ khi nào bà cho chúng tôi soi thử một cái. Quan Âm đáp: soi một cái thì được, nhưng theo lệ thì mượn kính soi phải trả tôi 3 đồng. Thiếu niên nọ bèn móc túi ra 3 đồng trao cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm lấy kính trong hộp ra, cầm trong tay và nói với thiếu niên nọ: soi đi, nhưng phải nhớ không được suy nghĩ loạn xạ lung tung, phải tập trung tinh thần mà soi một cách nghiêm chỉnh, có thế kết quả mới rõ ràng được. Thiếu niên nghe lời Bồ Tát, soi một cách nghiêm chỉnh, quả nhiên trong kính hiện ra một cách rõ rệt từng cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện quá khứ chiếu xong lại hiện ra đủ thứ các chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, cho tới đoạn cuối là thiếu niên chết rồi sẽ đọa vào đường súc sinh, đầu thai thành một con chó cái. Thiếu niên soi xong kinh hãi không cùng, không ngờ rằng thành tích xấu xa hư hỏng của mình lại hiện lên hết trong kính, và hắn càng hoảng kinh hơn nữa khi thấy kiếp tới mình sẽ biến thành một con chó cái. May mà những điều hắn thấy người khác lại không trông thấy, người khác chỉ thấy mặt trái của kính hoàn toàn trống rỗng, không có gì trên ấy cả. Quan Âm lấy lại kính và hỏi: sao, đáng giá 3 đồng bạc không? Thiếu niên nọ xuất mồ hôi trán, mặt mày tái mét, trả lời liên thanh: đáng. Người xung quanh hỏi hắn đã thấy được những gì. Hắn sợ làm trò cười cho thiên hạ, không dám trả lời sự thật nên chỉ lầu bầu: mấy người đừng hỏi tôi, cứ bỏ ra 3 đồng mà tự soi lấy, đảm bảo mấy người sẽ vừa ý. Cuối cùng, người hiếu kỳ rất đông, nghe lời thiếu niên nọ nên tranh nhau thử món đồ chơi mới này. Người này bỏ ra 3 đồng, người kia cũng móc ra 3 đồng, thay phiên nhau mà soi kính. Người nào chưa được soi thì dành soi trước, nhưng một khi soi rồi thì không khóc thê thảm, cũng nhíu mày nhăn mặt, tâm sự trùng trùng. Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Quan Âm cười thật tươi, đứng thủ đằng trước, nhưng cũng không nói lên một tiếng. Từ giờ thìn đến giờ dậu, thấm thoát 3.000 người đã soi kính rồi. Trong số 3.000 người ấy, 9/10 soi xong thì mặt mày buồn hiu, không tới lấy 1/10 còn lại là vui vẻ hân hoan. Tri phủ Thành Lạc Dương thời ấy là một tên quan rất tham ô, chỉ chạy theo danh lợi, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ làm sao để thăng quan tiến chức. Nghe nói ngoài đường có người bán kính báu, soi một cái là thấy ngay chuyện hên xui họa phúc của mình. Ông rất muốn thử soi một phen xem mình rồi sẽ được chức quan lớn tới đâu và phát tài giàu đến chừng nào. Nghĩ thế, ông cũng chạy ra chợ. Khi ông chạy tới thì Quan Âm cũng vừa đang thu xếp để trở về. Nhưng người mới đến là quan tri phủ đại nhân, đâu có thể không ngó ngàng đến, nên Quan Âm lại lấy kính ra để ông soi cho kỹ càng. Lần này, Quan Âm để cho ông soi tha hồ, không gấp gáp, và quan tri phủ mới soi đã kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra dầm dề. Trong kính, bắt đầu xuất hiện từng cảnh một, lúc ông ăn hối lộ, vi phạm luật pháp, vu oan giá họa hại người, kết án vô tội. Về sau, bị oan hồn uổng tử báo thù, chết bất đắc kỳ tử, đọa xuống địa ngục, chịu đủ các cực hình tàn khốc. Sau đó lại tái sinh làm lợn, được nuôi cho mập, rồi vào tay đồ tể cắt mổ.
Trì phủ càng nhìn càng sợ hãi, trong tâm dần dần có chút tỉnh ngộ. Lúc ấy, người đàn bà nhà quê đã lấy lại tấm kính cất vào hộp và thở dài. Một bảo vật như thế chỉ có 1000 lượng bạc, rẻ thế mà chỉ có người soi chứ chẳng có người mua. Thế mới biết là ở thành Lạc Dương này thật ra không ai có mắt tin đời. Nói xong, bèn cầm hộp đứng lên, sửa soạn rời đi. Khi Quan Âm đứng dậy, thì đột nhiên khuôn mặt người đàn bà nhà quê biến mất, nhường chỗ cho pháp tướng của Bồ Tát. Lúc ấy, những người đứng nhìn, mỗi người thấy Bồ Tát một cách khác nhau. Người ác thì thấy người đàn bà nhà quê kia biến thành một hung thần vô cùng bạo ác, nhìn thấy là kinh hồn bạt vía. Người bình thường thì thấy ngài lộ vẻ giận dữ nhưng cũng đủ khiến họ phải hết hồn. Chỉ có người hiền mới thấy ngài mang khuôn mặt dịu hiền, từ ái, gần gũi. Rõ ràng là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai nấy đều kinh dị, định thần nhìn kỹ thì không còn thấy người đàn bà nhà quê bán kính ở đâu nữa. Tri phủ như người mê chợt tỉnh, lập tức quỳ xuống đất cáo bạch. Trượng thừa Bồ Tát đến giáo hóa, hạ quan đã biết lỗi rồi. Nghe tri phủ nói thế, mọi người mới vỡ lẽ ra, người đàn bà bán kính vừa rồi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ đó, những kẻ chuyên làm ác đều tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành. Những người làm quan đều trở nên thanh liêm, dân chúng cũng theo đó mà trở nên thuần hậu. Sau đó, ba tánh thành Lạc Dương mới dùng số tiền mà Quan Âm đã bỏ lại xây lên một cái miếu thờ Quan Âm, và tượng của ngài được tạc theo mắt thấy của họ, nghĩa là có ba mặt: một mặt Quan Âm từ bi hiền hậu, một mặt vô cùng giận dữ và một mặt hung tợn, trong tay cầm một tấm kính báu soi sáng cả đại thiên thế giới. Bức tượng này trong Phật giáo gọi là Quan Âm Du Hí Tam Muội, và người phàm thì gọi là Quan Âm Ba Mặt. Câu chuyện Hòa Thượng Nhất Phong. Cuối đời Đường, đầu nhà Tống, chuyện Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ người hiền lương thoát khỏi bàn tay gian ác hãm hại được lưu truyền rộng rãi trong khắp khu vực thành Cô Tô. Người hiền lương nói trên tên là Yêu Nhất Phong, chủ một cửa tiệm tạp hóa. Đó là một người thành thật, lương thiện, tốt bụng, đối với người khác thì vui vẻ tử tế, không bao giờ so bì tị nạnh, không tranh giành hơn thua. Vì thế, người ta thường gọi ông là người hiền. Ông thâm tín Phật giáo, trong nhà hay ngoài tiệm đều có thờ Quan Âm Bồ Tát. Mỗi ngày sớm chiều thành tâm lễ bái, rảnh thì ngồi trước bàn thờ tụng kinh niệm Phật, không ngày nào sao nhãn. Tuy Yêu Nhất Phong là người tốt, nhưng có một bà vợ đẹp lại rất dâm đãng. Bà thừa lúc chồng đi xa buôn hàng để thông gian với một tên vô lại ở ngay bên cạnh nhà, tên là Khang Thức. Những chuyện tình cảm lăng nhăng như vậy thường không qua mắt ai. Vì thế, người ngoài ai cũng biết, chỉ trừ có Yêu Nhất Phong thật thà khờ khạo là trước sau không hề hay biết gì cả. Mọi người ai cũng than thở và bất bình giùm ông. Họ nói rằng, ai cũng nói là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, mà sao cái người tốt bụng này đã không có quả báo thiện thì thôi, đằng này còn phải chịu ác báo. Huống chi, ông lại là người tin Phật, không lẽ Bồ Tát không linh ứng hay sao? Không phải là Bồ Tát không linh ứng, vì đúng lúc đó Quan Âm vừa đến Cô Tô. Không những ngài biết hết chuyện nhà của Yêu Nhất Phong, mà còn biết sau này Yêu Nhất Phong còn phải chịu nhiều tai ách nữa. Hôm ấy, Yêu Nhất Phong lại đi ra khỏi tỉnh để buôn hàng. Ban đêm bỗng nhiên nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong nhà của mình. Tay ngài cầm ngọc như ý, trên đỉnh đầu lại có một con rồng xanh. Ngài đặt viên ngọc như ý lên đỉnh đầu Yêu Nhất Phong và nói: Yêu Nhất Phong, nghe ta nói đây, không lâu nữa ông sẽ gặp đại họa. Ta thấy ông là người chân thành tin Phật, không nhẫn tâm để cho ông bị tai nạn, nên tới đây cứu ông.
Ta dạy cho ông 4 câu kệ, xin ông hãy nhớ cho kỹ. Gặp cầu, chớ dừng tàu. Gặp dầu, trét lên đầu. Đấu thóc, 3 thăng gạo. Ruồi xanh, bu bút đầu. Bằng bất cứ giá nào, ông cũng không quên được 4 câu kệ này. Quan Âm nói xong, liền biến mất. Yêu Nhất Phong giật mình thức giấc, những gì xảy ra trong mộng còn rành rành trước mắt. Nghĩ tới sự Bồ Tát ứng mộng để cứu mình, Nhất Phong vừa mừng rỡ vừa kinh sợ. Biết rằng điều Bồ Tát nói tất nhiên không thể sai. Ông vội quỳ xuống đất, nhìn lên không trung, khấu đầu lễ lại, rồi tuân theo lời dặn dò của Bồ Tát. Ông nhẩm đi nhẩm lại 4 câu kệ cho tới thuộc lòng như cháo, ghi khắc trong đầu, không làm sao quên được. Hôm sau, ông đáp tàu ra đi. Mới khởi hành thì sóng yên gió thuận, tiết trời quang đãng. Nhưng đến khoảng chừng nửa ngày thì đột nhiên mây đen giăng mịt, sấm chớp ngang trời, mưa như trút nước. Cũng vừa đúng lúc ấy, tàu hướng tới một cái cầu trước mặt. Người phu lái tàu sợ ướt, nghĩ rằng gặp cái cầu này thật đúng lúc, tốt nhất là dừng tàu ở dưới cầu để trốn mưa, nên tính gác mái chèo đậu lại ngay ở đấy. Còn Nhất Phong thì lúc nào cũng nghĩ tới 4 câu kệ của Bồ Tát dạy. Tuy không mấy gì hiểu nghĩa, nay thấy tàu muốn dừng lại dưới một cái cầu, thì câu gặp cầu chớ dừng tàu chợt lóe lên trong óc, khiến ông lập tức nhận ra, vội lớn tiếng la người phu lái tàu. Không thể dừng lại ở đây, mau chèo tiếp. Tuy ông không hiểu rõ tại sao gặp cầu lại không được dừng tàu, nhưng ông cứ làm theo đúng lời Bồ Tát dạy thì không thể sai lầm. Ông không cần biết người phu lái chịu hay không chịu, cứ bắt buộc ông ta phải chèo tiếp để ra khỏi gầm cầu. Khi tàu rời khỏi gầm cầu, không tới một tầm tên bắn, thì một tiếng rầm, long trời lở đất đập vào tai họ chát chúa, những ngọn sóng tung tóe lên tới trời. Người phu lái tàu cùng Yêu Nhất Phong quay đầu nhìn lại thì thấy cái cầu mình mới đi ngang đã sập xuống quá nữa. Nếu tàu ngừng lại tránh mưa ở dưới ấy thì có lẽ giờ này đã bị đập nát. Người phu tàu liếu lưỡi lại vì sợ hãi. Ghê quá, nếu không có ông Hối phải chèo tiếp thì giờ này chết toi rồi. Ông Phong ơi, ông có phải là thần tiên không mà biết trước vậy? Yêu Nhất Phong bèn kể lại chuyện Bồ Tát ứng mộng cho phu lái tàu biết. Người này cũng cảm tạ ơn đức của Bồ Tát, nên từ đấy cũng trở thành một Phật tử thuần thành. Yêu Nhất Phong đến thị trấn nọ, buôn xong hàng hóa rồi lên đường trở về. Mỗi lần đi về như vậy phải tính vắng nhà 2 tháng trời. Trong suốt 2 tháng trời ấy, vợ ông cùng tên du đảng Khang Thất đã sống những ngày trăng hoa nóng bỏng. Khi Nhất Phong về nhà thì trời đã hoàng hôn. Nhờ có Bồ Tát báo mộng sập cầu cứu ông, nên việc đầu tiên sau khi vào nhà là đến trước bàn thờ Quan Âm Bồ Tát chí thành đảnh lễ bái tạ. Lễ xong đứng dậy, đột nhiên cây đèn lưu ly treo trên xà nhà bị đứt dây rơi xuống. Ông bị dầu bắn lên khắp cả người, và bị dầu bắn lên người như thế nên ông lập tức nhớ đến câu kệ thứ 2, gặp dầu trét lên đầu. Thế là còn bao nhiêu dầu trong đèn, ông bèn đổ cả lên đầu lên tóc. Lễ Phật xong, ông mới gặp vợ, hỏi han việc nhà, và sau khi ăn cơm, hai vợ chồng vào thay quần áo đi ngủ. Tên du đảng Khang Thất biết rằng Yêu Nhất Phong đã về rồi. Trong 2 tháng vừa qua, hắn đã cùng người đàn bà kia mặn nồng trăng gió với nhau, 1 phút cũng không muốn rời. Nay Yêu Nhất Phong trở lại rồi, thì đêm nay hắn không thể qua nhà người đàn bà để cùng nhau mây mưa, về sau cũng sẽ khó mà tiếp tục gian díu với nhau lâu dài. Đêm hôm ấy, hắn không ngủ được, cứ trăng qua trở lại, lửa ghen thiêu đốt tâm can. Càng nghĩ càng căm giận, hận là không thể tức khắc xông qua nhà bên cạnh bắt con dâm phụ ấy về với mình. Ý nghĩ giết người manh nha trong đầu từ đấy. Hắn nghĩ rằng giải pháp gọn nhất là giết Quách Yêu Nhất Phong đi, giấu thi thể để phi tang, rồi sau đó mới có thể cùng tình phụ ăn ở với nhau lâu dài được. Nghĩ xong là làm, hắn xuống bếp lấy một con dao nhọn và bén,
trèo tường qua nhà hàng xóm, lẻn vào phòng ngủ của Yêu Nhất Phong. Trong phòng tối đen như mực, Khang Thức cầm dao mò mẫm đến trước giường, nhưng hắn không thể phân biệt ai là Yêu Nhất Phong, ai là người đàn bà. Hắn lại nghĩ, trong đêm tối không nên giết lầm người. Đàn bà vốn thường hay xoa dầu thơm lên đầu, nên phân biệt hai người có lẽ cũng dễ thôi. Hắn đưa mũi đánh hơi, thấy rằng cái người ngủ phía ngoài có mùi dầu sực nức, thì chắc chắn đây là người đàn bà rồi. Vậy người nằm trong ắt phải là Yêu Nhất Phong. Tức thời, hắn vung dao lên chém mạnh xuống, chỉ nghe phập một tiếng, đầu người dâm phụ bị chẻ làm hai mảnh. Yêu Nhất Phong nghe tiếng chém thì giật mình thức giấc, hô hoáng lên rầm rĩ, khoác áo vào ngồi dậy đốt đèn. Tên sát nhân Khang Thất biết mình giết lầm người, vội vàng trèo qua cửa sổ chạy trốn mất. Yêu Nhất Phong thấy đầu vợ bị bửa ra thành hai mảnh thì thương tâm quá, khóc rống lên, tìm kiếm khắp nơi mà hung thủ thì đã biệt tâm biệt tích. Ông bèn sai người đi liền đêm ấy báo cho nhạc phụ biết tin dữ. Khi nhạc phụ tới nhà Yêu Nhất Phong xem xét thì không cần biết trắng đen phải trái ra sao, nhất định buộc tội Yêu Nhất Phong giết vợ, lồng lộng tra tấn con rể. Cửa ngoài vẫn đóng, cửa nhà không mở, ngay trên giường Mi xảy ra án mạng, không phải Mi giết thì còn ai vào đây? Yêu Nhất Phong tình ngay lý gian, có miệng mà không cãi được. Hôm sau, người nhạc phụ ra nha môn trình cáo, vị quan huyện đến điều tra rồi cũng nghi rằng hung thủ chính là Yêu Nhất Phong. Đây là một vị quan huyện rất hà khắc, ưa dùng hình phạt tàn khốc để bắt tù nhân khai tội, nên cho tra tấn Yêu Nhất Phong trong lúc thẩm vấn. Yêu Nhất Phong là một thương nhân, một chủ tiệm, làm sao chịu nổi cuộc tra tấn đau đớn ấy, chỉ biết tự than rằng kiếp trước đã gây tội, vận mệnh đã an bài như thế rồi, thôi thì cứ nhận tội oan, dẫu có chết cũng còn đỡ khổ hơn là sống mà phải chịu đọa đày như vậy. Quyết định như thế rồi, ông bèn nhận tội. Quan huyện thấy Yêu Nhất Phong đã nhận tội rồi, bèn một mặt cho giam ông vào ngục tối, một mặt chuẩn bị phát thảo tờ công văn để xử án tử hình. Ngờ đâu khi ông cầm bút lông lên vừa tính đặt xuống giấy thì đột nhiên có vài con ruồi xanh bay tới vây chặt lấy đầu bút, khiến cho ông không thể nào đặt bút xuống. Ông đưa tay xua ruồi, nhưng vừa tính hạ bút thì chúng lại bay tới bu lấy đầu bút. Cứ nhiều lần như thế nên tờ công văn không sao viết được. Vị quan huyện cảm thấy kỳ quái, bèn nghĩ rằng ruồi xanh bu vào đầu bút không cho ông viết công văn để xử tội, phải chăng có oan tình chi đây? Ông bèn cho mời vị quan cố vấn đến thỉnh ý. Quan cố vấn nói, để tôi vào ngục hỏi lại Yêu Nhất Phong, rồi sau đó hãy tính. Quan cố vấn vào ngục, thấy Yêu Nhất Phong ngồi bình tâm niệm Phật lại càng thấy quái lạ, bèn hỏi, ông đã khai rồi, tội giết người đã định, niệm Phật có ích gì? Nhất Phong đáp, tôi không chịu nổi tra khảo nên phải nhận tội, chứ sự thật oan cho tôi lắm. Tôi không hề giết người, Bồ Tát nói sẽ cứu tôi nên tôi niệm Phật cầu Ngài đến cứu, vì Bồ Tát tuyệt đối không bao giờ gạt người. Tới đây, ông kể lại chuyện được Bồ Tát báo mộng và đem 4 câu kệ lặp lại cho quan cố vấn nghe. Quan cố vấn nghe rồi vô cùng kinh dị, nghĩ thầm, ruồi xanh bu bút đầu, phải chăng là ứng cho chuyện quan huyện mới gặp vừa rồi chăng? Vậy thì câu thứ 3, đấu thóc 3 thăng gạo có nghĩa là gì? Ông suy nghĩ nghiền ngẫm, trở đi trở lại vấn đề trong đầu, nhưng vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng, bỗng nhiên ông đại ngộ, một đấu là 10 thăng, nếu một đấu thóc mà chỉ cho có 3 thăng gạo thì phải chăng còn lại 7 thăng cám? Chữ cám, khang, bỏ bộ mễ, gạo, còn lại là họ Khang. 7 là thất, vậy phải chăng tên hung thủ là Khang Thất? Nghĩ thế xong, ông bèn hỏi Yêu Nhất Phong, ở chỗ ông có ai tên là Khang Thất, Khang 7 gì không? Ông có quen ai tên đó không? Yêu Nhất Phong đáp, có người tên đó,
Mà tôi cũng biết ông ta nữa, đó là người hàng xóm bên tay trái của nhà tôi, đúng tên là Khang Thất. Quan cố vấn gật đầu bỏ đi, đem hết câu chuyện trình lại cho quan huyện nghe. Hôm sau, tên gian phu Khang Thất bị bắt đem lên nha môn và bị tra tấn ngay tại chỗ. Khang Thất bèn khai thật mọi sự, Yêu Nhất Phong được xử trắng án. Qua tai nạn bất ngờ nói trên và tuy được xử trắng án, thoát được họa bị xử tử hình, nhưng Yêu Nhất Phong cảm thấy thế sự biến đổi vô thường, chán nản cùng cực. Bèn đem tài sản ra bố thí hết cho người nghèo và quyết định đến Hàng Châu vào chùa Linh Ẩn xuất gia. Ông đi bộ suốt cả đoạn đường. Một hôm đến Gia Hưng nghỉ lại trong một lữ điếm. Trong đêm sâu, ông mơ hồ nghe ai gọi tên mình. Mở mắt ra thì thấy vợ mình cùng Khang Thất, hai người, mỗi người ôm cái đầu lâu đẫm máu, xông tới đòi mạng. Nhất Phong sợ quá, run bần bật, vội vàng nhắm nghiền đôi mắt, niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau, không nghe động tĩnh gì nữa, bèn mở mắt ra nhìn, không thấy hai con quỷ đâu, mà lại thấy một vị Bồ Tát đứng trên một chiếc lá sen. Bên cạnh có một cậu bé trai chân trần đứng chắp tay hướng về Bồ Tát như thể đang lễ bái. Chỉ trong chớp mắt, cảnh ấy cũng biến mất luôn. Lúc ấy, Nhất Phong mới biết là mình nằm mộng. Nhớ lại chuyện vừa qua, biết rằng Quan Âm Bồ Tát đã một lần nữa hiển linh để cứu mình. Ông thấy mình quả thực có phúc nên càng quyết định xuất gia tu hành. Hôm sau, ông rời huyện Gia Hưng, tiếp tục nhắm hướng Hàng Châu mau lẹ tiến bước. Tới gần Hồ Gia Trang, thấy có một đám người đang đứng vây xung quanh một cánh đồng. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, ông bèn nhanh chân tiến đến gần xem. Thì ra, có một người nông phu họ Vương, trong lúc cuốc đất, cuốc phải một pho tượng Phật cao cỡ 1.5 feet. Pho tượng này làm bằng ngói lưu ly màu xanh ngọc bích, điêu khắc rất tinh vi đẹp mắt. Mọi người tranh nhau nhìn ngắm nên mới tụ lại vây quanh đông đảo như vậy. Nhưng tượng Phật này là Phật nào? Yêu Nhất Phong chen vào nhìn, nhìn kỹ càng rồi thì mới nhận ra, tuy rằng tượng Phật có tướng người nam nhưng mắt mũi diện mục thì đích thị là Quan Âm Bồ Tát. Ông hân hoan thấy rằng giữa Bồ Tát và mình quả thật có duyên nên đã gặp Ngài mấy lần. Vì thế, ông vui vẻ nói với mọi người rằng: quý vị ở đây thật có phúc nên hôm nay được gặp Bồ Tát. Quý vị hãy mau thỉnh Bồ Tát về ngôi chùa nào trong thành mà cúng dường. Bồ Tát sẽ hộ trì cho quý vị được bình an và năm nào gặt hái cũng được mùa. Người nông phu họ Vương hỏi: ông nói đây là Bồ Tát, vậy chứ tôi hỏi ông có biết đây là Bồ Tát nào không chứ? Chúng tôi nhìn mãi mà không biết. Yêu Nhất Phong nói: đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mọi người nghe thế, nhao nhao lên cãi: không phải, không phải, pháp tượng của Quan Âm Bồ Tát như thế nào, chúng tôi đây ai cũng đã từng nhìn thấy. Không phải là lối ăn mặc như thế này, là người nữ chứ, không phải người nam. Còn tượng này là tướng người nam, làm sao là Quan Âm Bồ Tát được? Nhất Phong nói: sau khi đắc đạo rồi, vì muốn cứu độ người đời và đi khắp vũ trụ, nên Bồ Tát tùy thời tùy nơi mà ứng hóa, có khi thân nam, có khi thân nữ, có khi già, có khi trẻ, không nhất định, có khi lại còn ứng hóa đủ thứ thân để cảnh cáo thế gian. Sao quý vị lại còn nghi ngờ? Sau đó, ông đem chuyện mình hai lần gặp Bồ Tát hiển linh kể cho mọi người nghe. Lúc ấy, mọi người mới chịu tin và đem pháp tượng Bồ Tát vào chùa thờ phụng. Vì tượng Bồ Tát này từ lũng cày xuất hiện nên mọi người đặt tên là Lũng Kiến Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm thấy trong lũng cày. Yêu Nhất Phong đi suốt ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Có một vị thiền sư pháp hiệu là Nguyên Tịch, thấy ông Chí Thành muốn xuất gia nên thâu nhận ông làm đệ tử.
Từ đó, Nhất Phong xuống tóc xuất gia làm tăng, theo chúng mà tu hành, người ta gọi ông là Nhất Phong Hòa Thượng. Nhất Phong mới xả bỏ phàm trần nên tuy có nhiều thiện căn, nhưng vì đã lăn lộn nhiều trong thế gian nên trong tâm hãy còn nhiều tạp niệm, lục căn chưa thanh tịnh. Lúc mới học ngồi thiền, ông không cách nào định tâm được. Thường thường hễ ngồi xuống lại thấy hồn ma khang thất cùng vợ mình bưng đầu lâu đẫm máu đến phá quấy. Buổi thiền tọa hôm ấy, hai hồn ma lại về quấy nhiễu, nhưng lần này hung tợn hơn. Khang thất dẫn đầu một đoàn quỷ sứ không đầu ào ào ùa tới, khiến Nhất Phong hồn phi phách tán, vội niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau, ông thấy một vị Bồ Tát xuất hiện trước mặt. Vị Bồ Tát này có cái cổ màu xanh, một đầu mà ba khuôn mặt. Mặt chính ở giữa là mặt từ bi của vị Bồ Tát, mặt tay phải là mặt sư tử, mặt tay trái là mặt heo. Đầu ngài đội mũ báu, trên mũ có hóa thân của vô lượng thọ Phật. Ngài có tới bốn cánh tay, tay thứ nhất bên phải cầm tích trượng, tay thứ hai cầm hoa sen, tay thứ nhất bên trái cầm bánh xe, tay thứ hai cầm loa ốc. Ngài mặc áo bằng da cọp, tua ren là những con rắn đen, đứng trên một tòa sen tám lá, tay đeo vòng anh lạc, xung quanh có hào quang, trông rất là uy dũng. Vị Bồ Tát cổ xanh này tóm lấy những con quỷ không đầu mà ăn, chỉ trong thoáng chốc là ăn trọn hết bầy quỷ. Ăn xong, ngài dùng tích trượng khỏ Nhất Phong Hòa Thượng một cái. Nhất Phong chợt thấy tâm mình trở nên minh mẫn sáng suốt, từ đó trong tâm không còn cấu nhiễm, trần duyên cắt tuyệt. Ngày hôm sau, Nhất Phong Hòa Thượng đem chuyện đêm qua trình lên Nguyên Tịch Thiền Sư. Thiền Sư nói, đêm qua ông thấy thanh cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Bồ Tát Quán Tự Tại cổ xanh, chính là Quan Âm Bồ Tát dưới hình tướng của Minh Vương. Ông hãy thành tâm trì niệm danh hiệu vị Bồ Tát này thì có thể thoát khỏi mọi sự sợ hãi khủng bố. Nói xong, ngài lấy ra một quyển kinh Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni trao cho Nhất Phong, dặn ông khi nào còn gặp cảnh khủng bố thì đọc tụng kinh này để giải trừ. Hòa Thượng Nhất Phong tu hành tại chùa Linh Ẩn một cách chí thành, công hạnh tinh tiến, vài năm sau trở thành một vị cao tăng nổi danh. Ngài đi khắp nơi đảnh lễ các danh sơn, vì nhớ ân sâu của Đức Quan Âm đã nhiều lần cứu hộ cho mình, nên cứ thấy những tảng đá lạ ở danh sơn nào đều lấy để tạc tôn tượng của Ngài Quan Âm lưu truyền cho hậu thế. Ngài đã bốn lần thấy được Quan Âm Bồ Tát hiển hóa, một lần thấy trong mộng thị hiện trên đầu có con rồng xanh, một lần thấy Ngài đứng trên một chiếc lá sen, một lần thấy pháp tượng của Ngài giữa một luống cày và một lần thấy Quan Âm cổ xanh. Vì thế, những bức tượng Ngài khắc, nếu không là Thanh Long Quan Âm thì cũng Lũng Kiến Quan Âm, nếu không là Nhất Diệp Quan Âm, hoặc Đồng Tử Bái Quan Âm thì cũng là Thanh Cảnh Quan Âm. Về sau, Nhất Phong Hòa Thượng đi triều bái ở Nam Hải, đứng trên bờ bất ngờ nhìn thấy trong sóng to một pho tượng Quan Âm bằng lưu ly dài một xích ba thốn, toàn thân trong suốt, bảy báo trang nghiêm. Nhất Phong Hòa Thượng cung kính cẩn thận vớt pho tượng lên đem về chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu thờ phụng. Bức tượng này được đặt tên là Lưu Ly Quan Âm. Cũng vì tượng này đã bồng bềnh trên sóng nên cũng có tên Thổn Lai Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm bồng bềnh trôi đến. Cho đến ngày nay, chuyện Nhất Phong Hòa Thượng được Quan Âm Bồ Tát cứu độ rồi xuất gia tu hành thành một vị cao tăng, suốt đời có những kỳ duyên hạnh ngộ với Ngài Quan Âm Bồ Tát vẫn còn được lưu truyền. Quý vị vừa nghe xong phần 1, truyền thuyết Quan Âm. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp phần 2 ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Quan Âm truyền thuyết
Phần 2. Hòa thượng Trúc Thiền, Hòa thượng Đức Quan Âm Bồ Tát. Năm đồng trị đời nhà Thanh, có một vị cao tăng ở Phổ Đà Sơn. Hòa thượng Trúc Thiền từ bé đã thích học vẽ. Học vẽ tới mức nét vẽ tinh vi tuyệt diệu. Có một năm nọ, Hòa thượng Trúc Thiền bị đương gia Hòa thượng phái lên kinh thành thỉnh kinh Phật về. Tới kinh thành, vừa đúng lúc trống điểm canh năm, trong cung chuông Cảnh Dương, trống Long Phụng cũng vừa gióng lên, Hoàng thượng lâm triều. Hòa thượng Trúc Thiền bèn theo bác quan Văn Võ đi vào cung triều kiến. Hoàng đế biết được đạo tràng Phổ Đà Sơn gửi Hòa thượng Trúc Thiền đến thỉnh kinh, vô cùng hoan hỷ, truyền chỉ mở yến tiệc ở khắp các điện làm lễ tiếp phong. Giữa buổi tiệc, có một vị tiểu thái giám đem tới một cuộn giấy lụa trắng dâng lên Hòa thượng Trúc Thiền, bảo rằng lão Phật gia, tức Từ Hy Thái Hậu, từ lâu ngưỡng mộ danh tiếng của Phổ Đà Sơn, đặc biệt tuyên chỉ muốn Hòa thượng phải vẽ cho bà một bức hình Ngài Quan Âm cao 1 trượng 2. Hòa thượng về đến Phổ Đà Sơn không dám trễ nải, lập tức mài mực sửa soạn vẽ tranh. Khi Ngài trải cuộn giấy trắng ra đo thì ngạc nhiên đứng sững, tại sao vậy? Vì cuộn giấy lụa bề dài tổng cộng chỉ có 1 trượng, làm cách nào để vẽ một hình Ngài Quan Âm 1 trượng 2 đây? Cuộn giấy lụa này lại tự tay lão Phật gia ban tặng, làm sao tùy tiện đem đi đổi? Tuy nói rằng kỹ thuật của Hòa thượng Trúc Thiền rất cao siêu và Ngài là người cực kỳ thông minh trí tuệ, nhưng đến lúc này cũng phải bó tay. Hòa thượng bèn định tâm tỉnh lại, tĩnh tọa trên bồ đoàn, nhắm mắt khấn nguyện rằng: xin Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, giả như đệ tử không vẽ được bảo tượng thì khó mà phụng chỉ vua ban, làm sao tránh khỏi tổn hại thanh danh của Phổ Đà Sơn. Đạo tràng của Bồ Tát đây, xin Bồ Tát cho đệ tử linh cảm để vẽ được một bức tranh cao 1 trượng 2 trên tấm giấy chỉ dài có 1 trượng. Ngài cứ khấn nguyện như thế mãi, từ từ thấm mệt. Đột nhiên, bảo tướng trang nghiêm của Đức Quan Âm Bồ Tát hiện ra trước mặt Ngài, thoát nhiên biến thành hình dáng của một cô gái bán cá, chậm chậm bước tới, tay cầm giỏ tre, trong giỏ có một con cá đang nhảy tưng tưng. Hòa thượng Trúc Thiền chào đón nói: cô thí chủ à, cô bán cho tôi con cá này đi. Cô gái bán cá đáp: ông là thầy tu, mua cá làm gì? Mua cá phóng sinh. Nếu như mua cá phóng sinh thì tôi xin tặng ông con cá này. Cô gái vừa nói vừa khom lưng xuống để lấy con cá từ trong giỏ ra. Ngay giây phút ấy, cô gái bán cá giữ nguyên vị thế không động đậy nữa. Hòa thượng bắt đầu cảm thấy bối rối. Tại sao lại nói cho tôi con cá rồi lại cứ đứng khom lưng không động đậy nữa? Ngài vừa nhìn vừa suy nghĩ, bỗng nhiên tâm trí như khai mở, giật mình thức giấc, trước mắt không còn thấy cô gái bán cá nào hết. Tuyệt diệu, tuyệt diệu! Hòa thượng tán thán không ngừng. Vừa rồi chính là Bồ Tát Ứng Mộng dạy rằng chỉ cần vẽ hình Ngài Quan Âm với hình dáng một cô gái bán cá đang đứng khom lưng cầm giỏ thì cuộn giấy 1 trượng dư sức họa hình Ngài Quan Âm cao 1 trượng 2. Hòa thượng Trúc Thiền lập tức thắp một ngọn nến lớn, trải dài cuộn giấy, vùng bút thăng phát vẽ. Ngày hôm sau, một bức hình Ngài Quan Âm rất khác thường được trình lên lão Phật gia. Bức hình vẽ Ngài Quan Âm, đầu phủ khăn tơ trắng, eo thắt dây vải, cúi đầu khom lưng chăm chú nhìn một con cá chép trong giỏ, dáng vẻ giản dị thanh tao, linh động như người sống. Từ Hy Thái Hậu nhìn bức hình không ngớt tán thán, tự tay cầm bút đề lên 4 chữ: Ngư Lam Quan Âm. Có nghĩa là Quan Âm cầm giỏ cá, truyền chỉ sao lại bức hình ấy để ban hành trong dân gian cho các chùa viện và bách tính có thể đem về thờ phụng, lại còn ban thưởng cho Hòa thượng Trúc Thiền một bộ cà sa đỏ thắm và cho Ngài đặt ân vào cung không phải hành đại lễ nữa. Câu chuyện Bà Lão Mù Bán Dầu. Xưa thật là xưa, Đông Hải là một vùng đất liền, và trên vùng đất liền ấy có một tòa đô thành rất lớn tên là Đông Kinh. Tương truyền rằng vua của thành Đông Kinh là một hôn quân vô đạo đã giày xéo đất nước, khiến Đông Kinh trở thành một quốc gia vô cùng hỗn loạn,
đạo đức suy đồi, phong khí bại hoại. Thổ thần của vùng đất ấy bèn đem tình cảnh này trình tâu lên thiên đình, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi cơn thịnh nộ, cho rằng đất Đông Kinh không còn cứu vãn được nữa. Thôi thì chi bằng lấy quyết định tối hậu là nhận chìm ngôi thành này xuống đáy biển sâu. Ngài Quan Âm nghe tin này vội vàng đến can gián. Một đô thị to lớn như thành Đông Kinh không thể nào không có một người tốt. Nếu phá hủy toàn bộ mà không phân biệt trắng đen thì thật là không ổn thỏa chút nào. Ngài bằng lòng đến thành Đông Kinh quan sát điều tra xem thử, vì không muốn người tốt bị họa lây. Quan Âm Bồ Tát đến thành Đông Kinh, hóa thành một bà lão mù lòa, tại ngã tư đường mở một quán bán dầu. Ngài lấy nhánh dương liễu từ trong tịnh bình ra, rảy một vài giọt nước tiên. Thế là vại dầu lập tức đầy ắp một thứ dầu thượng hảo hạng màu vàng trong vắt. Ngoài cửa tiệm còn treo một tấm bảng ghi rằng: một bình nhỏ 3 đồng, 3 bình lớn 1 đồng. Người trong thành Đông Kinh đọc tấm bảng ấy đều cảm thấy buồn cười. Nếu chỉ có 1 đồng mà mua được đến 3 bình dầu lớn thì ai tội gì mà bỏ ra 3 đồng mua 1 bình dầu nhỏ. Thế là người mua dầu dồn dập kéo tới múc 3 bình dầu lớn vứt xuống 1 đồng rồi bỏ đi. Thậm chí có kẻ thấy chủ quán là một bà lão mù lòa cứ thế ngang nhiên đến múc dầu mà chẳng thèm trả tiền. Ngày nào người mua dầu cũng lũ lượt kéo đến không ngừng. May mà dầu trong vại của bà lão mù múc hoài không hết, múc xong vại lại đầy như cũ, múc tới múc lui mà mực dầu không chút suy suyển. Tình trạng này cứ thế mà kéo dài trong nhiều ngày. Khách đến mua dầu ai cũng tham lam, đến nỗi ngài Quan Âm vô cùng thất vọng. Một hôm có một anh chàng rất trẻ tuổi làm nghề bán đậu phụ đến trả 3 đồng tiền mà chỉ múc có 1 bình dầu nhỏ, rồi còn nói: bà lão ơi, cháu múc dầu rồi bây giờ đi đây, bà nhớ thâu tiền nhé. Quan Âm Bồ Tát vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vội gọi anh chàng lại: này cậu em, người ta ai cũng trả 1 đồng múc 3 bình dầu lớn, còn sao cậu lại trả 3 đồng mà chỉ múc có 1 bình nhỏ thôi vậy? Anh chàng bán đậu phụ thưa: bà lão tuổi đã già nua, mắt lại mù lòa thật là bất tiện, mà còn mở quán bán dầu không phải là chuyện dễ. 3 đồng 1 bình dầu, giá đã phải chăng lắm rồi, làm sao cháu có thể đành đoạn lợi dụng bà cho được? Quan Âm Bồ Tát nói: người ta làm được, tại sao cậu không làm được? Anh chàng bán đậu phụ đáp: mẹ cháu có nói, làm người phải có lương tâm, không nên bắt chước kẻ ác làm điều bất lương. Thì ra anh chàng bán đậu phụ còn là một người con hiếu thảo. Ngài Quan Âm lại càng hoan hỷ hơn, bèn nói nhỏ với anh chàng: nói cho cậu biết, thành Đông Kinh sắp sụp đổ. Anh chàng bán đậu phụ nghe thế thì giật bắn người, mở to cặp mắt ngây dại nhìn bà lão đăm đăm không chịu tin. Quan Âm Bồ Tát nói: tôi nói thật đấy, tôi thấy cậu là người lương thiện tốt bụng nên mới báo trước cho cậu biết. Cậu hãy nhớ kỹ, ngày nào con sư tử đá trước cửa nha môn trào máu miệng là ngày ấy thành Đông Kinh sẽ sụp đổ. Lúc ấy cậu hãy mau mau nhắm hướng đông mà chạy, hãy nhớ kỹ lấy, đừng quên. Từ ngày ấy trở đi, sáng nào anh chàng bán đậu phụ cũng chạy đến cửa nha môn nhìn con sư tử đá. Và cũng từ ngày ấy trở đi, quán bán dầu của bà lão mù tại ngã tư đường cũng không còn nữa. Một buổi sáng nọ, anh chàng bán đậu phụ lại chạy đi nhìn con sư tử đá thì gặp một người chuyên làm đồ tể chuyên mổ lợn. Đồ tể hỏi: sao sáng nào cũng thấy cậu chạy tới đây nhìn con sư tử đá vậy? Anh chàng bán đậu phụ là một người thật thà nên đem lời báo trước của bà lão mù ra kể lại cho đồ tể nghe. Cái gì? Mồm con sư tử đá trào máu. Cái cậu này sao ngốc quá là ngốc. Đồ tể vừa cười ha hả vừa bỏ đi. Hôm sau, đồ tể muốn phá anh chàng bán đậu phụ một phen nên trời còn tờ mờ sáng đã đem máu lợn mới giết bôi lên mồm con sư tử đá. Chẳng bao lâu sau, anh chàng bán đậu phụ cũng vừa đến nơi, thấy mồm con sư tử đá có máu, vội vàng cắm đầu chạy về nhà, vừa chạy vừa la:
Làng xóm ơi, thành Đông Kinh sắp sụp đổ, hãy chạy mau. Người trong thành cho rằng anh chàng này khùng, nên chẳng một ai buồn để ý đến. Anh chàng bán đậu phụ, chạy một mạch tới nhà, cổng mẹ già nhằm hướng đông mà chạy. Chạy mới được một đoạn đường thì nghe rầm một tiếng, quả nhiên thành Đông Kinh sụp đổ. Chạy được vài bước thì đất ở phía sau cũng theo những bước ấy mà sụp đổ xuống. Anh chàng chạy không ngừng thì đất ở phía sau sụp đổ cũng không ngừng. Cứ thế mà chạy thôi là chạy. Tới một lúc, anh chàng bán đậu phụ chạy không nổi nữa, đành đặt mẹ già xuống để nghỉ ngơi thở một chút. Kỳ lạ thay, anh chàng ngừng lại nghỉ thì phía sau cũng không nghe tiếng sụp đổ nữa. Anh chàng bán đậu phụ quay đầu lại thì thấy sau lưng mình cả một mặt biển mênh mông, thành Đông Kinh phồn hoa nay không còn nữa. Hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ bèn cất nhà ở ngay chỗ đã dừng chân nghỉ ngơi. Từ từ, vùng đất này cũng trở nên phồn thịnh. Vì hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ ngừng chân nghỉ ngơi rồi mặt biển mới định lại, nên chỗ này có tên là Định Hải. Còn chỗ anh chàng bán đậu phụ đặt mẹ già xuống nghỉ chân ban đầu có tên là Phóng Nương Tim, có nghĩa là mũi đặt mẹ xuống. Sau này người ta đổi thành Hoàng Dương Tim. Câu chuyện Mã Đầu Quan Âm. Một hôm, Quan Âm Bồ Tát đến chân núi Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn ở trong địa phận của tỉnh An Huy. Sở dĩ mang tên Cửu Hoa Sơn là vì dãy núi này có tổng cộng là 9 đỉnh núi và đỉnh nào cũng giống y như một đóa hoa sen. 9 đỉnh núi đâm vào tận mây xanh giống như 9 đóa hoa sen xanh nở rộ trong không trung. Ngài Quan Âm ngước lên nhìn thẳng núi cảnh Cửu Hoa không khỏi lấy làm ưa thích. Quan Âm Bồ Tát hóa thành một vị tăng hành cước thong thả bước lên núi. Mới cất bước, Ngài chợt nghe tiếng tụng kinh. Ngài đưa mắt nhìn thì thấy trong một thung lũng có một vị tăng Tây Tạng đang ngồi kết già phu, đối mặt vào tường mà tụng Bát Nhã Tâm Kinh một cách thành kính. Nhìn thấy vị tăng Tây Tạng đang tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Quan Âm Bồ Tát cảm thấy tâm mình bị chấn động. Câu mở đầu của Bát Nhã Tâm Kinh là lúc Bồ Tát quán tự tại hành Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách thâm sâu, quán chiếu thấy năm uẩn là không, thoát khỏi tất cả mọi khổ ách. Quán âm, đó có nghĩa là quán sát âm thanh của tiếng kêu cầu mà tìm đến để cứu khổ. Vị tăng Tây Tạng này ngồi kiết già tụng tâm kinh trong thung lũng chắc hẳn phải có nguyên do gì đây. Ông tụng tâm kinh hiển nhiên là muốn cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát độ cho thoát khỏi khổ ách. Ngài Quan Âm nghĩ, hôm nay đến Cửu Hoa Sơn có lẽ là có chút nhân duyên với vị tăng Tây Tạng này chăng? Ta nên đến xem lai lịch của vị tăng Tây Tạng này như thế nào. Ngài Quan Âm bèn thi triển chút thần thông để nhìn vào quá khứ của vị tăng Tây Tạng. Thì ra, vị tăng này là hoàng tử của Tân Quốc ở Tây Tạng, tên là Cầu Na Bạc Đà. Sinh ra là đã có túc căn, từ nhỏ đã chán ghét mọi điều thế tục vinh hoa. Về sau, còn thẳng thừng lìa bỏ vương cung, trốn thành đi tu. Ngài rất thông minh, trí huệ sâu sắc, căn cơ giác ngộ rất cao, nghiên cứu đến chỗ thâm áo của kinh điển Phật giáo. Công phu tu hành tinh chuyên, chẳng bao lâu lầu thông tam tạng, thâm nhập đại thừa. Ngài phát đại nguyện hoằng dương đại thừa Phật giáo ở Trung Độ, Trung Hoa, nên vừa đi vừa khất thực hướng về phía đông, vào đến nội địa Trung Quốc giảng Hoa Nghiêm Kinh cho dân chúng ở Trung Độ. Nhưng có biết đâu, vì Ngài không biết nói tiếng Trung Hoa, nên khi Ngài tuyên giảng Hoa Nghiêm Kinh, chả ai nghe hiểu Ngài muốn nói gì cả, khiến cho Ngài đau lòng và xấu hổ, bèn trốn vào núi Cửu Hoa, đối diện với vách tường tĩnh tọa, hy vọng được Ngài Quan Âm giúp đỡ bằng cách đến chỉ giáo cho mình. Vừa khéo đúng lúc ấy, Ngài Quan Âm đến Cửu Hoa Sơn và biết được chuyện của Ngài. Thấy Cầu Na Bạc Đà thành tâm và cương quyết như thế, Quan Âm Bồ Tát càng thêm tán thán. Vị tăng Tây Tạng này thật có quyết tâm, nghị lực kiên cường. Nếu ta không đến giúp đỡ ông thì ai giúp ông bây giờ?
Ngài Quan Âm bèn ẩn thân đi, quyết định đến chỉ dẫn cho vị tăng Tây Tạng. Lúc trời vừa tối, Cầu Na Bạc Đà vẫn tiếp tục ngồi thiền nhập định như mọi ngày. Bỗng nhiên, Ngài thấy trên tường đá trước mặt hiện ra một vùng ánh sáng. Ánh sáng chói cả mắt. Một hồi lâu sau, trong vùng ánh sáng ấy hiện ra một đóa hoa sen. Và trên đóa hoa sen ấy hiện lên pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát. Và ngay trên đầu Bồ Tát có một con ngựa báu xuất hiện. Cầu Na Bạc Đà nhìn pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát, thấy Bồ Tát thật sự đến bên mình, trong lòng vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc vạn phần, vội vàng chắp tay lễ bái, khấu đầu cảm tạ, đem tâm sự của mình ra bạch với Bồ Tát và cầu xin Bồ Tát khai thị, chỉ dẫn cho mình phải làm sao. Quan Âm Bồ Tát từ bi nhìn Cầu Na Bạc Đà nhưng không nói lời nào, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Sau Ngài nhẹ nhẹ ngước lên thì thấy trên đầu Ngài con ngựa báu đang dậm bốn vó rồi chạy trong không trung không ngừng. Pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát lập tức biến mất. Cầu Na Bạc Đà nhìn ngựa báu hốt nhiên đại ngộ, nghĩ rằng Bồ Tát để cho ngựa chạy không ngừng trong không trung, phải chăng là để chỉ đạo cho ta một cách rõ ràng rằng muốn thông thạo tiếng Trung Hoa phải làm như con ngựa báu, tức là chạy không ngừng, chu du bốn phương và chuyên tâm học hành. Phải rồi, ta phải lập tức lìa bỏ chốn thâm sơn này đến đại địa của Trung Độ. Hôm sau, Cầu Na Bạc Đà xuống núi. Xuống núi rồi, Ngài đi vân du ở khắp nơi, quan sát và học tập một cách nghiêm chỉnh. Sau 9 năm bôn ba gian khổ, Ngài đã thông thạo tiếng Hán. Nhờ thế, Ngài thực hiện được nguyện ước của mình, nghĩa là tuyên giảng Đại Thừa Phật Pháp ở Trung Độ một cách sâu rộng. Mọi người đã có thể hiểu lời của Ngài để tin phục và lĩnh hội. Phật Pháp Đại Thừa cuối cùng rồi cũng được lưu hành ở Trung Bộ. Sau 9 năm, Cầu Na Bạc Đà lên núi Cửu Hoa trở lại, tới chỗ mà năm nào mình đã đối diện với vách đá tĩnh tọa và được Quan Âm Bồ Tát đến chỉ đạo, xây lên một cái miếu Quan Âm nhỏ, trong đó khắc một pháp tượng của Quan Âm Bồ Tát. Pháp tượng này không khác gì những pháp tượng khác, nhưng chỉ có điều là ở trên đầu Ngài có một con ngựa báu, vì thế người sau gọi hình tướng này là Quan Âm Nhiều Đầu hay là Mã Đầu Minh Vương, cũng là tôn xưng giáo chủ của súc sinh. Nhưng khi pháp tượng Ngài Quan Âm được khắc xong thì có một số tín đồ địa phương cảm thấy thắc mắc, bảo rằng một bức tượng Bồ Tát Quan Âm đẹp như thế mà trên đầu lại có thêm một con ngựa, đặt súc sinh lên trên đầu Bồ Tát có phải là tỏ ra bất kính với Ngài không? Thế là mọi người nhao nhao đến chất vấn Ngài Cầu Na Bạc Đà. Cầu Na Bạc Đà kể lại cho đại chúng nghe chuyện 9 năm về trước, Ngài Quan Âm đã hiển hóa lên con ngựa báu chạy trong không trung để chỉ đạo cho mình, rồi nói tiếp. Chúng sinh chia làm 6 nẻo, phân làm 6 loài, tức là những con đường thiên nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi muốn cứu độ tất cả chúng sinh trong 6 nẻo nên mới hiện ra 6 loại pháp tướng. Đường địa ngục khổ nhất nên Ngài hiện thân Quan Âm Thiền Thủ Thiên Nhãn, tượng trưng cho đại bi tướng, truyền rằng đó là giáo chủ của địa ngục. Loài súc sinh hùng mạnh hiểm ác nên Ngài hiện thân Quan Âm Mã Đầu, tượng trưng cho sư tử vô ý tướng, là giáo chủ của loài súc sinh. Đường Atula đa nghi và hiếu chiến, Ngài hiện thân Quan Âm 11 mặt, tượng trưng cho Đại Quang Phổ Chiếu Tướng, là giáo chủ loài Atula. Đường nhân thì có thể nói theo sự hay lý, nhìn theo sự thì họ kiêu mạn nên được gọi là thiên nhân, nhìn theo lý thì họ có Phật tính nên được gọi là trượng phu. Do đó, Ngài hiện thân chuẩn đề Quan Âm, tượng trưng cho thiên nhân trượng phu tướng, là giáo chủ của loài người. Đường thiên có Đại Phạm Vương, nên Ngài hiện thân Như Ý Luân Quan Âm, tượng trưng cho Đại Phạm Thâm Viễn Tướng, giáo chủ loài thiên. Ngoài 6 tướng này, Quan Âm Bồ Tát còn có thể tùy cơ ứng hóa mà biến đủ các loại hình tướng khác nhau. Quan Âm Thập Nhất Diện có 11 mặt, 3 mặt ở giữa là mặt của Bồ Tát, 3 mặt bên trái hung bạo giận dữ, 3 mặt bên phải giống như Bồ Tát, tùy từ bi hòa ái,
giống ba mặt trước nhưng có răng nanh trắng chĩa lên. Mặt sau là mặt Bạo Nộ Đại Tiếu và trên đỉnh là mặt Phật. Mỗi mặt có đội mũ báo, trên mũ báo có tượng A-di-đà Phật. Ngài Quan Âm Chuẩn Đề thì có ba mặt và 18 cánh tay, lại còn có Như Ý Đà Quan Âm, Lục Tý Kim Thân. Nói tới Thiền Thủ Thiền Nhãn Quan Âm, lại Quan Âm truyền thuyết. Xưa thật là xưa, ở thành Lạc Dương, quan lại thì tham ô, thanh thiếu niên thì hư hỏng. Quan Âm có ý định muốn giáo hóa họ nên biến thành một người đàn bà nhà quê, tay cầm một cái hộp gấm, trong hộp có một tấm kính bằng đồng đen quý báu đem đến chợ Lạc Dương bán. Có người tới hỏi giá, người đàn bà nhà quê đáp: "Tấm kính của tôi đây là một bảo vật rất quý hiếm trên thế gian này, giá là 1.000 lượng bạc ròng, dư 1 hào không lấy, thiếu 1 hào không bán, không bớt, không trừ, già trẻ lớn bé, ai muốn mua cũng được. Người nào có mắt tin đời, hãy mau đem tiền tới mua, bỏ lỡ cơ hội này thì về sau có 10.800.000 lượng bạc cũng không được." Có một thiếu niên muốn kiếm chuyện nên chỏ mồm vô hỏi: "Tấm kính bằng đồng có chút xíu mà đòi giá cao quá vậy, thật là nói thách quá cỡ. Đâu, bà nói cho tôi nghe thử, tấm kính này có cái gì là hay?" Người đàn bà nhà quê trả lời: "Tấm kính của tôi có nhiều cái hay lắm chứ. Thứ nhất, nó có thể soi được tâm người thiện hay ác. Thứ hai, nó có thể chiếu ra tất cả quá khứ và vị lai nữa. Tốt thì chiếu ra tốt, xấu thì chiếu ra xấu, không sai một ly một tí nào. Quý vị nghĩ xem, với hai đặc điểm ấy, không lẽ tấm kính này không đáng giá 1.000 lượng bạc hay sao?" Người thiếu niên kia nói: "Bà nội ơi, bà nói xạo vừa thôi chứ. Thế gian này làm gì có một bảo vật như thế, chúng tôi không tin đâu. Trừ khi nào bà cho chúng tôi soi thử một cái." Quan Âm đáp: "Soi một cái thì được, nhưng theo lệ thì mượn kính soi phải trả tôi 3 đồng. Thiếu niên nọ bèn móc túi ra 3 đồng trao cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm lấy kính trong hộp ra, cầm trong tay và nói với thiếu niên nọ: "Soi đi, nhưng phải nhớ không được suy nghĩ loạn xạ lung tung, phải tập trung tinh thần mà soi một cách nghiêm chỉnh, có thế kết quả mới rõ ràng được." Thiếu niên nghe lời Bồ Tát, soi một cách nghiêm chỉnh, quả nhiên trong kính hiện ra một cách rõ rệt từng cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện quá khứ chiếu xong lại hiện ra đủ thứ các chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, cho tới đoạn cuối là thiếu niên chết, rồi sẽ đọa vào đường súc sinh, đầu thai thành một con chó cái. Thiếu niên soi xong, kinh hãi không cùng, không ngờ rằng thành tích xấu xa hư hỏng của mình lại hiện lên hết trong kính, và hắn càng hoảng kinh hơn nữa khi thấy kiếp tới mình sẽ biến thành một con chó cái. May mà những điều hắn thấy, người khác lại không trông thấy, người khác chỉ thấy mặt trái của kính hoàn toàn trống rỗng, không có gì trên ấy cả. Quan Âm lấy lại kính và hỏi: "Sao? Đáng giá 3 đồng bạc không?" Thiếu niên nọ xuất mồ hôi trán, mặt mày tái mét, trả lời liên thanh: "Đáng, đáng, đáng." Người xung quanh hỏi hắn đã thấy được những gì. Hắn sợ làm trò cười cho thiên hạ, không dám trả lời sự thật nên chỉ lầu bầu: "Mấy người đừng hỏi tôi, cứ bỏ ra 3 đồng mà tự soi lấy, đảm bảo mấy người sẽ vừa ý." Cuối cùng, người hiếu kỳ rất đông, nghe lời thiếu niên nọ nên tranh nhau thử món đồ chơi mới này. Người này bỏ ra 3 đồng, người kia cũng móc ra 3 đồng, thay phiên nhau mà soi kính. Người nào chưa được soi thì dành soi trước, nhưng một khi soi rồi thì không khóc thê thảm, cũng nhíu mày nhăn mặt, tâm sự trùng trùng. Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Quan Âm cười thật tươi, đứng thủ đằng trước, nhưng cũng không nói lên một tiếng.
Từ giờ Thìn đến giờ Dậu, thấm thoát 3.000 người đã soi kính rồi. Trong số 3.000 người ấy, 9/10 soi xong thì mặt mày buồn hiu, không tới lấy 1/10 còn lại là vui vẻ, hân hoan. Tri phủ Thành Lạc Dương thời ấy là một tên quan rất tham ô, chỉ chạy theo danh lợi, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ làm sao để thăng quan tiến chức. Nghe nói ngoài đường có người bán kính báu, soi một cái là thấy ngay chuyện hên xui, họa phúc của mình. Ông rất muốn thử soi một phen xem mình rồi sẽ được chức quan lớn tới đâu và phát tài giàu đến chừng nào. Nghĩ thế, ông cũng chạy ra chợ. Khi ông chạy tới thì Quan Âm cũng vừa đang thu xếp để trở về. Nhưng người mới đến là quan tri phủ đại nhân, đâu có thể không ngó ngàng đến, nên Quan Âm lại lấy kính ra để ông soi cho kỹ càng. Lần này Quan Âm để cho ông soi tha hồ, không gấp gáp, và quan tri phủ mới soi đã kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra dầm dề. Trong kính bắt đầu xuất hiện từng cảnh một, lúc ông ăn hối lộ, vi phạm luật pháp, vu oan giá họa hại người, kết án vô tội. Về sau, bị oan hồn uổng tử báo thù, chết bất đắc kỳ tử, đọa xuống địa ngục, chịu đủ các cực hình tàn khốc. Sau đó, lại tái sinh làm lợn, được nuôi cho mập, rồi vào tay đồ tể cắt mổ. Tri phủ càng nhìn càng sợ hãi, trong tâm dần dần có chút tỉnh ngộ. Lúc ấy, người đàn bà nhà quê đã lấy lại tấm kính cất vào hộp và thở dài. Một bảo vật như thế chỉ có 1.000 lượng bạc, rẻ thế mà chỉ có người soi chứ chẳng có người mua. Thế mới biết là ở Thành Lạc Dương này thật ra không ai có mắt tin đời. Nói xong, bèn cầm hộp đứng lên, sửa soạn rời đi. Khi Quan Âm đứng dậy, thì đột nhiên khuôn mặt người đàn bà nhà quê biến mất, nhường chỗ cho pháp tướng của Bồ Tát. Lúc ấy, những người đứng nhìn, mỗi người thấy Bồ Tát một cách khác nhau. Người ác thì thấy người đàn bà nhà quê kia biến thành một hung thần vô cùng bạo ác, nhìn thấy là kinh hồn bạc vía. Người bình thường thì thấy Ngài lộ vẻ giận dữ, nhưng cũng đủ khiến họ phải hết hồn. Chỉ có người hiền mới thấy Ngài mang khuôn mặt dịu hiền, từ ái gần gũi. Rõ ràng là đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai nấy đều kinh dị, định thần nhìn kỹ thì không còn thấy người đàn bà nhà quê bán kính ở đâu nữa. Tri phủ như người mê chợt tỉnh, lập tức quỳ xuống đất cáo bạch. Trượng thừa Bồ Tát đến giáo hóa, hạ quan đã biết lỗi rồi. Nghe tri phủ nói thế, mọi người mới vỡ lẽ ra, người đàn bà bán kính vừa rồi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ đó, những kẻ chuyên làm ác đều tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành. Những người làm quan đều trở nên thanh liêm, dân chúng cũng theo đó mà trở nên thuần hậu. Sau đó, ba tánh Thành Lạc Dương mới dùng số tiền mà Quan Âm đã bỏ lại xây lên một cái miếu thờ Quan Âm, và tượng của Ngài được tạc theo mắt thấy của họ, nghĩa là có ba mặt. Một mặt Quan Âm từ bi hiền hậu, một mặt vô cùng giận dữ và một mặt hung tợn, trong tay cầm một tấm kính báu soi sáng cả đại thiên thế giới. Bức tượng này trong Phật giáo gọi là Quan Âm Du Hí Tam Muội, và người phàm thì gọi là Quan Âm Ba Mặt. Câu chuyện Hòa Thượng Nhất Phong. Cuối đời Đường, đầu nhà Tống, chuyện Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ người hiền lương thoát khỏi bàn tay gian ác hãm hại được lưu truyền rộng rãi trong khắp khu vực thành Cô Tô. Người hiền lương nói trên tên là Yêu Nhất Phong, chủ một cửa tiệm tạp hóa. Đó là một người thành thật, lương thiện, tốt bụng, đối với người khác thì vui vẻ tử tế, không bao giờ so bì tị nạnh, không tranh giành hơn thua. Vì thế, người ta thường gọi ông là người hiền. Ông thâm tín Phật giáo, trong nhà hay ngoài tiệm đều có thờ Quan Âm Bồ Tát. Mỗi ngày sớm chiều thành tâm lễ bái, rảnh thì ngồi trước bàn thờ tụng kinh niệm Phật, không ngày nào sao nhãng.
Tuy Yêu Nhất Phong là người tốt, nhưng có một bà vợ đẹp lại rất dâm đãng. Bà thừa lúc chồng đi xa buôn hàng để thông gian với một tên vô lại ở ngay bên cạnh nhà, tên là Khang Thất. Những chuyện tình cảm lăng nhăng như vậy thường không qua mắt ai. Vì thế, người ngoài ai cũng biết, chỉ trừ có Yêu Nhất Phong thật thà khờ khạo là trước sau không hề hay biết gì cả. Mọi người ai cũng than thở và bất bình giùm ông. Họ nói rằng, ai cũng nói là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, mà sao cái người tốt bụng này đã không có quả báo thiện thì thôi, đằng này còn phải chịu ác báo. Huống chi ông lại là người tin Phật, không lẽ Bồ Tát không linh ứng hay sao? Không phải là Bồ Tát không linh ứng, vì đúng lúc đó Quan Âm vừa đến Cô Tô. Không những ngài biết hết chuyện nhà của Yêu Nhất Phong, mà còn biết sau này Yêu Nhất Phong còn phải chịu nhiều tai ắt nữa. Hôm ấy, Yêu Nhất Phong lại đi ra khỏi tỉnh để buôn hàng. Ban đêm, bỗng nhiên nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong nhà của mình. Tay ngài cầm ngọc như ý, trên đỉnh đầu lại có một con rồng xanh. Ngài đặt viên ngọc như ý lên đỉnh đầu Yêu Nhất Phong và nói, Yêu Nhất Phong, nghe ta nói đây, không lâu nữa ông sẽ gặp đại họa. Ta thấy ông là người chân thành tin Phật, không nhẫn tâm để cho ông bị tai nạn, nên tới đây cứu ông. Ta dạy cho ông 4 câu kệ, xin ông hãy nhớ cho kỹ. Gặp cầu chớ dừng tàu, gặp dầu trét lên đầu, đấu thóc 3 thăng gạo, ruồi xanh bu bút đầu. Bằng bất cứ giá nào, ông cũng không quên được 4 câu kệ này. Quan Âm nói xong liền biến mất. Yêu Nhất Phong giật mình thức giấc, những gì xảy ra trong mộng còn rành rành trước mắt. Nghĩ tới sự Bồ Tát ứng mộng để cứu mình, Nhất Phong vừa mừng rỡ vừa kinh sợ, biết rằng điều Bồ Tát nói tất nhiên không thể sai. Ông vội quỳ xuống đất, nhìn lên không trung, khấu đầu lễ lại, rồi tuân theo lời dặn dò của Bồ Tát. Ông nhẩm đi nhẩm lại 4 câu kệ cho tới thuộc lòng như cháo, ghi khắc trong đầu, không làm sao quên được. Hôm sau, ông đáp tàu ra đi. Mới khởi hành thì sóng yên gió thuận, tiết trời quang đãng. Nhưng đến khoảng chừng nửa ngày thì đột nhiên mây đen giăng mịch, sấm chớp ngang trời, mưa như trút nước. Cũng vừa đúng lúc ấy, tàu hướng tới một cái cầu trước mặt. Người phu lái tàu sợ ướt, nghĩ rằng gặp cái cầu này thật đúng lúc, tốt nhất là dừng tàu ở dưới cầu để trốn mưa, nên tính gác mái chèo đậu lại ngay ở đấy. Còn Nhất Phong thì lúc nào cũng nghĩ tới 4 câu kệ của Bồ Tát dạy. Tuy không mấy gì hiểu nghĩa, nay thấy tàu muốn dừng lại dưới một cái cầu, thì câu gặp cầu chớ dừng tàu chợt lóe lên trong óc, khiến ông lập tức nhận ra, vội lớn tiếng la người phu lái tàu. Không thể dừng lại ở đây, mau chèo tiếp. Tuy ông không hiểu rõ tại sao gặp cầu lại không được dừng tàu, nhưng ông cứ làm theo đúng lời Bồ Tát dạy thì không thể sai lầm. Ông không cần biết người phu lái chịu hay không chịu, cứ bắt buộc ông ta phải chèo tiếp để ra khỏi gầm cầu. Khi tàu rời khỏi gầm cầu, không tới một tầm tên bắn, thì một tiếng rầm, long trời lở đất đập vào tai họ chát chúa, những ngọn sóng tung tóe lên tới trời. Người phu lái tàu cùng Yêu Nhất Phong quay đầu nhìn lại thì thấy cái cầu mình mới đi ngang đã sập xuống quá nữa. Nếu tàu ngừng lại, tránh mưa ở dưới ấy thì có lẽ giờ này đã bị đập nát. Người phu tàu líu lưỡi lại vì sợ hãi. Ghê quá, ghê quá. Nếu không có ông Hối phải chèo tiếp thì giờ này chết toi rồi. Ông Phong ơi, ông có phải là thần tiên không mà biết trước vậy? Yêu Nhất Phong bèn kể lại chuyện Bồ Tát ứng mộng cho phu lái tàu biết. Người này cũng cảm tạ ơn đức của Bồ Tát, nên từ đấy cũng trở thành một Phật tử thuần thành. Yêu Nhất Phong đến thị trấn nọ, buôn xong hàng hóa rồi lên đường trở về. Mỗi lần đi về như vậy phải tính vắng nhà 2 tháng trời. Trong suốt 2 tháng trời ấy, vợ ông cùng tên du đảng Khang Thất đã sống những ngày trăng hoa nóng bỏng. Khi Nhất Phong về nhà thì trời đã hoàng hôn.
Nhờ có Bồ Tát báo mộng sập cầu cứu ông, nên việc đầu tiên sau khi vào nhà là đến trước bàn thờ Quan Âm Bồ Tát, chí thành đảnh lễ bái tạ. Lễ xong đứng dậy, đột nhiên cây đèn lưu ly treo trên xà nhà bị đứt dây rơi xuống. Ông bị dầu bắn lên khắp cả người và bị dầu bắn lên người như thế, nên ông lập tức nhớ đến câu kệ thứ hai, gặp dầu trét lên đầu. Thế là còn bao nhiêu dầu trong đèn, ông bèn đổ cả lên đầu lên tóc. Lễ Phật xong, ông mới gặp vợ, hỏi han việc nhà, và sau khi ăn cơm, hai vợ chồng vào thay quần áo đi ngủ. Tên Du Đảng Khang Thất biết rằng Yêu Nhất Phong đã về rồi. Trong hai tháng vừa qua, hắn đã cùng người đàn bà kia mặn nồng trăng gió với nhau, một phút cũng không muốn rời. Nay Yêu Nhất Phong trở lại rồi, thì đêm nay hắn không thể qua nhà người đàn bà để cùng nhau mây mưa, về sau cũng sẽ khó mà tiếp tục gian díu với nhau lâu dài. Đêm hôm ấy, hắn không ngủ được, cứ trăng qua trở lại, lửa ghen thiêu đốt tâm can. Càng nghĩ càng căm giận, hận là không thể tức khắc xông qua nhà bên cạnh bắt con dâm phụ ấy về với mình. Ý nghĩ giết người manh nha trong đầu từ đấy. Hắn nghĩ rằng giải pháp gọn nhất là giết Quách Yêu Nhất Phong đi, giấu thi thể để phi tang, rồi sau đó mới có thể cùng tình phụ ăn ở với nhau lâu dài được. Nghĩ xong là làm, hắn xuống bếp lấy một con dao nhọn và bén, trèo tường qua nhà hàng xóm, lẻn vào phòng ngủ của Yêu Nhất Phong. Trong phòng tối đen như mực, Khang Thức cầm dao mò mẫm đến trước giường, nhưng hắn không thể phân biệt ai là Yêu Nhất Phong, ai là người đàn bà. Hắn lại nghĩ, trong đêm tối không nên giết lầm người. Đàn bà vốn thường hay xoa dầu thơm lên đầu, nên phân biệt hai người có lẽ cũng dễ thôi. Hắn đưa mũi đánh hơi, thấy rằng cái người ngủ phía ngoài có mùi dầu sực nức, thì chắc chắn đây là người đàn bà rồi. Vậy người nằm trong ắt phải là Yêu Nhất Phong. Tức thời, hắn vung dao lên chém mạnh xuống, chỉ nghe phập một tiếng, đầu người dâm phụ bị chẻ làm hai mảnh. Yêu Nhất Phong nghe tiếng chém thì giật mình thức giấc, hô hoáng lên rầm rĩ, khoác áo vào ngồi dậy đốt đèn. Tên sát nhân Khang Thất biết mình giết lầm người, vội vàng trèo qua cửa sổ chạy trốn mất. Yêu Nhất Phong thấy đầu vợ bị bửa ra thành hai mảnh thì thương tâm quá, khóc rống lên, tìm kiếm khắp nơi mà hung thủ thì đã biệt tâm biệt tích. Ông bèn sai người đi liền đêm ấy báo cho nhạc phụ biết tin dữ. Khi nhạc phụ tới nhà Yêu Nhất Phong xem xét thì không cần biết trắng đen phải trái ra sao, nhất định buộc tội Yêu Nhất Phong giết vợ, lồng lộng tra tấn con rể. Cửa ngoài vẫn đóng, cửa nhà không mở, ngay trên giường mi xảy ra án mạng, không phải mi giết thì còn ai vào đây? Yêu Nhất Phong tình ngay lý gian, có miệng mà không cãi được. Hôm sau, người nhạc phụ ra nha môn trình cáo, vị quan huyện đến điều tra rồi cũng nghi rằng hung thủ chính là Yêu Nhất Phong. Đây là một vị quan huyện rất hà khắc, ưa dùng hình phạt tàn khốc để bắt tù nhân khai tội, nên cho tra tấn Yêu Nhất Phong trong lúc thẩm vấn. Yêu Nhất Phong là một thương nhân, một chủ tiệm, làm sao chịu nổi cuộc tra tấn đau đớn ấy. Chỉ biết tự than rằng kiếp trước đã gây tội, vận mệnh đã an bài như thế rồi, thôi thì cứ nhận tội oan, dẫu có chết cũng còn đỡ khổ hơn là sống mà phải chịu đọa đày như vậy. Quyết định như thế rồi, ông bèn nhận tội. Quan huyện thấy Yêu Nhất Phong đã nhận tội rồi, bèn một mặt cho giam ông vào ngục tối, một mặt chuẩn bị phát thảo tờ công văn để xử án tử hình. Ngờ đâu khi ông cầm bút lông lên vừa tính đặt xuống giấy thì đột nhiên có vài con ruồi xanh bay tới vây chặt lấy đầu bút, khiến cho ông không thể nào đặt bút xuống. Ông đưa tay xua ruồi, nhưng vừa tính hạ bút thì chúng lại bay tới bu lấy đầu bút. Cứ nhiều lần như thế nên tờ công văn không sao viết được. Vị quan huyện cảm thấy kỳ quái, bèn nghĩ rằng ruồi xanh bu vào đầu bút không cho ông viết công văn để xử tội, phải chăng có oan tình chi đây? Ông bèn cho mời vị quan cố vấn đến thỉnh ý. Quan cố vấn nói, để tôi vào ngục hỏi lại Yêu Nhất Phong, rồi sau đó hãy tính.
quan cố vấn vào ngục thấy Yêu Nhất Phong ngồi bình tâm niệm Phật lại càng thấy quái lạ, bèn hỏi: "Ông đã khai rồi, tội giết người đã định, niệm Phật có ích gì?" Nhất Phong đáp: "Tôi không chịu nổi tra khảo nên phải nhận tội, chứ sự thật oan cho tôi lắm. Tôi không hề giết người. Bồ Tát nói sẽ cứu tôi nên tôi niệm Phật cầu Ngài đến cứu, vì Bồ Tát tuyệt đối không bao giờ gạt người." Tới đây, ông kể lại chuyện được Bồ Tát báo mộng và đem 4 câu kệ lặp lại cho quan cố vấn nghe. Quan cố vấn nghe rồi vô cùng kinh dị, nghĩ thầm: "Rùi xanh bu bút đầu, phải chăng là ứng cho chuyện quan huyện mới gặp vừa rồi chăng? Vậy thì câu thứ 3, đấu thóc 3 thăng gạo có nghĩa là gì?" Ông suy nghĩ nghiền ngẫm, trở đi trở lại vấn đề trong đầu nhưng vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng, bỗng nhiên ông đại ngộ. Một đấu là 10 thăng, nếu một đấu thóc mà chỉ cho có 3 thăng gạo thì phải chăng còn lại 7 thăng cám? Chữ cám, khang, bỏ bộ mễ, gạo, còn lại là họ Khang. 7 là thất, vậy phải chăng tên hung thủ là Khang Thất? Nghĩ thế xong, ông bèn hỏi Yêu Nhất Phong: "Ở chỗ ông có ai tên là Khang Thất, Khang Bảy gì không? Ông có quen ai tên đó không?" Yêu Nhất Phong đáp: có người tên đó, mà tôi cũng biết ông ta nữa. Đó là người hàng xóm bên tay trái của nhà tôi, đúng tên là Khang Thất." Quan cố vấn gật đầu bỏ đi, đem hết câu chuyện trình lại cho quan huyện nghe. Hôm sau, tên gian phu Khang Thất bị bắt đem lên nha môn và bị tra tấn ngay tại chỗ. Khang Thất bèn khai thật mọi sự, Yêu Nhất Phong được xử trắng án. Qua tai nạn bất ngờ nói trên và tuy được xử trắng án, thoát được họa bị xử tử hình, nhưng Yêu Nhất Phong cảm thấy thế sự biến đổi vô thường, chán nản cùng cực, bèn đem tài sản ra bố thí hết cho người nghèo và quyết định đến Hàng Châu vào chùa Linh Ẩn xuất gia. Ông đi bộ suốt cả đoạn đường. Một hôm đến Gia Hưng nghỉ lại trong một lữ điếm. Trong đêm sâu, ông mơ hồ nghe ai gọi tên mình. Mở mắt ra thì thấy vợ mình cùng Khang Thất, hai người mỗi người ôm cái đầu lâu đẫm máu xông tới đòi mạng. Nhất Phong sợ quá, run bần bật, vội vàng nhắm nghiền đôi mắt niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau không nghe động tĩnh gì nữa, bèn mở mắt ra nhìn, không thấy hai con quỷ đâu mà lại thấy một vị Bồ Tát đứng trên một chiếc lá sen. Bên cạnh có một cậu bé trai chân trần đứng chắp tay hướng về Bồ Tát như thể đang lễ bái. Chỉ trong chớp mắt, cảnh ấy cũng biến mất luôn. Lúc ấy, Nhất Phong mới biết là mình nằm mộng. Nhớ lại chuyện vừa qua, biết rằng Quan Âm Bồ Tát đã một lần nữa hiển linh để cứu mình. Ông thấy mình quả thực có phúc nên càng quyết định xuất gia tu hành. Hôm sau, ông rời huyện Gia Hưng, tiếp tục nhắm hướng Hàng Châu, mau lẹ tiến bước. Tới gần Hồ Gia Trang, thấy có một đám người đang đứng vây xung quanh một cánh đồng. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, ông bèn nhanh chân tiến đến gần xem. Thì ra, có một người nông phu họ Vương, trong lúc cuốc đất, cuốc phải một pho tượng Phật cao cỡ 1.5 feet. Pho tượng này làm bằng ngói lưu ly màu xanh ngọc bích, điêu khắc rất tinh vi đẹp mắt. Mọi người tranh nhau nhìn ngắm nên mới tụ lại vây quanh đông đảo như vậy. Nhưng tượng Phật này là Phật nào? Yêu Nhất Phong chen vào nhìn, nhìn kỹ càng rồi thì mới nhận ra, tuy rằng tượng Phật có tướng người nam nhưng mắt mũi diện mục thì đích thị là Quan Âm Bồ Tát. Ông hân hoan thấy rằng giữa Bồ Tát và mình quả thật có duyên nên đã gặp Ngài mấy lần. Vì thế, ông vui vẻ nói với mọi người rằng: "Quý vị ở đây thật có phúc nên hôm nay được gặp Bồ Tát. Quý vị hãy mau thỉnh Bồ Tát về ngôi chùa nào trong thành mà cúng dường. Bồ Tát sẽ hộ trì cho quý vị được bình an và năm nào gặt hái cũng được mùa." Người nông phu họ Vương hỏi: "Ông nói đây là Bồ Tát, vậy chứ tôi hỏi ông có biết đây là Bồ Tát nào không chứ? Chúng tôi nhìn mãi mà không biết."
Yêu Nhất Phong nói, đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mọi người nghe thế, nhao nhao lên cãi. Không phải, không phải, pháp tượng của Quan Âm Bồ Tát như thế nào, chúng tôi đây ai cũng đã từng nhìn thấy. Không phải là lối ăn mặc như thế này, là người nữ chứ, không phải người nam. Còn tượng này là tướng người nam, làm sao là Quan Âm Bồ Tát được? Nhất Phong nói, sau khi đắc đạo rồi, vì muốn cứu độ người đời và đi khắp vũ trụ, nên Bồ Tát tùy thời tùy nơi mà ứng hóa, có khi thân nam, có khi thân nữ, có khi già, có khi trẻ, không nhất định, có khi lại còn ứng hóa đủ thứ thân để cảnh cáo thế gian. Sao quý vị lại còn nghi ngờ? Sau đó, ông đem chuyện mình hai lần gặp Bồ Tát Hiển Linh kể cho mọi người nghe. Lúc ấy, mọi người mới chịu tin và đem pháp tượng Bồ Tát vào chùa thờ phụng. Vì tượng Bồ Tát này từ lũng cày xuất hiện, nên mọi người đặt tên là Lũng Kiến Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm thấy trong lũng cày. Yêu Nhất Phong đi suốt ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Có một vị thiền sư pháp hiệu là Nguyên Tịch, thấy ông Chí Thành muốn xuất gia nên thâu nhận ông làm đệ tử. Từ đó, Nhất Phong xuống tóc xuất gia làm tăng, theo chúng mà tu hành, người ta gọi ông là Nhất Phong Hòa Thượng. Nhất Phong mới xả bỏ phàm trần nên tuy có nhiều thiện căn, nhưng vì đã lăn lộn nhiều trong thế gian nên trong tâm hãy còn nhiều tạp niệm, lục căn chưa thanh tịnh. Lúc mới học ngồi thiền, ông không cách nào định tâm được, thường thường hễ ngồi xuống lại thấy hồn ma khang thất cùng vợ mình bưng đầu lâu đẫm máu đến phá quấy. Buổi thiền tọa hôm ấy, hai hồn ma lại về quấy nhiễu, nhưng lần này hung tợn hơn. Khang thất dẫn đầu một đoàn quỷ sứ không đầu ào ào ùa tới, khiến Nhất Phong hồn phi phách tán, vội niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau, ông thấy một vị Bồ Tát xuất hiện trước mặt. Vị Bồ Tát này có cái cổ màu xanh, một đầu mà ba khuôn mặt, mặt chính ở giữa là mặt từ bi của vị Bồ Tát, mặt tay phải là mặt sư tử, mặt tay trái là mặt heo. Đầu ngài đội mũ báu, trên mũ có hóa thân của vô lượng thọ Phật. Ngài có tới bốn cánh tay, tay thứ nhất bên phải cầm tích trượng, tay thứ hai cầm hoa sen, tay thứ nhất bên trái cầm bánh xe, tay thứ hai cầm loa ốc. Ngài mặc áo bằng da cọp, tua ren là những con rắn đen, đứng trên một tòa sen tám lá, tay đeo vòng anh lạc, xung quanh có hào quang, trông rất là uy dũng. Vị Bồ Tát cổ xanh này tóm lấy những con quỷ không đầu mà ăn, chỉ trong thoáng chốc là ăn trọn hết bầy quỷ. Ăn xong, Ngài dùng tích trượng khỏ Nhất Phong Hòa Thượng một cái. Nhất Phong chợt thấy tâm mình trở nên minh mẫn sáng suốt, từ đó trong tâm không còn cấu nhiễm, trần duyên cắt tuyệt. Ngày hôm sau, Nhất Phong Hòa Thượng đem chuyện đêm qua trình lên Nguyên Tịch Thiền Sư. Thiền Sư nói, đêm qua ông thấy thanh cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Bồ Tát Quán Tự Tại cổ xanh, chính là Quan Âm Bồ Tát dưới hình tướng của Minh Vương. Ông hãy thành tâm trì niệm danh hiệu vị Bồ Tát này thì có thể thoát khỏi mọi sự sợ hãi khủng bố. Nói xong, Ngài lấy ra một quyển kinh Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni trao cho Nhất Phong, dặn ông khi nào còn gặp cảnh khủng bố thì đọc tụng kinh này để giải trừ. Hòa Thượng Nhất Phong tu hành tại chùa Linh Ẩn một cách chí thành, công hạnh tinh tiến, vài năm sau trở thành một vị cao tăng nổi danh. Ngài đi khắp nơi đảnh lễ các danh sơn, vì nhớ ân sâu của Đức Quan Âm đã nhiều lần cứu hộ cho mình, nên cứ thấy những tảng đá lạ ở danh sơn nào đều lấy để tạc tôn tượng của Ngài Quan Âm lưu truyền cho hậu thế. Ngài đã bốn lần thấy được Quan Âm Bồ Tát hiển hóa, một lần thấy trong mộng thị hiện trên đầu có con rồng xanh, một lần thấy Ngài đứng trên một chiếc lá sen, một lần thấy pháp tượng của Ngài giữa một luống cày và một lần thấy Quan Âm cổ xanh. Vì thế, những bức tượng Ngài khắc
nếu không là Thanh Long Quan Âm thì cũng Lũng Kiến Quan Âm, nếu không là Nhất Diệp Quan Âm, hoặc Đồng Tử Bái Quan Âm thì cũng là Thành Cảnh Quan Âm. Về sau, Nhất Phong Hòa Thượng đi triều bái ở Nam Hải, đứng trên bờ bất ngờ nhìn thấy trong sóng to một pho tượng Quan Âm bằng lưu ly dài 1 xích 3 thốn, toàn thân trong suốt, 7 báo trang nghiêm. Nhất Phong Hòa Thượng cung kính cẩn thận vớt pho tượng lên đem về chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu thờ phụng. Bức tượng này được đặt tên là Lưu Ly Quan Âm. Cũng vì tượng này đã bồng bềnh trên sóng nên cũng có tên Thổn Lai Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm bồng bềnh trôi đến. Cho đến ngày nay, chuyện Nhất Phong Hòa Thượng được Quan Âm Bồ Tát cứu độ rồi xuất gia tu hành thành một vị cao tăng, suốt đời có những kỳ duyên hạnh ngộ với Ngài Quan Âm Bồ Tát vẫn còn được lưu truyền. Quý vị vừa nghe xong phần 1 truyền thuyết Quan Âm, xin mời quý vị thưởng thức tiếp phần 2 ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Quan Âm truyền thuyết phần 2. Hòa Thượng Trúc Thiền, Hòa Thượng Đức Quan Âm Bồ Tát. Năm Đồng Trị đời nhà Thanh, có một vị cao tăng ở Phổ Đà Sơn. Hòa Thượng Trúc Thiền từ bé đã thích học vẽ, học vẽ tới mức nét vẽ tinh vi tuyệt diệu. Có một năm nọ, Hòa Thượng Trúc Thiền bị đương gia Hòa Thượng phái lên kinh thành thỉnh kinh Phật về. Tới kinh thành vừa đúng lúc trống điểm canh năm, trong cung chuông cảnh dương, trống long phụng cũng vừa gióng lên, hoàng thượng lâm triều. Hòa Thượng Trúc Thiền bèn theo bá quan văn võ đi vào cung triều kiến. Hoàng đế biết được đạo tràng Phổ Đà Sơn gửi Hòa Thượng Trúc Thiền đến thỉnh kinh, vô cùng hoan hỷ, truyền chỉ mở yến tiệc ở khắp các điện làm lễ tiếp phong. Giữa buổi tiệc, có một vị tiểu thái giám đem tới một cuộn giấy lụa trắng dâng lên Hòa Thượng Trúc Thiền, báo rằng lão Phật gia, tức Từ Hy Thái Hậu, từ lâu ngưỡng mộ danh tiếng của Phổ Đà Sơn, đặc biệt tuyên chỉ muốn Hòa Thượng phải vẽ cho bà một bức hình Ngài Quan Âm cao 1 trượng 2. Hòa Thượng về đến Phổ Đà Sơn không dám trễ nải, lập tức mài mực sửa soạn vẽ tranh. Khi Ngài trải cuộn giấy trắng ra đo thì ngạc nhiên đứng sững, tại sao vậy? Vì cuộn giấy lụa bề dài tổng cộng chỉ có 1 trượng, làm cách nào để vẽ một hình Ngài Quan Âm 1 trượng 2 đây? Cuộn giấy lụa này lại tự tay lão Phật gia ban tặng, làm sao tùy tiện đem đi đổi? Tuy nói rằng kỹ thuật của Hòa Thượng Trúc Thiền rất cao siêu và Ngài là người cực kỳ thông minh trí tuệ, nhưng đến lúc này cũng phải bó tay. Hòa Thượng bèn định tâm tỉnh lại, tĩnh tọa trên bồ đoàn, nhắm mắt khấn nguyện rằng: xin Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, giả như đệ tử không vẽ được bảo tượng thì khó mà phụng chỉ vua ban, làm sao tránh khỏi tổn hại thanh danh của Phổ Đà Sơn. Đạo tràng của Bồ Tát đây, xin Bồ Tát cho đệ tử linh cảm để vẽ được một bức tranh cao 1 trượng 2 trên tấm giấy chỉ dài có 1 trượng. Ngài cứ khấn nguyện như thế mãi, từ từ thấm mệt. Đột nhiên, bảo tướng trang nghiêm của Đức Quan Âm Bồ Tát hiện ra trước mặt Ngài, thoát nhiên biến thành hình dáng của một cô gái bán cá, chậm chậm bước tới, tay cầm giỏ tre, trong giỏ có một con cá đang nhảy tưng tưng. Hòa Thượng Trúc Thiền chào đón nói: cô thí chủ à, cô bán cho tôi con cá này đi. Cô gái bán cá đáp: ông là thầy tu, mua cá làm gì? Mua cá phóng sinh. Nếu như mua cá phóng sinh thì tôi xin tặng ông con cá này. Cô gái vừa nói vừa khom lưng xuống để lấy con cá từ trong giỏ ra. Ngay giây phút ấy, cô gái bán cá giữ nguyên vị thế không động đậy nữa. Hòa Thượng bắt đầu cảm thấy bối rối, tại sao lại nói cho tôi con cá rồi lại cứ đứng khom lưng không động đậy nữa? Ngài vừa nhìn vừa suy nghĩ, bỗng nhiên tâm trí như khai mở, giật mình thức giấc, trước mắt không còn thấy cô gái bán cá nào hết. Tuyệt diệu, tuyệt diệu!
Hòa thượng tán thán không ngừng, vừa rồi chính là Bồ Tát Ứng Mộng dạy rằng chỉ cần vẽ hình Ngài Quan Âm với hình dáng một cô gái bán cá đang đứng khom lưng cầm giỏ thì cuộn giấy một trượng dư sức họa hình Ngài Quan Âm cao một trượng hai. Hòa thượng Trúc Thiền lập tức thắp một ngọn nến lớn, trải dài cuộn giấy, vùng bút thăng phát vẽ. Ngày hôm sau, một bức hình Ngài Quan Âm rất khác thường được trình lên lão Phật gia. Bức hình vẽ Ngài Quan Âm, đầu phủ khăn tơ trắng, eo thắt dây vải, cúi đầu khom lưng chăm chú nhìn một con cá chép trong giỏ, dáng vẻ giản dị thanh tao, linh động như người sống. Từ Hy Thái Hậu nhìn bức hình không ngớt tán thán, tự tay cầm bút đề lên bốn chữ Ngư Lam Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm cầm giỏ cá, truyền chỉ sao lại bức hình ấy để ban hành trong dân gian cho các chùa viện và bách tính có thể đem về thờ phụng, lại còn ban thưởng cho Hòa thượng Trúc Thiền một bộ cà sa đỏ thắm và cho Ngài đặt ân vào cung, không phải hành đại lễ nữa. Câu chuyện Bà Lão Mù Bán Dầu. Xưa thật là xưa, Đông Hải là một vùng đất liền, và trên vùng đất liền ấy có một tòa đô thành rất lớn tên là Đông Kinh. Tương truyền rằng vua của thành Đông Kinh là một hôn quân vô đạo đã dày xéo đất nước, khiến Đông Kinh trở thành một quốc gia vô cùng hỗn loạn, đạo đức suy đồi, phong khí bại hoại. Thổ thần của vùng đất ấy bèn đem tình cảnh này trình tâu lên thiên đình, khiến Ngọc Hoàng Thượng Đế nổi cơn thịnh nộ, cho rằng đất Đông Kinh không còn cứu vãn được nữa. Thôi thì chi bằng lấy quyết định tối hậu là nhận chìm ngôi thành này xuống đáy biển sâu. Ngài Quan Âm nghe tin này vội vàng đến can gián. Một đô thị to lớn như thành Đông Kinh không thể nào không có một người tốt. Nếu phá hủy toàn bộ mà không phân biệt trắng đen thì thật là không ổn thỏa chút nào. Ngài bằng lòng đến thành Đông Kinh quan sát điều tra xem thử, vì không muốn người tốt bị họa lây. Quan Âm Bồ Tát đến thành Đông Kinh hóa thành một bà lão mù lòa, tại ngã tư đường mở một quán bán dầu. Ngài lấy nhánh dương liễu từ trong tịnh bình ra, rảy một vài giọt nước tiên, thế là vại dầu lập tức đầy ắp một thứ dầu thượng hảo hạng màu vàng trong vắt. Ngoài cửa tiệm còn treo một tấm bảng ghi rằng: một bình nhỏ 3 đồng, 3 bình lớn 1 đồng. Người trong thành Đông Kinh đọc tấm bảng ấy đều cảm thấy buồn cười. Nếu chỉ có 1 đồng mà mua được đến 3 bình dầu lớn thì ai tội gì mà bỏ ra 3 đồng mua 1 bình dầu nhỏ. Thế là người mua dầu dồn dập kéo tới, múc 3 bình dầu lớn, vứt xuống 1 đồng rồi bỏ đi. Thậm chí có kẻ thấy chủ quán là một bà lão mù lòa cứ thế ngang nhiên đến múc dầu mà chẳng thèm trả tiền. Ngày nào người mua dầu cũng lũ lượt kéo đến, không ngừng. May mà dầu trong vại của bà lão mù múc hoài không hết, múc xong vại lại đầy như cũ, múc tới múc lui mà mực dầu không chút suy suyển. Tình trạng này cứ thế mà kéo dài trong nhiều ngày. Khách đến mua dầu ai cũng tham lam, đến nỗi Ngài Quan Âm vô cùng thất vọng. Một hôm, có một anh chàng rất trẻ tuổi, làm nghề bán đậu phụ, đến trả 3 đồng tiền mà chỉ múc có 1 bình dầu nhỏ, rồi còn nói: bà lão ơi, cháu múc dầu rồi bây giờ đi đây, bà nhớ thâu tiền nhé. Quan Âm Bồ Tát vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội gọi anh chàng lại: này cậu em, người ta ai cũng trả 1 đồng múc 3 bình dầu lớn, còn sao cậu lại trả 3 đồng mà chỉ múc có 1 bình nhỏ thôi vậy? Anh chàng bán đậu phụ thưa: bà lão tuổi đã già nua, mắt lại mù lòa, thật là bất tiện, mà còn mở quán bán dầu không phải là chuyện dễ. 3 đồng 1 bình dầu, giá đã phải chăng lắm rồi, làm sao cháu có thể đành đoạn lợi dụng bà cho được? Quan Âm Bồ Tát nói: người ta làm được, tại sao cậu không làm được? Anh chàng bán đậu phụ đáp: mẹ cháu có nói, làm người phải có lương tâm, không nên bắt chước kẻ ác làm điều bất lương. Thì ra anh chàng bán đậu phụ còn là một người con hiếu thảo. Ngài Quan Âm lại càng hoan hỷ hơn, bèn nói nhỏ với anh chàng: nói cho cậu biết, thành Đông Kinh sắp sụp đổ.
Anh chàng bán đậu phụ nghe thế thì giật bắn người, mở to cặp mắt ngây dại nhìn bà lão đăm đăm không chịu tin. Quan Âm Bồ Tát nói: "Tôi nói thật đấy, tôi thấy cậu là người lương thiện tốt bụng nên mới báo trước cho cậu biết. Cậu hãy nhớ kỹ, ngày nào con sư tử đá trước cửa nha môn trào máu miệng là ngày ấy thành Đông Kinh sẽ sụp đổ. Lúc ấy, cậu hãy mau mau nhắm hướng đông mà chạy, hãy nhớ kỹ lấy, đừng quên." Từ ngày ấy trở đi, sáng nào anh chàng bán đậu phụ cũng chạy đến cửa nha môn nhìn con sư tử đá. Và cũng từ ngày ấy trở đi, quán bán dầu của bà lão mù tại ngã tư đường cũng không còn nữa. Một buổi sáng nọ, anh chàng bán đậu phụ lại chạy đi nhìn con sư tử đá thì gặp một người chuyên làm đồ tể chuyên mổ lợn. Đồ tể hỏi: "Sao sáng nào cũng thấy cậu chạy tới đây nhìn con sư tử đá vậy?" Anh chàng bán đậu phụ là một người thật thà nên đem lời báo trước của bà lão mù ra kể lại cho đồ tể nghe. "Cái gì? Mồm con sư tử đá trào máu? Cái cậu này sao ngốc quá là ngốc." Đồ tể vừa cười ha hả vừa bỏ đi. Hôm sau, đồ tể muốn phá anh chàng bán đậu phụ một phen nên trời còn tờ mờ sáng đã đem máu lợn mới giết bôi lên mồm con sư tử đá. Chẳng bao lâu sau, anh chàng bán đậu phụ cũng vừa đến nơi, thấy mồm con sư tử đá có máu, vội vàng cắm đầu chạy về nhà, vừa chạy vừa la: "Làng xóm ơi, thành Đông Kinh sắp sụp đổ, hãy chạy mau." Người trong thành cho rằng anh chàng này khùng nên chẳng một ai buồn để ý đến. Anh chàng bán đậu phụ chạy một mạch tới nhà cổng mẹ già nhằm hướng đông mà chạy. Chạy mới được một đoạn đường thì nghe rầm một tiếng, quả nhiên thành Đông Kinh sụp đổ. Chạy được vài bước thì đất ở phía sau cũng theo những bước ấy mà sụp đổ xuống. Anh chàng chạy không ngừng thì đất ở phía sau sụp đổ cũng không ngừng. Cứ thế mà chạy thôi là chạy. Tới một lúc, anh chàng bán đậu phụ chạy không nổi nữa, đành đặt mẹ già xuống để nghỉ ngơi thở một chút. Kỳ lạ thay, anh chàng ngừng lại nghỉ thì phía sau cũng không nghe tiếng sụp đổ nữa. Anh chàng bán đậu phụ quay đầu lại thì thấy sau lưng mình cả một mặt biển mênh mông, thành Đông Kinh phồn hoa nay không còn nữa. Hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ bèn cất nhà ở ngay chỗ đã dừng chân nghỉ ngơi. Từ từ, vùng đất này cũng trở nên phồn thịnh. Vì hai mẹ con anh chàng bán đậu phụ ngừng chân nghỉ ngơi rồi mặt biển mới định lại, nên chỗ này có tên là Định Hải. Còn chỗ anh chàng bán đậu phụ đặt mẹ già xuống nghỉ chân, ban đầu có tên là Phóng Nương Tim, có nghĩa là mũi đặt mẹ xuống. Sau này, người ta đổi thành Hoàng Dương Tim. Câu chuyện Mã Đầu Quan Âm. Một hôm, Quan Âm Bồ Tát đến chân núi Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn ở trong địa phận của tỉnh An Huy. Sở dĩ mang tên Cửu Hoa Sơn là vì dãy núi này có tổng cộng là 9 đỉnh núi và đỉnh nào cũng giống y như một đóa hoa sen. 9 đỉnh núi đâm vào tận mây xanh giống như 9 đóa hoa sen xanh nở rộ trong không trung. Ngài Quan Âm ngước lên nhìn thẳng núi cảnh Cửu Hoa không khỏi lấy làm ưa thích. Quan Âm Bồ Tát hóa thành một vị tăng hành cước, thong thả bước lên núi. Mới cất bước, Ngài chợt nghe tiếng tụng kinh. Ngài đưa mắt nhìn thì thấy trong một thung lũng có một vị tăng Tây Tạng đang ngồi kết già phu, đối mặt vào tường mà tụng Bát Nhã Tâm Kinh một cách thành kính. Nhìn thấy vị tăng Tây Tạng đang tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Quan Âm Bồ Tát cảm thấy tâm mình bị chấn động. Câu mở đầu của Bát Nhã Tâm Kinh là lúc Bồ Tát quán tự tại hành Bát Nhã Ba La Mật Đa một cách thâm sâu, quán chiếu thấy năm uẩn là không, thoát khỏi tất cả mọi khổ ách. Quán âm, đó có nghĩa là quán sát âm thanh của tiếng kêu cầu mà tìm đến để cứu khổ. Vị tăng Tây Tạng này ngồi kiết già tụng tâm kinh trong thung lũng chắc hẳn phải có nguyên do gì đây. Ông tụng tâm kinh hiển nhiên là muốn cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát độ cho thoát khỏi khổ ách. Ngài Quan Âm nghĩ, hôm nay đến Cửu Hoa Sơn có lẽ là có chút nhân duyên với vị tăng Tây Tạng này chăng,
ta nên đến xem lai lịch của vị tăng Tây Tạng này như thế nào. Ngài Quan Âm bèn thi triển chút thần thông để nhìn vào quá khứ của vị tăng Tây Tạng. Thì ra, vị tăng này là hoàng tử của Tân Quốc ở Tây Tạng, tên là Cầu Na Bạc Đà. Sinh ra là đã có túc căn, từ nhỏ đã chán ghét mọi điều thế tục vinh hoa. Về sau, còn thẳng thừng lìa bỏ vương cung, trốn thành đi tu. Ngài rất thông minh, trí huệ sâu sắc, căn cơ giác ngộ rất cao, nghiên cứu đến chỗ thâm áo của kinh điển Phật giáo. Công phu tu hành tinh chuyên, chẳng bao lâu lầu thông tam tạng, thâm nhập đại thừa. Ngài phát đại nguyện hoằng dương đại thừa Phật giáo ở Trung Độ, Trung Hoa, nên vừa đi vừa khất thực hướng về phía đông, vào đến nội địa Trung Quốc giảng Hoa Nghiêm Kinh cho dân chúng ở Trung Độ. Nhưng có biết đâu, vì ngài không biết nói tiếng Trung Hoa, nên khi ngài tuyên giảng Hoa Nghiêm Kinh, chả ai nghe hiểu ngài muốn nói gì cả, khiến cho ngài đau lòng và xấu hổ, bèn trốn vào núi Cửu Hoa, đối diện với vách tường tĩnh tọa, hy vọng được ngài Quan Âm giúp đỡ bằng cách đến chỉ giáo cho mình. Vừa khéo đúng lúc ấy, ngài Quan Âm đến Cửu Hoa Sơn và biết được chuyện của ngài. Thấy Cầu Na Bạc Đà thành tâm và cương quyết như thế, Quan Âm Bồ Tát càng thêm tán thán. Vị tăng Tây Tạng này thật có quyết tâm, nghị lực kiên cường, nếu ta không đến giúp đỡ ông thì ai giúp ông bây giờ? Ngài Quan Âm bèn ẩn thân đi, quyết định đến chỉ dẫn cho vị tăng Tây Tạng. Lúc trời vừa tối, Cầu Na Bạc Đà vẫn tiếp tục ngồi thiền nhập định như mọi ngày. Bỗng nhiên, ngài thấy trên tường đá trước mặt hiện ra một vùng ánh sáng. Ánh sáng chói cả mắt, một hồi lâu sau, trong vùng ánh sáng ấy hiện ra một đóa hoa sen. Và trên đóa hoa sen ấy hiện lên pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát, và ngay trên đầu Bồ Tát có một con ngựa báu xuất hiện. Cầu Na Bạc Đà nhìn pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát, thấy Bồ Tát thật sự đến bên mình, trong lòng vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc vạn phần, vội vàng chắp tay lễ bái, khấu đầu cảm tạ, đem tâm sự của mình ra bạch với Bồ Tát và cầu xin Bồ Tát khai thị, chỉ dẫn cho mình phải làm sao. Quan Âm Bồ Tát từ bi, nhìn Cầu Na Bạc Đà nhưng không nói lời nào, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Sau ngài nhẹ nhẹ ngước lên thì thấy trên đầu ngài con ngựa báu đang dậm bốn vó rồi chạy trong không trung không ngừng. Pháp tướng của Quan Âm Bồ Tát lập tức biến mất. Cầu Na Bạc Đà nhìn ngựa báu hốt nhiên đại ngộ, nghĩ rằng Bồ Tát để cho ngựa chạy không ngừng trong không trung, phải chăng là để chỉ đạo cho ta một cách rõ ràng rằng muốn thông thạo tiếng Trung Hoa phải làm như con ngựa báu, tức là chạy không ngừng, chu du bốn phương và chuyên tâm học hành. Phải rồi, ta phải lập tức lìa bỏ chốn thâm sơn này đến đại địa của Trung Độ. Hôm sau, Cầu Na Bạc Đà xuống núi. Xuống núi rồi, ngài đi vân du ở khắp nơi, quan sát và học tập một cách nghiêm chỉnh. Sau 9 năm bôn ba gian khổ, ngài đã thông thạo tiếng Hán, nhờ thế ngài thực hiện được nguyện ước của mình, nghĩa là tuyên giảng Đại Thừa Phật Pháp ở Trung Độ một cách sâu rộng. Mọi người đã có thể hiểu lời của ngài để tin phục và lĩnh hội. Phật Pháp Đại Thừa cuối cùng rồi cũng được lưu hành ở Trung Bộ. Sau 9 năm, Cầu Na Bạc Đà lên núi Cửu Hoa trở lại, tới chỗ mà năm nào mình đã đối diện với vách đá tĩnh tọa và được Quan Âm Bồ Tát đến chỉ đạo, xây lên một cái miếu Quan Âm nhỏ, trong đó khắc một pháp tượng của Quan Âm Bồ Tát. Pháp tượng này không khác gì những pháp tượng khác, nhưng chỉ có điều là ở trên đầu ngài có một con ngựa báu, vì thế người sau gọi hình tướng này là Quan Âm Nhiều Đầu hay là Mã Đầu Minh Vương, cũng là tôn xưng giáo chủ của súc sinh. Nhưng khi pháp tượng ngài Quan Âm được khắc xong thì có một số tín đồ địa phương cảm thấy thắc mắc, bảo rằng một bức tượng Bồ Tát Quan Âm đẹp như thế mà trên đầu lại có thêm một con ngựa, đặt súc sinh lên trên đầu Bồ Tát có phải là tỏ ra bất kính với ngài không? Thế là mọi người nhao nhao đến chất vấn ngài Cầu Na Bạc Đà. Cầu Na Bạc Đà kể lại cho đại chúng nghe chuyện 9 năm về trước, ngài Quan Âm đã hiển hóa lên con ngựa báu chạy trong không trung để chỉ đạo cho mình, rồi nói tiếp.
chúng sinh chia làm sáu nẻo, phân làm sáu loài, tức là những con đường thiên nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi muốn cứu độ tất cả chúng sinh trong sáu nẻo nên mới hiện ra sáu loại pháp tướng. Đường địa ngục khổ nhất nên Ngài hiện thân Quan Âm Thiền Thủ Thiên Nhãn, tượng trưng cho Đại Bi Tướng, truyền rằng đó là giáo chủ của địa ngục. Loài súc sinh hùng mạnh hiểm ác nên Ngài hiện thân Quan Âm Mã Đầu, tượng trưng cho Sư Tử Vô Ý Tướng, là giáo chủ của loài súc sinh. Đường Atula, Đa Nghi và Hiếu Chiến, Ngài hiện thân Quan Âm 11 mặt, tượng trưng cho Đại Quang Phổ Chiếu Tướng, là giáo chủ loài Atula. Đường Nhân thì có thể nói theo sự hay lý, nhìn theo sự thì họ kiêu mạn nên được gọi là thiên nhân, nhìn theo lý thì họ có Phật tính nên được gọi là trượng phu. Do đó, Ngài hiện thân Chuẩn Đề Quan Âm, tượng trưng cho thiên nhân trượng phu tướng, là giáo chủ của loài người. Đường Thiên có Đại Phạm Vương, nên Ngài hiện thân Như Ý Luân Quan Âm, tượng trưng cho Đại Phạm Thâm Viễn Tướng, giáo chủ loài thiên. Ngoài sáu tướng này, Quan Âm Bồ Tát còn có thể tùy cơ ứng hóa mà biến đủ các loại hình tướng khác nhau. Quan Âm Thập Nhất Diện có 11 mặt, 3 mặt ở giữa là mặt của Bồ Tát, 3 mặt bên trái hung bạo giận dữ, 3 mặt bên phải giống như Bồ Tát tùy từ bi hòa ái, giống 3 mặt trước nhưng có răng nanh trắng chĩa lên. Mặt sau là mặt bạo nộ đại tiếu và trên đỉnh là mặt Phật. Mỗi mặt có đội mũ báu, trên mũ báu có tượng A-di-đà Phật. Ngài Quan Âm Chuẩn Đề thì có 3 mặt và 18 cánh tay, lại còn có Như Ý Đà Quan Âm, Lục Tý Kim Thân. Nói tới Thiền Thủ Thiên Nhãn Quan Âm, lại Quan Âm truyền thuyết. Xưa thật là xưa, ở thành Lạc Dương, quan lại thì tham ô, thanh thiếu niên thì hư hỏng. Quan Âm có ý định muốn giáo hóa họ nên biến thành một người đàn bà nhà quê, tay cầm một cái hộp gấm, trong hộp có một tấm kính bằng đồng đen quý báu, đem đến chợ Lạc Dương bán. Có người tới hỏi giá, người đàn bà nhà quê đáp: "Tấm kính của tôi đây là một bảo vật rất quý hiếm trên thế gian này, giá là 1.000 lượng bạc ròng, dư 1 hào không lấy, thiếu 1 hào không bán, không bớt, không trừ, già trẻ lớn bé, ai muốn mua cũng được. Người nào có mắt tin đời, hãy mau đem tiền tới mua, bỏ lỡ cơ hội này thì về sau có 108.000 lượng bạc cũng không được." Có một thiếu niên muốn kiếm chuyện nên chỏ mồm vô hỏi: "Tấm kính bằng đồng có chút xíu mà đòi giá cao quá vậy, thật là nói thách quá cỡ. Đâu, bà nói cho tôi nghe thử, tấm kính này có cái gì là hay?" Người đàn bà nhà quê trả lời: "Tấm kính của tôi có nhiều cái hay lắm chứ. Thứ nhất, nó có thể soi được tâm người thiện hay ác. Thứ hai, nó có thể chiếu ra tất cả quá khứ và vị lai nữa. Tốt thì chiếu ra tốt, xấu thì chiếu ra xấu, không sai một ly một tí nào. Quý vị nghĩ xem, với hai đặc điểm ấy, không lẽ tấm kính này không đáng giá 1.000 lượng bạc hay sao?" Người thiếu niên kia nói: "Bà nội ơi, bà nói xạo vừa thôi chứ. Thế gian này làm gì có một bảo vật như thế, chúng tôi không tin đâu. Trừ khi nào bà cho chúng tôi soi thử một cái." Quan Âm đáp: "Soi một cái thì được, nhưng theo lệ thì mượn kính soi phải trả tôi 3 đồng. Thiếu niên nọ bèn móc túi ra 3 đồng trao cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm lấy kính trong hộp ra, cầm trong tay và nói với thiếu niên nọ: "Soi đi, nhưng phải nhớ không được suy nghĩ loạn xạ lung tung, phải tập trung tinh thần mà soi một cách nghiêm chỉnh. Có thế kết quả mới rõ ràng được." Thiếu niên nghe lời Bồ Tát, soi một cách nghiêm chỉnh. Quả nhiên trong kính hiện ra một cách rõ rệt từng cảnh đã xảy ra trong quá khứ. Chuyện quá khứ chiếu xong lại hiện ra đủ thứ các chuyện sẽ phát sinh trong tương lai. Cho tới đoạn cuối là thiếu niên chết,
rồi sẽ đọa vào đường súc sinh, đầu thai thành một con chó cái. Thiếu niên soi xong, kinh hãi không cùng, không ngờ rằng thành tích xấu xa hư hỏng của mình lại hiện lên hết trong kính, và hắn càng hoảng kinh hơn nữa khi thấy kiếp tới mình sẽ biến thành một con chó cái. May mà những điều hắn thấy, người khác lại không trông thấy, người khác chỉ thấy mặt trái của kính hoàn toàn trống rỗng, không có gì trên ấy cả. Quan Âm lấy lại kính và hỏi, sao? Đáng giá 3 đồng bạc không? Thiếu niên nọ xuất mồ hôi trán, mặt mày tái mét, trả lời liên thanh, đáng. Người xung quanh hỏi hắn đã thấy được những gì. Hắn sợ làm trò cười cho thiên hạ, không dám trả lời sự thật nên chỉ lầu bầu, mấy người đừng hỏi tôi, cứ bỏ ra 3 đồng mà tự soi lấy, đảm bảo mấy người sẽ vừa ý. Cuối cùng người hiếu kỳ rất đông, nghe lời thiếu niên nọ nên tranh nhau thử món đồ chơi mới này. Người này bỏ ra 3 đồng, người kia cũng móc ra 3 đồng, thay phiên nhau mà soi kính. Người nào chưa được soi thì dành soi trước, nhưng một khi soi rồi thì không khóc thê thảm, cũng nhíu mày nhăn mặt, tâm sự trùng trùng. Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Quan Âm cười thật tươi, đứng thủ đằng trước, nhưng cũng không nói lên một tiếng. Từ giờ thìn đến giờ dậu, thấm thoát 3.000 người đã soi kính rồi. Trong số 3.000 người ấy, 9/10 soi xong thì mặt mày buồn hiu, không tới lấy 1/10 còn lại là vui vẻ, hân hoan. Tri phủ Thành Lạc Dương thời ấy là một tên quan rất tham ô, chỉ chạy theo danh lợi, tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ làm sao để thăng quan tiến chức. Nghe nói ngoài đường có người bắn kính báu, soi một cái là thấy ngay chuyện hên xui, họa phúc của mình. Ông rất muốn thử soi một phen xem mình rồi sẽ được chức quan lớn tới đâu và phát tài giàu đến chừng nào. Nghĩ thế, ông cũng chạy ra chợ. Khi ông chạy tới thì Quan Âm cũng vừa đang thu xếp để trở về. Nhưng người mới đến là quan tri phủ đại nhân, đâu có thể không ngó ngàng đến, nên Quan Âm lại lấy kính ra để ông soi cho kỹ càng. Lần này Quan Âm để cho ông soi tha hồ, không gấp gáp, và quan tri phủ mới soi đã kinh hoàng, mồ hôi lạnh toát ra dầm dề. Trong kính bắt đầu xuất hiện từng cảnh một. Lúc ông ăn hối lộ, vi phạm luật pháp, vu oan giá họa hại người, kết án vô tội. Về sau, bị oan hồn uổng tử báo thù, chết bất đắc kỳ tử, đọa xuống địa ngục, chịu đủ các cực hình tàn khốc. Sau đó, lại tái sinh làm lợn, được nuôi cho mập, rồi vào tay đồ tể cắt mổ. Tri phủ càng nhìn càng sợ hãi, trong tâm dần dần có chút tỉnh ngộ. Lúc ấy, người đàn bà nhà quê đã lấy lại tấm kính cất vào hộp và thở dài. Một bảo vật như thế chỉ có 1.000 lượng bạc, rẻ thế mà chỉ có người soi chứ chẳng có người mua. Thế mới biết là ở Thành Lạc Dương này thật ra không ai có mắt tin đời. Nói xong, bèn cầm hộp đứng lên, sửa soạn rời đi. Khi Quan Âm đứng dậy, thì đột nhiên khuôn mặt người đàn bà nhà quê biến mất, nhường chỗ cho pháp tướng của Bồ Tát. Lúc ấy, những người đứng nhìn, mỗi người thấy Bồ Tát một cách khác nhau. Người ác thì thấy người đàn bà nhà quê kia biến thành một hung thần vô cùng bạo ác, nhìn thấy là kinh hồn bạc vía. Người bình thường thì thấy ngài lộ vẻ giận dữ nhưng cũng đủ khiến họ phải hết hồn. Chỉ có người hiền mới thấy ngài mang khuôn mặt dịu hiền, từ ái gần gũi, rõ ràng là đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ai nấy đều kinh dị, định thần nhìn kỹ thì không còn thấy người đàn bà nhà quê bán kính ở đâu nữa. Tri phủ như người mê chợt tỉnh, lập tức quỳ xuống đất cáo bạch: Trượng thừa Bồ Tát đến giáo hóa, hạ quan đã biết lỗi rồi. Nghe tri phủ nói thế, mọi người mới vỡ lẽ ra, người đàn bà bán kính vừa rồi chính là Quan Thế Âm Bồ Tát.
từ đó những kẻ chuyên làm ác đều tỉnh ngộ, bỏ ác làm lành. Những người làm quan đều trở nên thanh liêm, dân chúng cũng theo đó mà trở nên thuần hậu. Sau đó, ba tánh thành Lạc Dương mới dùng số tiền mà Quan Âm đã bỏ lại xây lên một cái miếu thờ Quan Âm, và tượng của Ngài được tạc theo mắt thấy của họ, nghĩa là có ba mặt. Một mặt Quan Âm từ bi hiền hậu, một mặt vô cùng giận dữ và một mặt hung tợn, trong tay cầm một tấm kính báu soi sáng cả đại thiên thế giới. Bức tượng này trong Phật giáo gọi là Quan Âm Du Hí Tam Muội, và người phàm thì gọi là Quan Âm Ba Mặt. Câu chuyện Hòa Thượng Nhất Phong. Cuối đời Đường, đầu nhà Tống, chuyện Quan Âm Bồ Tát giúp đỡ người hiền lương thoát khỏi bàn tay gian ác hãm hại được lưu truyền rộng rãi trong khắp khu vực thành Cô Tô. Người hiền lương nói trên tên là Yêu Nhất Phong, chủ một cửa tiệm tạp hóa. Đó là một người thành thật, lương thiện, tốt bụng, đối với người khác thì vui vẻ tử tế, không bao giờ so bì tị nạnh, không tranh giành hơn thua. Vì thế, người ta thường gọi ông là người hiền. Ông thâm tín Phật giáo, trong nhà hay ngoài tiệm đều có thờ Quan Âm Bồ Tát. Mỗi ngày sớm chiều thành tâm lễ bái, rảnh thì ngồi trước bàn thờ tụng kinh niệm Phật, không ngày nào sao nhãn. Tuy Yêu Nhất Phong là người tốt, nhưng có một bà vợ đẹp lại rất dâm đãng. Bà thừa lúc chồng đi xa buôn hàng để thông gian với một tên vô lại ở ngay bên cạnh nhà, tên là Khang Thất. Những chuyện tình cảm lăng nhăng như vậy thường không qua mắt ai. Vì thế, người ngoài ai cũng biết, chỉ trừ có Yêu Nhất Phong thật thà khờ khạo là trước sau không hề hay biết gì cả. Mọi người ai cũng than thở và bất bình giùm ông. Họ nói rằng, ai cũng nói là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, mà sao cái người tốt bụng này đã không có quả báo thiện thì thôi, đằng này còn phải chịu ác báo. Huống chi ông lại là người tin Phật, không lẽ Bồ Tát không linh ứng hay sao? Không phải là Bồ Tát không linh ứng, vì đúng lúc đó Quan Âm vừa đến Cô Tô. Không những Ngài biết hết chuyện nhà của Yêu Nhất Phong, mà còn biết sau này Yêu Nhất Phong còn phải chịu nhiều tai ách nữa. Hôm ấy, Yêu Nhất Phong lại đi ra khỏi tỉnh để buôn hàng. Ban đêm, bỗng nhiên nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong nhà của mình. Tay Ngài cầm ngọc như ý, trên đỉnh đầu lại có một con rồng xanh. Ngài đặt viên ngọc như ý lên đỉnh đầu Yêu Nhất Phong và nói, Yêu Nhất Phong, nghe ta nói đây, không lâu nữa ông sẽ gặp đại họa. Ta thấy ông là người chân thành tin Phật, không nhẫn tâm để cho ông bị tai nạn, nên tới đây cứu ông. Ta dạy cho ông 4 câu kệ, xin ông hãy nhớ cho kỹ. Gặp cầu chớ dừng tàu, gặp dầu trét lên đầu, đấu thóc 3 thăng gạo, ruồi xanh bu bút đầu. Bằng bất cứ giá nào, ông cũng không quên được 4 câu kệ này. Quan Âm nói xong liền biến mất. Yêu Nhất Phong giật mình thức giấc, những gì xảy ra trong mộng còn rành rành trước mắt. Nghĩ tới sự Bồ Tát ứng mộng để cứu mình, Nhất Phong vừa mừng rỡ vừa kinh sợ, biết rằng điều Bồ Tát nói tất nhiên không thể sai. Ông vội quỳ xuống đất, nhìn lên không trung, khấu đầu lễ lại, rồi tuân theo lời dặn dò của Bồ Tát. Ông nhẩm đi nhẩm lại 4 câu kệ cho tới thuộc lòng như cháo, ghi khắc trong đầu, không làm sao quên được. Hôm sau, ông đáp tàu ra đi. Mới khởi hành thì sóng yên gió thuận, tiết trời quang đãng. Nhưng đến khoảng chừng nửa ngày thì đột nhiên mây đen giăng mịt, sấm chớp ngang trời, mưa như trút nước. Cũng vừa đúng lúc ấy, tàu hướng tới một cái cầu trước mặt. Người phu lái tàu sợ ướt, nghĩ rằng gặp cái cầu này thật đúng lúc, tốt nhất là dừng tàu ở dưới cầu để trốn mưa, nên tính gác mái chèo đậu lại ngay ở đấy. Còn Nhất Phong thì lúc nào cũng nghĩ tới 4 câu kệ của Bồ Tát dạy.
tuy không mấy gì hiểu nghĩa, nay thấy tàu muốn dừng lại dưới một cái cầu thì câu gặp cầu chớ dừng tàu chợt lóe lên trong óc, khiến ông lập tức nhận ra, vội lớn tiếng la người phu lái tàu: "Không thể dừng lại ở đây, mau chèo tiếp." Tuy ông không hiểu rõ tại sao gặp cầu lại không được dừng tàu, nhưng ông cứ làm theo đúng lời Bồ Tát dạy thì không thể sai lầm. Ông không cần biết người phu lái chịu hay không chịu, cứ bắt buộc ông ta phải chèo tiếp để ra khỏi gầm cầu. Khi tàu rời khỏi gầm cầu, không tới một tầm tên bắn, thì một tiếng rầm, long trời lở đất đập vào tai họ chát chúa, những ngọn sóng tung tóe lên tới trời. Người phu lái tàu cùng Yêu Nhất Phong quay đầu nhìn lại thì thấy cái cầu mình mới đi ngang đã sập xuống quá nữa. Nếu tàu ngừng lại tránh mưa ở dưới ấy thì có lẽ giờ này đã bị đập nát. Người phu tàu líu lưỡi lại vì sợ hãi: "Ghê quá, ghê quá. Nếu không có ông Hối phải chèo tiếp thì giờ này chết toi rồi. Ông Phong ơi, ông có phải là thần tiên không mà biết trước vậy?" Yêu Nhất Phong bèn kể lại chuyện Bồ Tát ứng mộng cho phu lái tàu biết. Người này cũng cảm tạ ơn đức của Bồ Tát nên từ đấy cũng trở thành một Phật tử thuần thành. Yêu Nhất Phong đến thị trấn nọ buôn xong hàng hóa rồi lên đường trở về. Mỗi lần đi về như vậy phải tính vắng nhà 2 tháng trời. Trong suốt 2 tháng trời ấy, vợ ông cùng tên du đảng Khang Thất đã sống những ngày trăng hoa nóng bỏng. Khi Nhất Phong về nhà thì trời đã hoàng hôn. Nhờ có Bồ Tát báo mộng sập cầu cứu ông nên việc đầu tiên sau khi vào nhà là đến trước bàn thờ Quan Âm Bồ Tát chí thành đảnh lễ bái tạ. Lễ xong đứng dậy, đột nhiên cây đèn lưu ly treo trên xà nhà bị đứt dây rơi xuống. Ông bị dầu bắn lên khắp cả người và bị dầu bắn lên người như thế nên ông lập tức nhớ đến câu kệ thứ hai: gặp dầu trét lên đầu. Thế là còn bao nhiêu dầu trong đèn, ông bèn đổ cả lên đầu lên tóc. Lễ Phật xong, ông mới gặp vợ, hỏi han việc nhà và sau khi ăn cơm, hai vợ chồng vào thay quần áo đi ngủ. Tên du đảng Khang Thất biết rằng Yêu Nhất Phong đã về rồi. Trong 2 tháng vừa qua, hắn đã cùng người đàn bà kia mặn nồng trăng gió với nhau, một phút cũng không muốn rời. Nay Yêu Nhất Phong trở lại rồi, thì đêm nay hắn không thể qua nhà người đàn bà để cùng nhau mây mưa, về sau cũng sẽ khó mà tiếp tục gian díu với nhau lâu dài. Đêm hôm ấy, hắn không ngủ được, cứ trăng qua trở lại, lửa ghen thiêu đốt tâm can. Càng nghĩ càng căm giận, hận là không thể tức khắc xông qua nhà bên cạnh bắt con dâm phụ ấy về với mình. Ý nghĩ giết người manh nha trong đầu từ đấy. Hắn nghĩ rằng giải pháp gọn nhất là giết Quách Yêu Nhất Phong đi, giấu thi thể để phi tang, rồi sau đó mới có thể cùng tình phụ ăn ở với nhau lâu dài được. Nghĩ xong là làm, hắn xuống bếp lấy một con dao nhọn và bén, trèo tường qua nhà hàng xóm, lẻn vào phòng ngủ của Yêu Nhất Phong. Trong phòng tối đen như mực, Khang Thất cầm dao mò mẫm đến trước giường, nhưng hắn không thể phân biệt ai là Yêu Nhất Phong, ai là người đàn bà. Hắn lại nghĩ, trong đêm tối không nên giết lầm người. Đàn bà vốn thường hay xoa dầu thơm lên đầu nên phân biệt hai người có lẽ cũng dễ thôi. Hắn đưa mũi đánh hơi, thấy rằng cái người ngủ phía ngoài có mùi dầu sực nứt thì chắc chắn đây là người đàn bà rồi. Vậy người nằm trong ắt phải là Yêu Nhất Phong. Tức thời hắn vung dao lên chém mạnh xuống, chỉ nghe phập một tiếng, đầu người dâm phụ bị chẻ làm 2 mảnh. Yêu Nhất Phong nghe tiếng chém thì giật mình thức giấc, hô hoáng lên rầm rĩ, khoác áo vào ngồi dậy đốt đèn. Tên sát nhân Khang Thất biết mình giết lầm người, vội vàng trèo qua cửa sổ chạy trốn mất. Yêu Nhất Phong thấy đầu vợ bị bửa ra thành 2 mảnh thì thương tâm quá, khóc rống lên, tìm kiếm khắp nơi mà hung thủ thì đã biệt tâm biệt tích. Ông bèn sai người đi liền đêm ấy báo cho nhạc phụ biết tin dữ. Khi nhạc phụ tới nhà Yêu Nhất Phong xem xét thì không cần biết trắng đen phải trái ra sao, nhất định buộc tội Yêu Nhất Phong giết vợ, lồng lộng tra tấn con rể.
cửa ngoài vẫn đóng, cửa nhà không mở, ngay trên giường mi xảy ra án mạng, không phải mi giết thì còn ai vào đây? Yêu Nhất Phong tình ngay Lý Giang, có miệng mà không cãi được. Hôm sau, người nhạc phụ ra nha môn trình cáo, vị quan huyện đến điều tra rồi cũng nghi rằng hung thủ chính là Yêu Nhất Phong. Đây là một vị quan huyện rất hà khắc, ưa dùng hình phạt tàn khốc để bắt tù nhân khai tội, nên cho tra tấn Yêu Nhất Phong trong lúc thẩm vấn. Yêu Nhất Phong là một thương nhân, một chủ tiệm, làm sao chịu nổi cuộc tra tấn đau đớn ấy, chỉ biết tự than rằng kiếp trước đã gây tội, vận mệnh đã an bài như thế rồi, thôi thì cứ nhận tội oan, dẫu có chết cũng còn đỡ khổ hơn là sống mà phải chịu đọa đày như vậy. Quyết định như thế rồi, ông bèn nhận tội. Quan huyện thấy Yêu Nhất Phong đã nhận tội rồi, bèn một mặt cho giam ông vào ngục tối, một mặt chuẩn bị phát thảo tờ công văn để xử án tử hình. Ngờ đâu khi ông cầm bút lông lên vừa tính đặt xuống giấy thì đột nhiên có vài con ruồi xanh bay tới vây chặt lấy đầu bút, khiến cho ông không thể nào đặt bút xuống. Ông đưa tay xua ruồi, nhưng vừa tính hạ bút thì chúng lại bay tới bu lấy đầu bút. Cứ nhiều lần như thế nên tờ công văn không sao viết được. Vị quan huyện cảm thấy kỳ quái, bèn nghĩ rằng ruồi xanh bu vào đầu bút không cho ông viết công văn để xử tội, phải chăng có oan tình chi đây? Ông bèn cho mời vị quan cố vấn đến thỉnh ý. Quan cố vấn nói, để tôi vào ngục hỏi lại Yêu Nhất Phong, rồi sau đó hãy tính. Quan cố vấn vào ngục, thấy Yêu Nhất Phong ngồi bình tâm niệm Phật lại càng thấy quái lạ, bèn hỏi, ông đã khai rồi, tội giết người đã định, niệm Phật có ích gì? Nhất Phong đáp, tôi không chịu nổi tra khảo nên phải nhận tội, chứ sự thật oan cho tôi lắm, tôi không hề giết người. Bồ Tát nói sẽ cứu tôi nên tôi niệm Phật cầu Ngài đến cứu, vì Bồ Tát tuyệt đối không bao giờ gạt người. Tới đây, ông kể lại chuyện được Bồ Tát báo mộng và đem 4 câu kệ lặp lại cho quan cố vấn nghe. Quan cố vấn nghe rồi vô cùng kinh dị, nghĩ thầm. Ruồi xanh bu bút đầu, phải chăng là ứng cho chuyện quan huyện mới gặp vừa rồi chăng? Vậy thì câu thứ 3, đấu thóc 3 thăng gạo có nghĩa là gì? Ông suy nghĩ nghiền ngẫm, trở đi trở lại vấn đề trong đầu nhưng vẫn nghĩ không ra. Cuối cùng, bỗng nhiên ông đại ngộ, một đấu là 10 thăng, nếu một đấu thóc mà chỉ cho có 3 thăng gạo thì phải chăng còn lại 7 thăng cám? Chữ cám, khang, bỏ bộ mễ, gạo, còn lại là họ Khang. 7 là thất, vậy phải chăng tên hung thủ là Khang Thất? Nghĩ thế xong, ông bèn hỏi Yêu Nhất Phong, ở chỗ ông có ai tên là Khang Thất, Khang 7 gì không? Ông có quen ai tên đó không? Yêu Nhất Phong đáp, có người tên đó, mà tôi cũng biết ông ta nữa, đó là người hàng xóm bên tay trái của nhà tôi, đúng tên là Khang Thất. Quan cố vấn gật đầu bỏ đi, đem hết câu chuyện trình lại cho quan huyện nghe. Hôm sau, tên gian phu Khang Thất bị bắt đem lên nha môn và bị tra tấn ngay tại chỗ. Khang Thất bèn khai thật mọi sự, Yêu Nhất Phong được xử trắng án. Qua tai nạn bất ngờ nói trên và tuy được xử trắng án, thoát được họa bị xử tử hình, nhưng Yêu Nhất Phong cảm thấy thế sự biến đổi vô thường, chán nản cùng cực. Bèn đem tài sản ra bố thí hết cho người nghèo và quyết định đến Hàng Châu vào chùa Linh Ẩn xuất gia. Ông đi bộ suốt cả đoạn đường. Một hôm đến Gia Hưng nghỉ lại trong một lữ điếm. Trong đêm sâu, ông mơ hồ nghe ai gọi tên mình. Mở mắt ra thì thấy vợ mình cùng Khang Thất, hai người, mỗi người ôm cái đầu lâu đẫm máu, xông tới đòi mạng. Nhất Phong sợ quá, run bần bật, vội vàng nhắm nghiền đôi mắt, niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau, không nghe động tĩnh gì nữa, bèn mở mắt ra nhìn. Không thấy hai con quỷ đâu mà lại thấy một vị Bồ Tát đứng trên một chiếc lá sen. Bên cạnh có một cậu bé trai chân trần đứng chắp tay hướng về Bồ Tát như thể đang lễ bái.
chỉ trong chớp mắt, cảnh ấy cũng biến mất luôn. Lúc ấy, Nhất Phong mới biết là mình nằm mộng. Nhớ lại chuyện vừa qua, biết rằng Quan Âm Bồ Tát đã một lần nữa hiển linh để cứu mình. Ông thấy mình quả thực có phúc nên càng quyết định xuất gia tu hành. Hôm sau, ông rời huyện Gia Hưng, tiếp tục nhắm hướng Hàng Châu, mau lẹ tiến bước. Tới gần Hồ Gia Trang, thấy có một đám người đang đứng vây xung quanh một cánh đồng. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, ông bèn nhanh chân tiến đến gần xem. Thì ra có một người nông phu họ Vương, trong lúc cuốc đất, cuốc phải một pho tượng Phật cao cỡ 1.5 feet. Pho tượng này làm bằng ngói lưu ly màu xanh ngọc bích, điêu khắc rất tinh vi đẹp mắt. Mọi người tranh nhau nhìn ngắm nên mới tụ lại vây quanh đông đảo như vậy. Nhưng tượng Phật này là Phật nào? Yêu Nhất Phong chen vào nhìn, nhìn kỹ càng rồi thì mới nhận ra, tuy rằng tượng Phật có tướng người nam nhưng mắt mũi diện mục thì đích thị là Quan Âm Bồ Tát. Ông hân hoan thấy rằng giữa Bồ Tát và mình quả thật có duyên nên đã gặp Ngài mấy lần. Vì thế, ông vui vẻ nói với mọi người rằng: quý vị ở đây thật có phúc nên hôm nay được gặp Bồ Tát. Quý vị hãy mau thỉnh Bồ Tát về ngôi chùa nào trong thành mà cúng dường. Bồ Tát sẽ hộ trì cho quý vị được bình an và năm nào gặt hái cũng được mùa. Người nông phu họ Vương hỏi: ông nói đây là Bồ Tát, vậy chứ tôi hỏi ông có biết đây là Bồ Tát nào không chứ? Chúng tôi nhìn mãi mà không biết. Yêu Nhất Phong nói: đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Mọi người nghe thế, nhao nhao lên cãi: không phải, không phải, pháp tượng của Quan Âm Bồ Tát như thế nào, chúng tôi đây ai cũng đã từng nhìn thấy. Không phải là lối ăn mặc như thế này, là người nữ chứ, không phải người nam. Còn tượng này là tướng người nam, làm sao là Quan Âm Bồ Tát được? Nhất Phong nói: sau khi đắc đạo rồi, vì muốn cứu độ người đời và đi khắp vũ trụ, nên Bồ Tát tùy thời tùy nơi mà ứng hóa, có khi thân nam, có khi thân nữ, có khi già, có khi trẻ, không nhất định, có khi lại còn ứng hóa đủ thứ thân để cảnh cáo thế gian. Sao quý vị lại còn nghi ngờ? Sau đó, ông đem chuyện mình 2 lần gặp Bồ Tát hiển linh kể cho mọi người nghe. Lúc ấy, mọi người mới chịu tin và đem pháp tượng Bồ Tát vào chùa thờ phụng. Vì tượng Bồ Tát này từ lũng cày xuất hiện nên mọi người đặt tên là Lũng Kiến Quan Âm, có nghĩa là Quan Âm thấy trong lũng cày. Yêu Nhất Phong đi suốt ngày lẫn đêm, cuối cùng cũng đến chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Có một vị thiền sư pháp hiệu là Nguyên Tịch, thấy ông Chí Thành muốn xuất gia nên thâu nhận ông làm đệ tử. Từ đó, Nhất Phong xuống tóc xuất gia làm tăng, theo chúng mà tu hành, người ta gọi ông là Nhất Phong Hòa Thượng. Nhất Phong mới xả bỏ phàm trần nên tuy có nhiều thiện căn, nhưng vì đã lăn lộn nhiều trong thế gian nên trong tâm hãy còn nhiều tạp niệm, lục căn chưa thanh tịnh. Lúc mới học ngồi thiền, ông không cách nào định tâm được. Thường thường hễ ngồi xuống lại thấy hồn ma khang thất cùng vợ mình bưng đầu lâu đẫm máu đến phá quấy. Buổi thiền tọa hôm ấy, hai hồn ma lại về quấy nhiễu, nhưng lần này hung tợn hơn. Khang thất dẫn đầu một đoàn quỷ sứ không đầu ào ào ùa tới, khiến Nhất Phong hồn phi phách tán, vội niệm thầm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Một lúc sau, ông thấy một vị Bồ Tát xuất hiện trước mặt. Vị Bồ Tát này có cái cổ màu xanh, một đầu mà 3 khuôn mặt, mặt chính ở giữa là mặt từ bi của vị Bồ Tát, mặt tay phải là mặt sư tử, mặt tay trái là mặt heo. Đầu ngài đội mũ báu, trên mũ có hóa thân của vô lượng thọ Phật. Ngài có tới 4 cánh tay, tay thứ nhất bên phải cầm tích trượng, tay thứ hai cầm hoa sen, tay thứ nhất bên trái cầm bánh xe, tay thứ hai cầm loa ốc. Ngài mặc áo bằng da cọp, tua ren là những con rắn đen, đứng trên một tòa sen 8 lá, tay đeo vòng anh lạc, xung quanh có hào quang, trông rất là uy dũng.
vị Bồ Tát cổ xanh này tóm lấy những con quỷ không đầu mà ăn, chỉ trong thoáng chốc là ăn trọn hết 7 quỷ. Ăn xong, Ngài dùng tích trượng khỏ Nhất Phong Hòa Thượng một cái. Nhất Phong chợt thấy tâm mình trở nên minh mẫn sáng suốt, từ đó trong tâm không còn cấu nhiễm, trần duyên cắt tuyệt. Ngày hôm sau, Nhất Phong Hòa Thượng đem chuyện đêm qua trình lên Nguyên Tịch Thiền Sư. Thiền Sư nói, đêm qua ông thấy thanh cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát, tức là Bồ Tát Quán Tự Tại cổ xanh, chính là Quan Âm Bồ Tát dưới hình tướng của Minh Vương. Ông hãy thành tâm trì niệm danh hiệu vị Bồ Tát này thì có thể thoát khỏi mọi sự sợ hãi khủng bố. Nói xong, Ngài lấy ra một quyển kinh Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni trao cho Nhất Phong, dặn ông khi nào còn gặp cảnh khủng bố thì đọc tụng kinh này để giải trừ. Hòa Thượng Nhất Phong tu hành tại chùa Linh Ẩn một cách chí thành, công hạnh tinh tiến, vài năm sau trở thành một vị cao tăng nổi tiếng.